Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Cả nhà ta đều xuyên tới cổ đại chạy nạn, tập 7, chương 121, ba càng đoàn người nghe xong nổ, có nạn dân dứt khoát co quắp trên mặt đất cạt lệ. Lửa nhưng Văn, không phục A, à, quỷ khuất, sĩ, nông, công, thương, quân hộ, bọn hắn trước kia thế nhưng là nông A, à, tốt thân phận, hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ làm tầng dưới chót nhất người, có lẽ liền tầng dưới chót nhất cũng hỗn không lên, trực tiếp nơi nào cần muốn đi đâu, bắt bọn hắn mệnh lấp thành lâu lấp biển. Đừng nói những cái này nghĩ quẩn các nạn dân, chính là tống phúc sinh cũng vẻ mặt buồn thiêu ngoái nhìn lần nữa nhìn nhìn kia bố cáo nghĩ thầm loại thứ nhất làm lao dịch sống cái này tại bọn hắn xã hội hiện đại không phải liền là ngồi sổng ngục giam nha đến giờ rời giường đi ngủ đến giờ phát cơm xong chính là cải tạo lao động mỗi ngày làm việc kiếm được tiền còn không về ngươi không công trên mặt khắc chữ chạy ngươi đều chạy không được tương đương với lệnh truy nã vẫn là mạng lưới liên lạc cái chủng loại kia ở bên ngoài chỉ cần có người nhìn thấy trên mặt có chữ viết, không cần tra không cần hỏi, bắt đến liền bắt lên. Loại thứ hai, ngươi xem một chút phía trên kia viết, quân hộ, không ra một dặm ở giữa, hướng ra mộ nhập, làm việc và nghỉ ngơi chi đạo lẫn nhau biết. Ý gì? Chính là để đoàn người dò xét lẫn nhau thôi, tốt nhất trước cửa nhà hoạt động, không cho phép đi loạn, đừng nhớ thương chạy ngoài mặt làm buôn bán nhỏ, đừng suy nghĩ đi nơi khác la cà. Quân hộ cũng không thể so lao dịch mạnh đến mức nào, thứ này cũng ngang với xã hội hiện đại giám thị ở lại thêm quản chế đi cái kia phải báo cáo cho người ta trồng trọt trồng rau loại xong phải có một bộ phận nộp lên trên đánh cầm trong nhà lao lực liền phải bên trên mấu chốt nhất chính là một đời bị định tính vì quân hộ về sau nếu là đối chiến dịch không có cống hiến không trở thành tiểu lãnh đạo không thăng nổi đi đời đời kiếp kiếp đều là cái thân phận này nhi nữ thông hôn cũng chỉ có thể cùng quân hộ hậu đại thông hôn sinh hạ bé con vẫn là cái thân phận này sinh bé con, sinh nam sinh nữ, nói câu không dễ nghe, từ xuất sinh liền định tính, sinh cái gì có tác dụng quái gì, sinh mấy cái lại có thể thế nào, tất cả đều là bạch ném hàng, tưởng niệm sách khảo học không có tư cách, cái gì cũng không thể chơi, sinh ra tới liền nhất định là trắng mũi đau mệnh, ngươi còn sinh hắn làm gì, để hài tử bị tội sao, tống phúc sinh răng hàm đau, quay đầu một nhìn thấy tống phục linh, đau răng đến não bên trên gân xanh lúc này nhảy lên nhảy lên, khoát khoát tay, đi, trước xếp hàng đi bên cạnh xếp hàng bên cạnh nghiên cứu đi trước hết để cho y quan bắt mạch sờ lĩnh que gỗ đánh cháo tống lý chính nhóm người này lập tức cho xe đẩy thay đổi phương hướng đi theo tống phúc sinh đằng sau đi lão nhân phụ nữ hài tử có một cái tính một cái đoàn người trừ thở dài liền không có một cái khóc nhưng so sánh bố cáo lúc trước chút các nạn dân cảm xúc ổn định được nhiều không ủy khuất sao thế nào không ủy khuất đâu một đường chạy nạn đến nơi này chính là như thế kết quả, không biết được người bên ngoài, bọn hắn nhưng là chân chân chính chính căn hồng miêu chính, nề nếp, nông dân, thế nhưng là, sớm bị luyện được, lần lượt cùng chung hoạn nạn, lần lượt mở tổng kết đại hội, thật sâu dạy bảo bọn hắn, khóc, phàn nàn, mắng trời mắng địa, vô dụng nhất, lại một cái, đừng nói mắng to, ngươi chính là tử đạo bên cạnh cũng không ai quản ngươi a, cho nên xếp hàng sờ mạch hút cháo đi, uống cháo mới là ổn thỏa chi đạo nghĩ xếp hàng cũng không phải người gì đều để tiếng, dẫn hướng binh sĩ hỏi, nhìn bố cáo rồi, nhìn, xem hiểu rồi, hiểu, xem hiểu mới có thể đi vào, tiến đi, từng đài xe đẩy, chật vật hướng hai bên đường trên sườn núi đẩy. Các nạn dân xe đẩy là không thể khắp nơi loạn ngừng, chí ít không thể dừng ở trước lều chặn đường, Tống Lý Chính Trương La nói, nhanh sờ sờ, có ba tử phát nhiệt không? Có mau nói, ta cái này có tỉnh não hoàng, trước cho ăn bên trên một hạt. Điền hỷ phát thay thế đau răng tống phúc sinh, cũng thu xếp nói, chúng ta chỉ định đạt được thành hai nhóm đi sờ mạch đánh cháo, phải có người lưu tại cái này trong xe. Quách gia lão đại giọng cực lớn về câu, trước bà nương qua tự nhóm đi, phúc sinh huynh đệ ngươi dẫn bọn hắn, chúng ta những người này có thể đợi. Đại khái là cái này giọng có chút quá lớn, số sắp xếp đánh cháo kia mặt cũng nghe thấy, trong đội ngũ có người kích động hô, tự tấm huynh, tự tấm huynh, tống phúc sinh hít mắt trông đi qua, ai nha, đây là nhận biết người A, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Tranh thủ thời gian thu xếp điền hỷ phát mang mọi người băng đi trước xếp hàng, hắn phải đi tự ôn chuyện, thuận tiện thám thính một chút tin tức, không nhìn vị lão hữu kia đều hỗn đến bước thứ hai đánh lên cháo nha, có thể thấy được so với bọn hắn đến sớm, có lẽ có thể hiểu rõ nhiều, đến phụ cận, Tống Phúc Sinh ôm quyền, Triết Phát Huynh, có mạnh khỏe, trước kia cùng Tống Phúc Sinh cùng một chỗ dạy học vương Triết Phát, lúc này cây gậy một cái, người xuyên phá áo bông một kiện, trên tay một chồng bát tất cả đều là có khe, hắn lấy tay áo che mặt, một bộ có nhục nhã nhặn bộ dáng, tiền bội anh hỏi nữ nhi, cha ngươi thế nào lại thành tử tấm nữa nha, cha ta chữ chứ sao? Đại danh tống phúc sinh, chữ tử tấm, hai người bọn họ tại kia nói gì thế, ngươi một câu ta một câu, ta đều có chút nghe không hiểu, rất có thể vờ việc. Tống Phục Linh dùng tiếng thông tục nói cho nàng mẹ, người kia tựa như là nói, hắn một cái người đọc sách, Vốn nên vì xã hội làm nhiều cống hiến Bây giờ lại luôn lạc tới ăn xin Không mặt mũi nào thấy gian đông phụ lão Xong cha ta nói Ai nha Hoàn cảnh lớn như thế nha Lại không tệ chúng ta Ngươi không cần thiết e lệ Tiền bội anh nhíu mày trừng nữ nhi Rất là ghét bỏ nữ nhi ngữ khí quá nhẹ nhàng Phục Linh A Ngươi thế nào không biết sầu muộn đâu Cha ngươi hiện tại nhìn ngươi liền lên lửa Tống Phục Linh Nhi ngờ nói Ta làm sao không buồn rầu ta một mực đang suy nghĩ làm sao hướng xét bên trên dựa sát vào cũng không biết phải tặng lễ đưa bao nhiêu cùng lúc đó tống phúc sinh cũng tại hướng lão hữu nghe ngóng vương triết phát tin tức ngầm dừng lại truyền bá cùng tống phúc sinh xì xào bàn tán nghe nói đưa trăm lượng trở lên sẽ xét ngươi có trăm lượng sao trăm lượng hoặc là hiện ngân hoặc là hai kinh mười mấy tỉnh có thế thông đổi ngân phiếu thật nhiều người ngân phiếu đến cái này vô dụng cái này không cho thông đổi phế Tống Phúc Sinh, hắn. Hắn không có, hắn chính là nghĩ bán rượu tây thuốc lá bình hoa lớn, cũng phải trước hết để cho hắn vào thành A. Vậy còn ngươi, triết phát huynh, huynh đệ ta hai người mạo xưng lao dịch không thể, nhưng, ai, chẳng lẽ liền nhận làm quân hộ? Con cái đời đời kiếp kiếp làm quân hộ, tỉnh viễn không thời gian xoay sở, vương triết phát lộ ra hắn phát hoàng răng, như thế nào? Ta và ngươi không giống, ta tú tài A, tú tài trở lên, vào cửa thành chính là nông. Lão tử ta nương cùng huynh trưởng, chính trước cửa thành xếp hàng đâu, ta cái này, nói đến đây ngừng tạm, trung lên trong tay có khe bát cơm, đến đánh cháo. Phát cho nhà ta là hồng bài, màu đỏ, nông, bạch bài quân hộ, đen bài, lao dịch, ta, hồng bài, sớm lấy tay bên trong, chờ mở cửa thành cho qua đâu. Tống Phúc sinh lập tức tim đau xót, má, cứng trắng liếm láp mặt truy vấn câu, triết phát huynh, người đọc sách không nhiều, nếu như quý tài có hay không khả năng xuống đến đồng sinh ngươi tới sớm phải chăng nghe nói không đợi tống phúc sinh nói xong vương triết phát liền đánh gãy ý là ngươi đừng nằm mơ tống tử tấm hắn chính tai biết được có một đồng sinh bởi vì chạy nạn lúc liền hắn bản thân một người quan viên nhận định không có nhà không có nghiệp chính là không ổn định phần tử còn quân hộ đâu liền kia chuyện tốt đều không có trực tiếp mặt khắc chữ làm lao dịch đi chỉ có tú tài trở lên mới có thể tử tấm huynh, năm đó ngươi, ai, đáng tiếc, tống phúc sinh không nghĩ lại cùng vương triết phát tốt, về sau cũng không cùng cái này người chơi, cái gì chơi ứng, tại vết thương của hắn bên trên càng không ngừng sát muối, chính là ý tứ kia, khi không thể uyển chuyển điểm sao. Nghĩ thầm, uống ngươi cháo muốn cơm của ngươi đi thôi, bái bai, tống phúc sinh cùng tiền bội anh, tống phục linh kể xong hắn biết được, tiền bội anh, ai. Ngươi nói ngươi thế nào học tập như vậy không tốt đâu, Tống Phục Linh, ai, cha, bằng vào ta xa gặp, ta nếu có thể tốt số lan lộn đến cái xét làm nông dân, về sau ngươi phải học tập cho giỏi a. À? Ta đau răng, mẹ con ngươi có thể hay không nói điểm hữu dụng, trăm lạng bạc trồng cái gì. Tiền mễ thọ vừa vặn tới gọi bọn họ xếp hàng, nghe một lỗ tai, cô phụ, cái gì bạc, chương 122, bốn càng, vì rừng ngọc lâm vạn tệ một, ba nhân khẩu đều không có đem mễ thọ coi là gì. Hống bé con trở về tìm tứ tráng, đi, để tứ tráng ôm ngươi xếp hàng đi, một hồi cô dượng liền đến A, Tống Phúc Sinh còn xông tứ tráng khoát khoát tay, bày xong liền ra hiệu nàng dâu khuê nữ đuổi theo, muốn tìm cái xó xỉnh mật đàm, tứ tráng đi tới, ngồi xổm người xuống muốn ôm mễ thọ, mễ thọ dùng tay nhỏ đẩy hắn, không để ôm, cao mày nhìn về phía lại ném hắn ba nhân khẩu, tứ tráng, khó trách tổ phụ nói, cô phụ là cái quỷ nghèo, tứ tráng, cô phụ đối với ta rất tốt, đúng hay không? Nói ngươi cũng không biết được, ta có vụn trộn uống rất nhiều ngọt, là cô phụ cho ăn tứ tráng tổ phụ nói người là sẽ thay đổi thế nhưng là cô phụ là biến đối ta càng ngày càng tốt tổ phụ không nói biến tốt muốn làm sao nha thật là khó a à, ai năm tuổi tiền mễ thọ lâm vào xoắn suýt bên trong nói trắng ra chính là tiền lão gia tử nói gần nói xa mang ra lớn tai đại nạn trước mặt để mễ thọ chỉ tin tiền bội anh nói tống phúc sinh cũng không đáng tin dựa theo hắn trước kia biểu hiện mễ thọ mặc dù tuổi nhỏ nghe không quá thấu triệt nhưng là bé con có trực giác có thể cảm giác được da da trong giọng nói đối cô phụ ghét bỏ cùng không tín nhiệm nhất là hắn đang phát sinh nhiều như vậy biến cố về sau ai tốt ai xấu tiền mễ thọ dùng hắc bạch phân minh mắt to dường như có thế xem hiểu tựa như giai đoạn trước mã lão thái đối với hắn không được hắn liền dựa vào ở lại không hướng mã lão thái trước mặt góp. tựa như lục bạn là tướng quân uy vũ không thể xâm phạm là người xa lạ nhưng tiền mễ thọ chính là có loại trực giác nếu như hắn đầy đủ thành thật thành khẩn, hắn quản lục bạn lại muốn cái trứng gà, lục bạn có thể cho hắn, hiện tại, hắn tràn đầy trực giác, đã vượt trên tiền lão gia tử khi còn sống dặn dò, hắn cảm thấy cô phụ là tốt cô phụ, tổ phụ có lẽ sai, trên đường đi, đi ngang qua sợ hãi địa phương. Hắn chỉ có ghé vào tống phúc sinh trên vai mới cảm giác an tâm, ầy, ngươi ôm ta, tứ tráng xoay người cho mễ thọ bế lên, tiền mễ thọ chỉ hướng nơi xa, nải thanh nải khí nói, đi tìm bọn họ, xó xỉnh, ba nhân khẩu khẩn cấp mật đàm bên trong, Tống Phục Linh dùng khí tức nhỏ giọng nói, ta tặng lễ đừng tiễn gây chú ý, trụ thuốc lá hai ngươi cũng đừng nghĩ, dễ dàng biến khéo thành vụn, càng khiến người ta hoài nghi, tại cho ta ba đưa đi phục lao dịch. Nương, ta nhớ được ngươi có cái kim vòng tay tới, tiền bội anh vỗ mạnh một cái đầu, đập xong liên tục gật đầu, có có có, đầu mười mấy năm trước cha ngươi cho mua, ngươi không nói ta đều quên, khi đó lưu hành ba kim bốn kim. Ai, lão tống, kia vòng tay bao nhiêu khắc tới. Ngươi như thế, ngươi đi vào, hai ta yểm hộ, ngươi đem kim vòng tay, giống như trong cái hộp kia còn có những vàng vòng tay, hẳn là thả cùng một chỗ, ngươi đều lấy ra, tống phục linh, cha, ta dưới tủ đầu giường mặt có cái đỏ thẩm sắc vải nhung hộp. Bên trong cũng có mấy năm trước ăn Tết lưu hành mặc đồ đỏ tuyến mang kim châu, ngươi đem cái kia dây thường cắt bỏ, hạt châu vàng lấy ra, cái này. Hai thứ này vàng chung vào một chỗ, lại, cô phụ, ba nhân khẩu bị dọa khẽ run rẩy, chỉ nhìn mễ thọ đằng 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 từ nơi không xa chạy tới, thở không ra hơi kéo lấy tống phúc sinh tay liền đi, ngươi đến, các ngươi đi theo ta, cô mẫu. Tỷ tỷ, bí mật hơn góc chỗ, tứ tráng phụ trách canh chừng, tiền mễ thọ nhất định phải tống phúc sinh ngồi xuống, nhất định phải mắt đối mắt nhìn thẳng loại kia, là muốn dùng rất nhiều ngân sao. Không cho, sẽ thật không tốt tống phúc sinh nói sẽ không đừng lo lắng cô phụ sẽ nghỉ chiêu coi như nghĩ xong chiêu về sau vẫn là thật không tốt khi cô phụ cũng có thế hỗn thành quân hộ tiểu lãnh đạo cô phụ tuyệt đối tuyệt đối sẽ để ta mễ thọ niệm thượng thư tương lai a à, chờ ngươi thi đậu tiến sĩ ta tiền mễ thọ tay nhỏ bãi xuống đừng kéo tương lai nói xong giải khai chính hắn một mực lưng bao quần áo nhỏ sau 5 phút hiện đại đến ba nhân khẩu kinh ngạc đến ngây người tống phục linh ông trời ơi ta mỗi ngày gối vậy mà là kim bánh bột ngô một viên gạch tâm bên trong kẹp một cái lớn chừng bàn tay mỏng kim bánh tiền bội anh ta cổ đại cha a à, ngươi không nên sớm như vậy đi ngươi đối ta như vậy tốt chúng ta đều không có tận quá một ngày hiếu tống phúc sinh tuyệt không ngại gạo nếp gạch vừa chua vừa thối hắn trước dùng răng trắng trắng kim bánh bột ngô sau đó dùng hai tay cân nhắc một chút phân lượng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỗ trợ lưng lâu như vậy thế mà không có phát hiện bên trong có huyền cơ khác bọn hắn ba là chày gỗ sao khó trách mễ thọ không để người khác hỗ trợ cầm bao phục tống phúc sinh trái phải trước sau quan sát sợ có người phát hiện vội vã đem hai khối kim bánh bột ngô đưa cho nữ nhi tống phục linh cũng phản ứng cấp tốc làm bộ trang bao trực tiếp ném không gian bên trong sau đó tống phúc sinh mới nhặt lên hai khối cục gạch bên trong các rơi ra đến giấy dầu bao giấy dầu bao bao một tầng một tầng lại một tầng cũng giống là tại lột ra Tống Phúc Sinh tâm, tim phanh phanh nhảy loạn, làm công bố đáp án một khắc này, Tống Phúc Sinh chấn kinh, hắn nhạc phụ lúc tuổi còn trẻ đến cùng làm những gì, phải biết nhạc phụ còn đặt mua những cái kia chuyển không đi cửa hàng bán lẻ đâu, chỉ nhìn trang giấy nhất trên đó viết, gia phù hộ tiền giấy, ký cạnh chữ nhỏ, chữ thiên thứ bao nhiêu bao nhiêu hào, ở giữa một nhóm dựng thẳng viết, bằng mệnh giá giao đồng cân 500 lượng, ngân, hai tấm ngân phiếu đây là hai tấm hai kinh mười mấy tỉnh thông đổi ngân phiếu, tống phúc sinh trong cổ họng mảnh nuốt nước miếng, một cái rắm ngồi sổn dưới đất, cô phụ, không đủ sao, chương 123, hai chương hợp một, nông gia thừa dịp hơn 100 lượng ngân, đều có dũng khí đối ngoại nói, nhà mình là nhà giàu có, có thể nghĩ, không tính hai khối kim bánh bột ngô, chỉ cái này một ngàn lượng thông đổi ngân phiếu, sức mua phải cường hãng cỡ nào, giờ khắc này, tống phục linh trước kia không hiểu, hiện tại cũng lý giải khó trách kẻ trộm trộm ấm nước, mễ thọ có thế phản ứng như vậy quá kích, sửng sốt kêu khóc lấy điên dại đồng dạng nói là muốn trộm hắn gạo nếp gạch. Chuyển đường, liền khởi sướng sốt cao, ai, gánh nặng trong lòng được nhiều trọng a, à. khó trách nàng gối lên cục gạch đi ngủ, nếu là tỉnh lại muộn, mễ thọ thà rằng nghẹn nước tiểu cũng ngồi ở một bên trong coi, thẳng đến nàng tỉnh, đem gạo nếp gạch thu lại lưng tốt. Lại đi đi tiểu, có một lần nàng cả giận nói, ta liền đói gặm hai ngụm có thế làm gì, ngươi đến mức nhìn như vậy gấp sao? Ta là tỷ ngươi, mễ thọ nhìn nàng sắc mặt, sợ nàng sinh khí, ấp úng tốt nửa ngày, mới đem một khối gạo nếp gạch đưa tới nói, tỷ tỷ, ngươi ăn là không có vấn đề, vậy ngươi muốn ăn liền gặm hai ngụm đi, ta là sợ ngươi gặm xong ném một bên, tất quên, nàng lúc ấy nói, ai gặm ngươi kia phá ngoạn ý, lúc này, tiền bội anh là bỗng nhiên xông quê quán phương hướng, trịnh trọng quỳ xuống đất, đầu đập hạ kia một cái chớp mắt, nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ trượt xuống, đầu đụng nước nở nói, từ biết được về sau, vẫn tại mang mang tư sống, ta liền không cho ngài lão đập cái đầu, ta cho ngài đập cái đầu, tống phúc sinh ngồi dưới đất, cũng vành mắt đỏ bừng, hắn xông tiền mễ thọ duỗi ra hai tay, cho mễ thọ nửa kéo, nhìn chầm chầm bé con con mắt hỏi, ngươi sao sớm không cùng chúng ta nói, tổ phụ để đói không được lại nói, một mực cũng không có đói bụng đến không được a. À. Ngươi tổ phụ còn nói cái gì rồi, nói, nói, tiền mễ thọ rất xoắn suýt không ngừng khuấy động ngón tay sợ nói tổ phụ rất ghét bỏ cô phụ cô phụ thương tâm tống phúc sinh lại tại nhìn thấy mễ thọ cái này chần chờ nhỏ bộ dáng về sau bùi ngùi mãi thôi nước mắt bên trong mang cười bên tai phản phất truyền đến tiền lão gia tử ở trong thư mắng hắn những lời kia năm đó ngươi thi đậu án thủ mới đưa mười dặm tám hương có bao nhiêu nhà muốn cầu cưới nữ nhi gả ngươi nhưng vội vàng mấy năm đã qua ngươi vẫn khí kém lại đầu óc thực sự ngu dốt chính là thi không đậu, ta hối hận a, à, ta dù thất vọng, lại đối ngươi, đối ngươi tống gia một mực là một cái dạng, đồ rất, toan tính, chẳng qua là một ngày kia, ngươi muốn giảng lương tâm, tiểu tử, dưới mắt nhìn ngươi lương tâm thời điểm đến, lá thư này, tiền lão gia tử là dùng cứng rắn nhất ngữ khí, viết ra mềm nhất hồ, một cầu thiện đại nữ nhi của hắn, hai cầu cho mễ thọ dưỡng đến 12 tuổi, nói đây là hắn tuyệt bút, nói từ tống phúc sinh thi rớt về sau liền không có lại tin vào con rể án thủ đô có thế liên tục kiểm tra không trúng tú tài cái này cần trở thành cái dạng gì thế nhưng là lần này dự định lại tin một lần con rể nhạc phụ cầu ngươi hai chuyện này nếu là cầu không dùng được lão hán ta làm quỷ cũng tuyệt không bỏ qua ngươi tống phúc sinh dùng bàn tay cọ rơi lệ quả nhiên nhìn mễ thọ biểu lộ liền có thể đoán được hắn nhạc phụ tại mễ thọ trước mặt không có nhẹ ghét bỏ hắn ghét bỏ liền đúng thân thiết đây mới là lão gia tử phong cách nha. Tống Phúc Sinh ôm sát tiền mễ thọ, vỗ vỗ bé con khô quắc xẹp cái bụng, người nói tể tướng trong bụng tốt chống thuyền, người mới 5 tuổi, trong bụng cũng rất có thể nghẹn đại sự, tương lai không sai. Cô phụ nói cho ngươi, cô phụ không cần những cái này, những cái này đều cho ngươi tích lũy, tương lai tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, thi trạng nguyên, cho ngươi đưa tòa nhà lớn, cho ngươi cưới vợ, lại sách tương lai, cô phụ rất là có thế nói bậy, tiền mễ thọ so với nhỏ bàn tay trợn tròn tròn mắt nói ta mới 5 tuổi a à 5 tuổi cưới a à nàng dâu tống phục linh ở bên cạnh bỗng nhiên ha 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 liền nở nụ cười tiền bội anh cũng nín khóc mỉm cười nàng đã không có cơ hội vì tiền lão gia tử tận hiếu vậy liền thay tiền lão gia tử thật tốt bồi dưỡng mễ thọ để mễ thọ về sau đưa tiền nhà làm rạng rỡ tổ tông nàng nói tiếp cái kia cũng tích lũy ba nhân khẩu ý kiến nhất trí tuy biết đột nhiên kế thừa một số tiền lớn nhưng là bất động không cần tận lực vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành tống phúc sinh trông thấy tứ tráng lúc hỏi người cũng hiểu được tứ tráng lắc đầu hắn thật không biết được nhưng hắn toàn cơ bắp hắn đã cảm thấy đi không quan tâm kia gạo nếp gạch là gạch vàng vẫn là thật chỉ là phổ thông gạo gạch kia cũng là lão gia tử cho cháu trai một thứ cuối cùng nhất định phải bảo vệ cẩn thận tống phúc sinh không nghĩ tới hắn mới lau khô nước mắt lại bị cảm động tống lý chính sờ qua mạch về sau đem que gỗ cho Điền Hỷ phát đi giúp hắn số sắp xếp đánh cháo, sau đó hắn liền tìm tới, sờ sờ trong ngực ngân đại tử, cắn răng một cái móc ra, phúc sinh, cho, tống phúc sinh mở ra xem, sửng sốt, bên trong có ngân giác tử, có tán tiền, có mấy sâu tiền dùng dây đỏ thắt ở cùng nhau, a à da, có ý tứ gì, đây là đoàn người góp hơn 40 lượng ngân, ngươi cầm, nghe ta nói, đi linh hoạt linh hoạt, tìm có thể nói bên trên lời nói đưa tới, hơn 40 lượng không nhiều. Người ta chưa hẳn có thế coi trọng, cũng chưa chắc có thể để cho ta hơn 200 nhân khẩu tất cả đều là nông. Đoàn người tổng cộng, ít nhất phải bảo đảm nhà ngươi là nông. Ngươi là người đọc sách, một khi trở thành quân hộ, không thể lại khoa cử, vậy liền đoạn mất tiền đồ. Chúng ta tại này loại đều là loại. A-Gia, cái này, cái này không thích hợp. Phúc sinh, ngươi nghe A-Gia nói, đoàn người là có tư tâm, tư tâm là, nói câu thực sự, bọn ta chỉ tin ngươi, ta những cái này nhà chỉ có đem ngươi trước bảo trụ, chỉ có ngươi có bản sự kia, có lẽ có thế ở bên ngoài giúp đỡ đi vòng một chút quan hệ, tương lai kéo những cái này oa tử nhóm một cái, không nói cho oa tử nhóm miễn quân hộ thân phận đi, tối thiểu nhất ngươi có thế nghĩ chiêu đi xem một chút bọn ta, có cơ hội cũng có thể tìm tới quan gia trò chuyện, để đoàn người phân đất hoang, ở phòng sẽ không quá kém, người khác. Dùng những bạc này bảo đảm người khác. Vô dụng, kia bọn ta mới gọi một điểm hy vọng cũng không có ngươi cầm, nhanh đi xem mạch, không xem mạch, không có tấm bản gỗ, ta nghe qua, ai cũng vào không được thành. Ngươi xem mạch về sau, liền cất bạc đi hoạt động, bọn ta số sắp xếp đánh cháo, Tống Phúc sinh nhúng nhường nói, A gia ta có bạc, ngươi mau đưa những cái này cho đoàn người trả lại, tiền bội anh cũng nhỏ giọng đi theo khuyên, nói A gia ngươi nhanh đem đi đi, đoàn người một nhà không có mấy lượng ngân, không quan tâm là nông vẫn là quân hộ, đều phải có ngân an nhà, càng khuyên tống lý chính càng mạnh hơn hắn một bộ nghĩ rất thoáng bộ dáng nếu là đều thành quân hộ ta nghe qua địa không có tư cách mua loại người ta phòng ở là phát muốn ngân làm gì một nhà lưu cái một hai hai bàn thân thôi đoạn đường này muốn không có phúc sinh đừng nói bạc mệnh đều không có cứ như vậy địa tống phúc sinh nắm chặt túi tiền đối tống lý chính bóng lưng nói a gia ngươi tin ta nếu có thể thành ta nhất định hết sức cho đoàn người toàn mang vào tống lý chính đưa lưng về phía trên mặt khóe miệng hơi vểnh ở trong lòng về câu dông dài cửa thành mở hai bên đường đánh cháo xe mạch trong đội ngũ tất cả nạn dân đều nhìn về hướng cửa thành nhìn những cái kia quan gia nhóm ngồi trên ghế đỏ lên bài bạch bài đen bài những cái kia bản hiệu chính là quyết định trước cửa thành những cái kia các nạn dân vận mệnh một khi có người phát đến đen bài lập tức có binh sĩ cho người này lôi đến một bên khắc chữ quan sai liền sẽ tiến lên, chỉ trong khoảnh khắc, cái này người trên mặt liền có thêm cả đời cũng đi không xong đóng dấu. Nếu là có người phát đến bạch bài, quân hộ, nữ nhân gia nếu là dám can đảm kêu khóc, quan sai sẽ lên trước quốc roi, tiền bội anh cùng tống phục linh nhỏ giọng thầm thì, nhà ta kim vòng tay hạt châu vàng, những vàng vòng tay, những cái này chung vào một chỗ cũng rất đáng tiền đi, lại thêm lý chính cho 42 hai, ta nhà mình cũng có mấy chục lượng, ngươi sửa kia bốn lượng, quê nữ a, hẳn là không sai biệt lắm đi. Cũng không biết cha ngươi có thể thành hay không, những người kia tham không tham lam. Tống Phục linh lắc đầu, khó mà nói, liền nhìn ta cha có thể hay không tìm tới có thực quyền mặt lên quan hệ, ta suy đoán, những cái kia quan sai trong lòng kỳ thật đều nắm chắc, ví dụ như cần bao nhiêu lao dịch, cái kia bên trong đang đóng cái gì, muốn dùng bao nhiêu người. Quân hộ kia mặt muốn dùng bao nhiêu người, hướng phái nào phái, chính là nông dân người ta cũng hẳn là có thành tựu tính cái nào làng có thể chứa bao nhiêu mới đi nông dân tối thiểu nhất trong lòng sẽ có cái tỷ lệ còn có một bộ phận đặc thù những cái kia là đại phú thương để vào thành đối bọn hắn có chỗ tốt những cái kia nạn dân là nhận biết trong thành quan là nhà nào thân thuộc loại yến vương thủ hạ có rất nhiều thành trì chúng ta kia mặt lại trốn đến rất nhiều người đại hộ nhân gia ai còn không có quan hệ thông gia ai còn không có quan hệ đi cửa sau nhiều nếu là cuối cùng một loại làm đặc thù nhiều người chiếm lương dân nhất định tỷ lệ làm nhân số siêu đôi kia chúng ta chính là chuyện xấu quan sai chỉ định phải nghĩ biện pháp áp suất đem vốn lên định là nông định thành quân hộ tống phục linh vạn vạn cũng không có nghĩ đến nhà nàng vậy mà thành nàng cùng nàng mẹ vừa cho tới đặc thù cái chủng loại kia dựa vào quan hệ lên đường trước cửa thành tống phúc sinh kinh hỷ kinh ngạc kinh ngạc đến ngay người đều có chút mộng nơi này quan lớn nhất hỏi hắn tống phúc sinh, chữ tử tấm, hồi đại nhân, là thảo dân, quan gia tiện tay liền đưa cho hắn một cái hồng bài, lại là không giống với tú tài vương triết phát trong tay hồng bài, là màu đỏ chót, quan gia ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà nước, nghĩ nghĩ, bộ tống phúc sinh xin hỏi nói, thuận tử gia trước kia tới qua, cố ý sách ngươi, tống phúc sinh phát hiện người kia trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Lập tức thu hồi cực kỳ ngoài ý muốn biểu lộ, thuận tử gia, thuận tử, lục tướng quân, thông dong ôm quyền nói mấy ngày trước đây may mắn thấy tướng quân út lại không phải thuận tử gia là tướng quân tướng quân kia có hay không tống phúc sinh dùng ánh mắt ra hiệu quan gia nhìn lân cận hơi lắc phía dưới quan gia thanh ho hai tiếng lập tức đổi thành một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ bày xuống tay đi thôi tranh thủ thời gian mang trong nhà lão tiểu đến đây đi tống phúc sinh đi trở về bước chân lơ mơ một đồng tiền đều không tốn hợp lấy trước đó sầu muộn tính toán trắng bệt bận biệu, lục tiểu tướng quân vậy mà lại giúp hắn, để thuận tử tới đánh chào hỏi, tại sao vậy, chẳng lẽ là, hắn bốn chữ bốn chữ ra bên ngoài vung từ, đem khuê nữ cùng hắn cảm thán những cái kia từ cũng cho hết dùng tới, cho chạy nạn mấy ngày này giảng mười phần sáng chó sao, tướng quân nhìn trúng hắn văn học tạo nghệ, cha, cha thế nào, tống lý chính cũng bưng bát cơm, chống gậy chống khẩn cấp hỏi, thu rồi. Ứng ừ rồi, đi đi đi, nhanh nói cho đoàn người vào thành, đều đặt phía trước số sắp xếp đánh cháu A, lúc nào còn hút cháu đâu, A gia. Một hồi kia quan gia lại rót ban, nhanh, bên cạnh chỉnh lý đồ vật bên cạnh cùng ngươi giảng, trước cửa thành, quan gia nhìn qua cái này một đại ba người sửng sốt, tống phúc sinh, chữ tử tấm, người nhà ngươi miệng có phải là quá nhiều một chút rồi, tống phúc sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là hắn cửu tộc A, phạm tội tru cửu tộc, có thể thấy được cửu tộc người thân được nhiều thân ngươi không thể có phúc không thể cùng hưởng gặp nạn để bọn hắn cùng làm đi chỉ vào tống lý chính đây là ta a gia chỉ đại bá kia là đại bá ta đại bá cười ngây ngô bọn ta dáng dấp cũng giống quan gia hẳn là có cái này nhãn lực có thế nhìn ra có phải không hắn là ta cháu ruột tống phúc sinh chỉ vào tất cả họ tống cho giải thích những cái này tất cả đều là cha ta tộc vương bà tử tăng thêm lòng dũng cảm tử chủ động giới thiệu nhà mình chúng ta là hắn mẫu tộc ta là nàng gì hai, quách lão thái thái, ta là hắn đại di, cao đồ hộ, ta là hắn gì ba phu, hắn gì ba không có, mã lão thái liên tục gật đầu, ta là hắn mẹ ruột, cái này đều là tỷ tỷ ta muội muội, thực sự thân thuộc, tống phúc sinh nói, ngươi xem một chút, đây là mẫu tộc, lại chỉ vào ngư trưởng quỷ tứ tráng bọn hắn nói, những này là vợ tộc, quan gia lúc này liền nghĩ nhã rảnh một câu, nhà ngươi chạy nạn trốn trước toàn A, chạy nạn trước lúc ấy trong nhà đang làm cửu tộc tụ hội A, chương 124, ba càng, trang đen bài, bạch bài, hồng bài, đều là dùng vỏ trang, chỉ là bản hiệu số lượng hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, trong đó hồng bài còn phân có đỏ thẩm, mân hồng, chính hồng sắc khác nhau, giỏ bên trong chính là tất cả đều là đỏ thẩm sắc bài, cũng chính là tú tài vương triết phát cầm tới cái chủng loại kia, mân hồng, tống phúc sinh không thấy. Nhưng khi hộp lấy ra, Tống Phúc Sinh nhìn thấy rất nhiều màu đỏ chót bản hiệu mới vừa ở trong lòng nhã rảnh người nhà họ tống quá nhiều vị kia quan gia, họ từ, từ chủ sự bên cạnh hút trượt trà nóng vừa nói nói, theo bài người đặt hàng, nhắc nhở xong, mới trợn mắt nhìn về phía tống phúc sinh, tống phúc sinh chỉ sững sờ mấy giây, liền phản ứng cực nhanh vội vàng tại trong hộp đếm ra 14 hồng bài, đếm xong đưa cho mã lão thái về sau, cùng vị này quan gia đối mặt, trong mắt tràn đầy trịnh trọng cảm tạ, hai tay của hắn ôm quyền, xá dài đến cùng, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tống Phúc sinh minh bạch, minh bạch người ta trong lòng minh bạch đây. Người ta kia ý tứ trong lời nói nhiều rõ ràng, thiếu cả sự tình, cái gì cửu tộc, quỷ kéo, cho nên mới phá lệ tạ ơn nha. Vị này quan gia nếu là nghĩ làm khó hắn, một câu liền có thể làm khó ở bọn hắn. Ví dụ như, đã ngươi nói là cửu tộc, vậy các ngươi liền dùng một cái bài người đặt hàng miệng đi, một cái nồi ăn cơm, người một nhà thôi, nhưng người ta không có, người còn nhắc nhở hắn, theo bài người đặt hàng hộp lại đẩy đi tới, để chính hắn cầm bản hiệu, có bao nhiêu nhà liền lấy bao nhiêu cái, không thể không nói, gặp được quý nhân, liên tục gặp được quý nhân, cho qua, một đài lại một đài xe đẩy trải qua cửa thành, đại gia hỏa kích động toàn thân run rẩy, từng cái trên mặt hoảng hốt cực, bồng bềnh thấm thoát, quan gia bên người văn thư, nhìn qua cái này hơn 200 người đi vào, nhỏ giọng nói, ta nói từ huynh, ngươi không bằng mở đầu liền cho màu đỏ rực hoặc là đỏ thẩm bài. Dưới mắt ngươi cho màu đỏ chót, thế nhưng là đi phụng thiên thành, dưới chân thiên tử, tất đất tất vàng. Lân cận mấy cái thôn xóm vốn là màu mỡ, nhân khẩu nhiều, cái nào thôn có thể lập tức cho phép mười mấy hộ ngoại lai nhân khẩu. Cái này chung vào một chỗ chính là vài trăm người, huống chi trước đó liền đã có sắp xếp đi qua, trừ phi, cho nhóm người này đánh tan, mỗi cái thôn xóm, an trí hai ba nhà, cho bọn hắn tách ra. Văn Thư không đề cập tới lời này, từ chủ sự thật đúng là không có suy xét đến cái này một gốc trạ. Văn thư kiểu nói này, từ chủ sự lập tức vẫy gọi gọi tới người, để cho thủ hạ đi vào cùng lĩnh đội đầu nói, nhớ lấy cho nhóm người này thu xếp đến một cái thôn xóm, dù là không phải giàu nhất làng, cũng phải tất yếu thu xếp đến cùng một chỗ, đưa Phật đưa đến Tây Nha, để người cảm tạ liền cảm tạ triệt để. Văn thư, hắn nhắc nhở không phải ý tứ này, từ chủ sự nghĩ thầm, ngươi biết cái gì, ở chỗ này thành đần độn đi ngươi không đề cập tới người khác chỉ lục tiểu tướng quân trước mặt thuận tử tùy tiện một câu hắn đều phải hầu hạ tốt đắc tội không nổi huống chi không có nghe vị kia tống tử tấm nói nha người ta cùng tướng quân mấy ngày trước đây gặp mặt qua trọng điểm là còn cùng tướng quân chen mồm vào được lục tiểu tướng quân là ai làm ai cũng có thể cùng hắn nói bên trên lời nói tổ phụ ngạc quốc công lão tử là đại tướng quân vương tổ mẫu càng là từ đầu đến cuối duy trì Yến Vương trưởng công chúa, có thể nói, trừ Yến Vương xa giá, lục gia xa giá phàm là lộ diện, phụng thiên thành bên trong, tất cả xa giá nhất định phải để đi, cho nên a, à, quý nhân dù không nói muốn cho hơn 200 người cũng an bài tốt, nhưng quý nhân là ai? Người ta dùng dông dài sao? Chỉ mấy chữ đề điểm đều là cho hắn lão từ mặt nha, đừng nói có thôn xóm, chính là không có thôn xóm tái tạo một cái cũng phải an bài thỏa đáng lại một cái. Ai, ao ước cực, đừng nhìn vị kia tống tử tấm dưới mắt tạo thảm, có lẽ lần sau gặp lại, bọn hắn liền không nhất định ai cho ai xá dài đến cùng, vận thế thứ này, ai có thể nói rõ được, tống phúc sinh bọn hắn nhóm người này, căn bản không biết được chân trước quá cửa thành, chân sau vị kia quan gia liền não bổ mới ra chí ít 10 tập đi lên phim bộ, mặc phá áo bông vương triết phát, kinh ngạc lộ ra một hơi răng vàng khè, hắn đứng tại đỏ thẩm sắc trong đội ngũ, tử tấm huynh ta, ta, ngươi, chương 125, bốn càng, vì rừng ngọc rừng hai, làm gì a à, làm gì a, à, về đội đứng vững, bọn người đủ liền đi, quảng đỏ thẩm đội dẫn đầu, cao mày, bay thẳng vương triết phát bọn hắn lớn tiếng ồn ào, vương triết phát chân mới vương đi ra, lại rụt trở về, khắp khuôn mặt là vội vã không nhịn nổi biểu lộ, Sốt ruột muốn cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện, sốt ruột muốn hỏi một chút Tống Phúc Sinh, ngươi có phải hay không đứng sai đội rồi? ngươi nếu là không có đứng sai, trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, ngược lại là tống phúc sinh bọn hắn cái đội ngũ này, quản lỏng, đem hồng bài đủ số nộp lên cho lĩnh đội, lĩnh đội xác nhận một phen về sau, dương mắt nhìn kỹ một chút nhóm này từ chủ sự cố ý dặn dò người, nhận cái không sai biệt lắm liền đem đỏ chót bài còn cho tống phúc sinh, để cất kỹ, sau đó, lĩnh đội cố ý lớn tiếng dặn dò đoàn người nói, bây giờ, thành lâu cái này. Đại khái đủ chính là chúng ta những người này nghĩ thầm, ai có thể nghĩ tới đầu buổi trưa cầm hồng bài mới 5 nhà người, buổi chiều lập tức liền có thêm 15 nhà, không sai, 15 nhà, trước đó từ chủ sự cho Tống Phúc sinh một cái hồng bài, Tống Phúc sinh về sau lại đi trong hộp nhặt 14, cộng lại 15 cái, 15 nhà tốt, hắn cùng lão nương huynh đệ đã sớm phân gia, về sau lại muốn dẫn lấy ngư trưởng quỷ, tứ tráng, mễ thọ cùng một chỗ sinh hoạt, vẫn là cùng lão nương nhà tách ra. Đơn lập hộ tương đối tốt, dẫn đầu tiếp tục gọi hàng nói, mặc dù thành lâu cái này chúng ta những người này, nhưng là chúng ta cũng phải các loại, đang chờ ngồi thuyền tới kia một số người đến, kia mặt cho tin, chúng ta liền xuất phát, đều là một đạo nha, ghi nhớ, chúng ta đội ngũ tại bên phải nhất, đừng tản bộ một vòng quay người trở về liền quên, lại đứng sai đội, đoàn người có thể ngồi xuống nghỉ chân một chút, uống nước, cái này lều bên trong có nước sôi, trực tiếp đánh tới uống là được. Phía trước một dặm địa ngoại, cũng có bán bánh hấp, các ngươi có thể mua được đệm đi đệm đi, không đi qua lúc mua cần cùng người bên cạnh lên tiếng chào hỏi, đừng đội ngũ xuất phát rơi xuống ai. Nhớ lấy, phàm là hướng đi xa A, hoặc là nói cho người bên cạnh, để người bên cạnh nhắc nhở ta, hoặc là tới cùng ta tự mình chào hỏi. Ngươi xem một chút, màu đỏ chót cùng đỏ thẩm sắc, cái này dẫn đầu thái độ đều không giống, khi mặt thật sự là quan gia phái đoàn, ngao ngao quát lớn, mặt này rõ ràng cũng là quan gia, nhưng ngữ khí giống hướng dẫn du lịch. Tống Phúc Sinh đem đồ vật tất kỹ về sau, ngồi tại ven đường, vặn ra túi nước, một bên uống nước một bên nhìn Vương Triết Phát đối với hắn không ngừng nháy mắt, sách, cứ như vậy gấp muốn cùng hắn trò chuyện sao. Nhìn ngươi gấp như thế, Tống Phúc Sinh đứng người lên, đem túi nước tiện tay đưa cho tứ tráng, dùng tay lại phủi phủi trên người cho, lúc này mới nện bước bước chân thư thả đi tới, tử tấm huynh, ngươi cho ngân rồi. Trăm lượng. Không, ngươi cái kia đội ngủ, phải 500 lượng, cho cái gì ngân, triết phát huynh, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Nơi này thủ thành quan gia, từng cái thanh chính liên minh, Tống Phúc Sinh nói một mặt chính khí, vương triết phát ở trong lòng lật cái rõ ràng mắt, vậy ngươi đây là? Không thể a, à, ta là tú tài, ngươi mới là đồng sinh a, à, ai, triết phát huynh, ta liền nói quan gia sẽ quý tài, ngươi lại không tin. Còn không phải quan gia quý tài nha, nơi xa, Tiền bội anh cùng Tống phục Linh nhỏ giọng nói, cha ngươi lại bắt đầu khoác lác. Mẹ, trời cái này A Sa, ngươi có thể nghe thấy bọn hắn nói cái gì? Nghe không được, ta xem xét hắn biểu tình kia liền biết, hiểu rõ nhất Tống Phúc sinh người, quả nhiên là Tiền bội anh. Tống Phúc sinh nói hắn cùng quan gia mới quen đã thân, càng trò chuyện càng ăn ý, nói từ chủ sự khen hắn không thỉ tại nghĩ viễn vông, không theo đuổi tại hư âm thanh, xem thấy ý nghĩ liền có thể nhìn rõ ra hắn là cái cước đạp thực địa làm đến nơi đến chốn, người, ứng nhiều hơn bổ ích, tiếp tục khoa cử, khoác lát đến nơi này, Tống Phúc Sinh cũng học vương triết phát che mặt, bên cạnh che mặt, bên cạnh làm giận nói, cho nên nói, triết phát huynh, chớ buồn phía trước không tri kỹ A, có thể được thủ thành quan gia thưởng thức, cũng quả thật ta khí vận chỗ đến, ta rõ ràng chỉ mới đồng sinh, lại so triết phát huynh tú tài công chỗ đi chi địa càng tốt hơn, hổ thẹn, hổ thẹn. Vương Triết Phát lúc này thật lực cái rõ ràng mắt, Liền người đọc sách thể diện cũng không để ý, sắp bị Tống Phúc Sinh tức chết, chương 126, năm càng, vì ngô đạt đến A vạn tệ, chém gió, hạ chút hỏa, từ xuất phát một cho tới giờ khắc này, giờ phút này là Tống Phúc Sinh thống khoái nhất thời khắc, vạn lý trường chinh rốt cuộc sắp đi đến địa phương. Mấu chốt, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cái này, nhọc lòng kia, nhìn kia lĩnh đội, đám người này đi theo lĩnh đội đằng sau đi là được, đi cái kia không cần phải để ý đến tiếp xuống làm sao bây giờ không cần nhớ thương, thân người an toàn cũng có bảo hộ, chính phủ liền sẽ quản bọn họ. Giờ phút này, đoàn người ngồi tại ven đường, cũng đều nói chuyện thật náo nhiệt. Quách gia tiểu nhi con dâu cùng lân cận mấy cái chị dâu đệ mùi nhỏ giọng thổn thức nói, kia quan gia thật tin, chúng ta nói là cửu tộc, hắn liền tin, thật tốt lừa gạt, để chúng ta quá cửa thành lúc ấy, ta còn tưởng rằng nghe lầm nữa nha. Quách lão tam nghe một lỗ tai, hắn nghe xong nhà mình nàng dâu lời nói này, cũng cho là mình là nghe lầm nữa nha, làm sao nàng dâu có thế ngốc đến loại trình độ này, mắng, ngươi có phải hay không ngốc? Tống lý chính xông tống phục linh vất vất tay, đến, nha đầu, bên trên thái gia gia cái này tới, tống phục linh đến phụ cận, tống lý chính dương mặt nói, ta phải tạ ơn bà nha, đoàn người đều cười phụ họa nói, đúng vậy a à, đúng vậy a, à. hả? vì cái gì? tống lý chính kéo theo làm khoa tay lấy, ngươi bành, chỉnh ra cái vang cái này chẳng phải cho quý nhân dẫn tới nha, ngươi nếu là không bành một tiếng, quý nhân móng ngựa cũng sẽ không dừng lại, cha ngươi cũng không tốt làm, đúng không? Tống Phục Linh gãi đầu một cái, cười ha hả ngu đần nói, cũng là a, à, thái gia gia như thế vừa phân tích, tựa như là chuyện như vậy, vương bà tử bỗng nhiên vỗ xuống bàn tay, giống phát hiện đại lục mới giống như chỉ vào Tống Phục Linh mặt, các ngươi nhìn, ai u trời ạ, à? các ngươi nhanh ngó ngó, mấy cái phụ nữ nhìn lại, Tống Phục Linh cũng khẩn trương mặt nàng làm sao rồi vương bà tử đại lực chật chật hai tiếng nói bà nha cười một tiếng lên sao dáng dấp tuấn như vậy a à? con mắt cùng nguyệt nha vương nải nải mới phát hiện ai nha nha đầu này tuấn không có cách nào các ngươi nói nàng có phải là lấy cha mẹ ưu điểm dáng dấp nha đầu này cũng quá hội trưởng đoàn người nói đúng vậy a à, đúng vậy a à. tống phúc sinh đại bá mẫu còn bổ túc một câu xem xét liền có phúc tống phục linh ngươi nói ta tin hay không các ngươi đâu ta đã nửa tháng không có rửa mặt các ngươi xác định có thể thấy rõ ta dáng dấp ra sao ta cũng không phải không có tiếng không gian chiếu quá tấm gương bị chính ta đều hù dọa quá mã lão thái không có tham dự khen lời của cháu gái đề nàng đã đánh vào mặt khác năm nhà nội bộ trước cùng một nhà trong đó lão thái thái cộng đồng lau nước mắt nói quá thảm sau đó người ta lão thái thái liền cùng nàng thành thật với nhau giảng thuật nhà mình là thế nào thảm cho mã lão thái giật mình xấu nhà ngươi lão gia là viên ngoại gia nhà ngươi tại vùng ngoại thành có trang tử lão thái thái kia nói có trang tử cũng vô dụng lúc ấy tránh liền trang bên trong để cái thôn kia thôn dân tốt bỗng nhiên tai họa dừng lại hồ đoạt về sau bên trong đều có quỷ gia đình cũng đoạt lương nha hoàng lại cho bọn hắn cha mẹ mở cửa trong ngoài giáp công may trong nhà có địa đạo cứ như vậy trong nhà mấy người chạy vị này lão thái thái rất thương tâm thương tâm nói cho mã lão thái lớn cháu trai vì che chở chúng ta những cái này da sữa cha mẹ bị người dẫm phun ra một nguồn máu tại chỗ liền không có nhỏ nhất cháu trai chịu không nổi trên đường khổ cũng không có ta kia nhị nhi tử cùng trên đường cướp liều mạng là ta cùng lão gia tự tay cho hắn chôn nhà ngươi đâu ném mấy cái mã lão thái nhà hắn một cái cũng không có ném a à. trả lời như vậy có phải là không tốt hay không đến lão tỷ tỷ đem ngươi ống trúc cho ta ta cho ngươi đổ miệng nước sôi đi quay người lại mã lão thái lại hiểu rõ đến muốn cùng bọn hắn một đường một nhà khác là mượn đại cô tỷ ánh sáng người ta tiểu tức phụ nói chị đến phụng thiên thành rất nhiều năm đại cô anh rể cũng rất có bản lĩnh cho nên chúng ta kia mặt mới ra sự tình chị nghe nói về sau liền vội vàng để đại cô anh rể tìm đồng liêu đến trước cửa thành nghe ngóng lấy người bảo đảm hình thức bảo đảm không nghĩ tới cái này chưa thật rất tốt làm Nhà hắn nam nhân một báo ra danh tự, nói nương nhờ họ hàng, có thân tỷ tỷ tại Phụng Thiên thành, anh rể ở chỗ nào nhậm chức, danh hiệu, quan gia liền cho phát đỏ chót bài. Nghe ngóng một vòng, Mã lão thái còn trông thấy có người cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi cố ý chạy đến, đến bọn hắn nhóm người này trước mặt, đối trong đó một tên lão thái thái quỳ xuống đất chào hỏi, hỏi nhạc mẫu ngươi thế nào a? À? Con rể tới chậm, ra roi thúc ngựa vẫn là chậm rễ, hắn nhạc mẫu tranh thủ thời gian đỡ dậy con rể xem xét chính là mang ơn không được dáng vẻ đến thời khắc mấu chốt có cái gã tốt nữ nhi cũng rất là giải quyết vấn đề nói nhờ con rể phúc ngươi dù tới chậm nhưng ngươi nơi đó vị này bổ khoái bạn tốt hắn rất tốt trước kia liền cùng cửa thành chào hỏi đầu buổi trưa hiểu được chúng ta không thể xuất phát hắn còn cho cố ý đưa mạnh bánh bao mã lão thái nho nhỏ âm thanh cùng tống phục linh thổn thức chúng ta vậy mà trà trộn vào năng lực người trong đội ngũ bọn hắn trước kia đều là có trang tử có nha hoàng cái chủng loại kia, trong nhà nghe cũng rất là có bản lĩnh, chúng ta là a a, có phải là a, chúng ta cũng thành cá nhân liên quan. Quý nhân một câu, có thể để cho chúng ta lên trời xuống đất. Vận mệnh chuyển một cái hoặc lớn, Tống Phục Linh rất là cảm khái, nhất là nhìn thấy trọng binh áp giải, trên mặt mang đóng dấu đen bài đội ngũ rời đi, nhìn thấy bạch bài quân hộ đám đội ngũ cũng bị không ít đại binh trông coi rời đi, nhìn thấy gấp đủ một ngàn người đỏ thẩm đội ngũ rời đi, ngươi nhìn, đẳng cấp là cỡ nào rõ ràng, theo bọn hắn đội ngũ này bên trong người nghị luận, đen bài đội ngũ nhất định phải trải qua một mảnh phiên chợ khu, bởi vì nơi đó mỗi ngày theo ba trận cơm đồng dạng, tại thu xếp rộng rãi bách tính tham quan, triển khai khắc sâu giáo dục triển lãm hội, để dân chúng địa phương nhóm nhìn một cái, đây chính là phá thành về sau, thành trì nếu là một khi bị khác vương gia chiếm lĩnh về sau, các ngươi có lẽ còn không bằng bọn hắn những cái này lao dịch vận mệnh cho nên các ngươi nên như thế nào a à? ai đáp đúng biên thành nhân dân đối mặt ngoại địch muốn phấn khởi kháng dũng bạch bài quân hộ đội ngũ là muốn trên đường đi cảm thụ tư tưởng học tập đi chậm ai bệnh quan binh sẽ đánh mắng bọn hắn nói các ngươi còn không vui lòng coi chúng ta nơi này quân hộ các ngươi muốn trở thành người nơi này ăn chúng ta dân bản xứ ngọc thuế lương ở chúng ta người đóng thuế giao ngân đóng phòng cho chúng ta trồng trọt làm việc làm sao rồi, không kính dân cả đời, các ngươi xứng đáng chúng ta mở cửa thành tiếp nhận các ngươi sao? Chúng ta dựa vào cái gì tiếp nhận các ngươi những cái này ăn uống chùa, đỏ thẩm đội ngũ còn tốt, dù sao tính làm dân chúng địa phương. Nhưng đỏ thẩm đội ngũ nhân viên quản lý ít, mà bị quản nhân số lại đông đảo. Bọn hắn mục đích càng là tán không được, U Châu dưới thành nông thôn sẽ ném một nhóm người, hạ một thành trì huân dương thành nông thôn sẽ ném một nhóm, đồng đều châu thành, chờ một chút, dù sao đi đâu cho ném cái kia một nhóm, tống phúc sinh bọn hắn lĩnh đội họ đằng, đằng đầu cũng rốt cục phát hào mùa nói, tới tới tới, đoàn người đều đứng dậy, chúng ta cũng xuất phát, trạm thứ nhất, đi trước đại hộ nhân gia thiết lập bãi phát cháo, bọn hắn người đi đường này, đi theo quan binh tổng cộng 12 người, cả đám đều rất dễ nói chuyện. Trong đó có tên lính quèn nói cho Tống Phúc sinh bọn hắn nhóm người này nói, nơi đó dù gọi bãi phát cháo, nhưng là đại hộ nhân gia cho chúng ta các đồng hương chuẩn bị không chỉ là cháo, chờ một chút, đồng hương, ngươi nghe một chút xưng hô này, trực tiếp bắt bọn hắn coi là mình người, cho nên, một hồi đến kia, ăn nhiều chút uống chút, ăn không được cầm chút bánh bao thả trên thân dự sẵn, đừng toàn trông cậy vào trên đường đợi quán mua, quan lộ bên trên thiết cửa hàng, bán cái gì đều đắt, còn có, những cái kia đại hộ nhân gia cũng cho thi chút quần áo. Các ngươi tranh thủ thời gian nhiều lựa chút giày đặt y phục thay đổi, nhất là nhóc con, làm ấm áp chút, đừng không bỏ nổi mặt đòi hỏi, miễn cho trên đường chịu tội, Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, hai người cùng một chỗ nghĩ thầm, quan gia, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có phải hay không bắt chúng ta nhóm người này xem như là phía trước đi kia mấy nhà đâu, chúng ta không có gì không bỏ nổi mặt, chương 127, một càng, có thế cầm tới đỏ chót bài người ta, trên cơ bản, một, sẽ không cùng các quý nhân lên xung đột, hai, thấy qua việc đời, mí mắt không có như vậy cạn, sẽ không xuất hiện tranh đoạt cục diện. Ngươi nhìn, hai tốt đặt một tốt, lên mặt hồng bài người ta bởi vì phải tiếp tục đi đường, một đường chạy nạn tới lại cái gì đều thiếu, mà thiết lều cháo các quý nhân vừa vặn nghĩ bày tỏ một chút, tỏ vẻ ra là một phương gặp nạn, bác phương chi viện việc thiện, để người có thế tán một tiếng là đức thiện nhân nhà, lại một cái. Người ta nơi này cũng không thiếu có thật thiện người, nhất là tin điểm cái gì ví dụ như tinh phật lão nhân gia muốn tận mắt nhìn một chút những cái này chạy nạn dân chúng đều thế nào rồi tình huống có được hay không a à? nhưng không thể cái dạng gì nạn dân đều dẫn tới nơi này cho nên đừng nhìn cầm tới đỏ chót bài đỏ chót vào thành nạn dân bên trong minh cũng là trên thân gánh vác nhiệm vụ thỏa mãn người ta thỏa mãn chính mình lĩnh đội đằng đầu xem xét liền rất có kinh nghiệm hắn đang khuyên vị kia chạy nạn viên ngoại gia lão gia tử nhanh đi lĩnh chút ăn uống. Chúng ta a, à, không đi ngang qua phiên chợ loại địa phương kia, không có chỗ nào bán, chỉ thượng quan đạo trước, đi ngang qua một cái tiệm thuốc tử cùng một cái gia súc lều, gia súc lều lốp sinh ý có chút thang, chỉ thế thôi. Ăn uống chỉ có thể tại cái này lấy, tuy nói quan lộ bên trên một đảo 30 dặm có túc có đường thất, 50 dặm chỗ có đợi quán, nhưng là 30 50 bên trong vừa đi chính là nửa ngày a, à, ngươi không vì mình, vì nhi nữ, nhanh lên trước lấy một lấy, lão phu xấu hổ vậy xấu hổ vậy, lão gia tử bạn già cũng nói, nói lão gia ngươi có thể nào đi đâu, ngươi cùng các con tại bực này đi, chúng ta mấy cái nữ nhân gia đi, một nhà khác, vị kia mượn chị ánh sáng tiểu tức phụ, nàng cũng tại đối nàng nam nhân đào tích tâm lý nói, cha hắn, trên đường, chúng ta đoạt ăn đoạt uống, làm sao không còn mặt mũi làm sao tới, kia là không có cách, không như vậy, chính là chịu làm thịt mệnh, nhưng cái này đều vào thành, ngươi nói vị kia đằng đầu, sao liền không thể lĩnh chúng ta đi cửa hàng bên trong mua một chút, vì A muốn tới lấy A, chúng ta cũng không phải không có bạc, ta liền cảm thấy đi, đối những cái kia một đường chạy nạn nạn dân, dù sao tất cả mọi người đồng dạng, ta liền thông suốt ra ngoài mặt mũi, tại những cái này mặt ăn được, trước kia cùng chúng ta đồng dạng mặt người trước, ta chính là không duỗi ra được tay, đại tỷ nếu là hiểu được, chúng ta có thể hay không cho anh rể mất mặt A. Đằng đầu ở bên cạnh nghe cái sấp xỉ, hắn đều quen thuộc, những người này cứ như vậy chạy nạn thời điểm làm sao đều có thể khổ gì đều có thể ăn người a một khi kết thúc mặc mũi lớp vải lót trong túi lại thừa dịp chút bạc các loại lo lắng lại toàn đến lại nhìn một nhà khác người ta vị kia nhạc mẫu dứt khoát liền đứng ở một bên chờ lấy không có đi lên đòi hỏi đang chờ nàng cô gia cưỡi ngựa đi cảm tạ hoàn hảo bạn đến lúc đó sẽ đuổi theo cùng bọn hắn một đường đi mà lại người ta cô gia nói nói nhạc mẫu ngươi chờ tiểu tế khi trở về, sẽ cho các ngươi mang một chút nóng hổi ăn uống, người ta con rể còn nói, nói đằng đầu trước đó nhấc lên cái kia gia súc bày, đợi đến cái kia gia súc bày về sau, sẽ cho nhạc mẫu một nhà mua xe ngựa hoặc là xe bò, mang toa xe, lại mua chút thang, miễn cho một đường bị lạnh bị tội, cho nên nói, điều động các quý nhân nhiệt tình thi thiện cảm xúc, toàn bộ nhờ tống phúc sinh bọn hắn nhóm này chừng 200 người chèo chống, chống đỡ đòn bẩy, cho các quý nhân cảm xúc điều động ước chừng quý nhân bên người tiểu nha hoàng nhóm che miệng cười trộn lấy nhắc nhở chậm một chút chậm một chút đừng bỏng miệng các phụ nữ một bát một bát hút cháo ăn bánh bao lớn miệng bên trong nhét tràn đầy vẫn không quên kéo quá mình hài tử đơn giản hô hai lần nhiệt khí liền cho đám con cho ăn cháo cho ăn canh nhiệt khí khí lạnh trộn lẫn cùng một chỗ nước mũi đều xuống tới không để ý tới xác hút trượt một chút tiếp tục uống cháo vương bà tử ăn thẳng ở hơi một hơi bánh bột ngô kém chút nghẹn lại nàng quách lão thái thái lập tức đem chính mình mới thổi tốt canh nóng đưa tới dùng chén lớn rót vương bà tử nhanh nuốt nuốt không được liền nhả đi nấc không nhả các hán tử lấy tống phúc sinh dẫn đầu càng là ngồi xổm ở các quý nhân trước mặt một hơi bánh bột ngô một hơi bánh bao từng cái tất cả đều là ăn như thùng luồng dáng vẻ cũng có nha hoàng gã sai vặt không ngừng nhắc nhở bọn hắn chậm một chút nói không đủ còn có đừng có gấp nhất định khiến các ngươi ăn no no bụng. Các hán tử vùi đầu ngờ vực nghĩ, chậm không được. Đánh thành lâu trước, số sắp xếp lĩnh cháo liền không có đứng hàng, cái này không nóng nảy vào thành nha. Lại nói, rốt cục ăn được không phải nhà mình lương, không cần tính toán lão tử nương có đủ hay không ăn, nàng dâu ba tử nhóm có đủ hay không ăn, nhưng phải rộng mở cái bụng tạo. Tống Phúc sinh ăn xong sáu cái bánh bao, ngồi sổng không hạ, hắn đứng người lên, trước xông tay nâng bánh bao lồng gã sai vặt khách khí cười cười, sau đó một tay bắt hai, lại cầm bốn cái, đứng ăn. Mã lão thái dùng vui vẻ giọng khoát tay hô, bàn nha nha, sữa ở chỗ này đây, ngươi mau tới. Tống Phục Linh cũng mới ăn ba bánh bột ngô, uống hai bát canh nóng, làm sao sữa, ngươi mau nhìn, sữa cho ngươi chiếm được giày, liền chân ngươi lớn như vậy, nhà hắn nha hoàng, ngươi ngó ngó ngươi ngó ngó, tươi mới, người ta đều không có làm sao xuyên qua, nhanh thay đổi bên trong là bông a à. tống phục linh nhìn thoáng qua thi cho nàng dày tiểu nha hoàng kia tiểu nha hoàng cũng đúng lúc đi tới nàng cười gật đầu tạ ơn tiểu nha hoàng đánh xuống trong tay khăn lụa một cỗ làn gió thơm phất động đối đầu phát rối bời mặt cũng vô cùng bẩn tống phục linh cởi mở nói ngươi chờ ta còn có kiện của áo bông hai ta cái đầu không sai biệt lắm liền ngươi có thế xuyên mã lão thái lập tức lôi kéo tống phục linh thiên ân vạn tạ tiền bội anh lúc này cũng ôm lấy người ta cho áo bông đối một vị quan gia thái thái nói tạ ơn thái thái muốn nói hiện đại đến cái này ba nhân khẩu một ngày này thật làm được tới khi nào ta nói cái gì lời nói trang cái gì nha đúng hay không đều đến dưới mắt mức này lại nói tình huống bày ở nơi này chính là nghĩ khoe khoang người ta dẫn đầu đều nói không đi ngang qua bán quần áo bán tiệm giày bày không hướng phiên chợ đi vào trong phiên chợ bên trong người ta đen bài những người kia tại triển lãm bọn hắn không thể đi thêm phiền không có chỗ ngồi mua áo bông không gian bên trong lại không thể lấy ra xuyên một cái mới chạy nạn xong nhỏ nạn dân xuyên áo lông áo khoác bằng da quá rêu rao kia ta liền phải lấy có thế chiếm được bọn hắn một nhà ba miệng đều cảm thấy ai u trời lại có cái này chuyện tốt ăn uống chùa bạch xuyên nhưng phải trân quý cơ hội nhắc tới ba nhân khẩu đến cổ đại thành này ăn mày ai cho cái gì bọn hắn đều lại cúi đầu lại tạ ơn thích ứng cực kỳ tốt đẹp như vậy mễ thọ liền lợi hại hơn tiền mễ thọ là hoàn toàn không có làm phú nhị đại tự giác tiền mễ thọ quỳ gối một cái giàu lão thái thái trước mặt vị này quý nhân lão thái thái sờ lấy khuôn mặt nhỏ của hắn chật chật đáng thương u nhiều tuấn bé con gặp khó ai mới bao nhiêu lớn một chút a à? liền phải kinh những cái này nguyện ngươi về sau quên những cái này đi đúng trên đường có ăn sao hồi lão phu nhân lời nói không có trước đó ăn không có lão thái thái lập tức bày xuống tay, để nha hoàng cho mang nhiều một ít thức ăn, nhà ngươi liền không có mang toa xe xe sao, hồi lão phu nhân lời nói, không có, khi được nhiều lạnh nha, đúng nha, tiểu tử cô phụ nói, than cũng không, đúng đúng đúng, giàu lão thái thái đánh gãy tiền mễ thọ, lập tức lại thu xếp một cái nha hoàng đi làm việc, cho lại chuẩn bị mấy giường chăn mền, cho đứa bé này lấy thêm chút than, không có chăn mền không có than lửa, đi đến phụng thiên thành nhưng chịu không nổi tiền mễ thọ quỳ gối lều bên trong, ngay ngắn thẳng thắn cho người ta đập cái vang lớn đầu, cảm ơn lão phu nhân, chúc lão phu nhân, tùng bách sóng vai, phúc thọ kéo dài, ai u, cái miệng này bôi mật giống như đây này, nếu là không có kinh cái này, tốt bao nhiêu bé con, nên vỡ lòng đi, lão phu nhân mặt mũi tràn đầy cảm khái, ra hiệu nha hoàng đưa cho tiền mễ thọ túi tiền, nha hoàng trong lòng biết lão phu nhân thích đứa nhỏ này, cố ý chọn một cái nhiều tiền, đưa cho tiền mễ thọ làm vòng vèo dùng tiền mễ thọ đem tiền trên túi đưa cho tống phúc sinh cô phụ cô phụ ngươi nhìn a nha tống phúc sinh xem xét nói ngươi không nên gọi tiền mễ thọ a à. ngươi phải gọi dây sâu tiền chương 128, trăm hai càng từ các quý nhân cái này lấy xong đồ vật trên đường đi liền tống phúc sinh bọn hắn nhóm người này náo nhiệt trao đồ hộ hô a nha dêm nó chứ ta giày rơi đấy ai nơi đó có bao nhiêu lấy được giày ta nhà không có lấy được giày lập tức có mấy nhà đáp lại chân ngươi bao lớn xuyên bao lớn dày ngươi bao lớn dày ta bao lớn chân tốt nhất là bông vải là bông vải bông vải chu thị đối mã lão thái nói mẹ ngươi xem một chút ngươi nhìn ta cho ngươi lấy áo bông lớn nhỏ vừa vặn người ta nói đây là quan gia bà tử xuyên qua đây này mã lão thái nói là một nhìn liền có thể nhìn ra tới cái này tài năng cũng tốt nhưng ấm áp sau đó hỏi tống phúc sinh tam nhi nha ta nhìn ngươi kia dày làm sao cũng có chút lớn đâu vừa chân không tống phúc sinh đem xe đẩy về hô vừa chân không vừa chân đều ghi nhớ đi đến nhét bít tất nhét điểm cái gì đỉnh một đỉnh đoàn người đều đang sôi nổi nghị luận chính mình chiếm được đồ vật quách lão thái thái nói nàng từ nhỏ liền không xuyên qua tốt như vậy tài năng y phục tống phúc sinh đại bá nương nói đừng nói y phục ngươi sờ sờ cái này chăn bông các quý nhân không muốn chăn bông đều so ta nhà mình ăn tết mới làm dày đặc tống lý chính nhìn mắt xe đẩy bên trên nhóc con nhóm từng cái lại đoàn thành đoàn rút vào trong chăn liếu riếu, hắn vui tươi hớn hở hỏi, đều cảm ơn mễ thọ không, mễ thọ lại cho các ngươi lấy được điểm tâm, lấy được chăn bông qua tử, trả lại cho các ngươi lấy được thang. Người ta cái này thang cũng không giống như ta nhà mình cái kia, sặc người mang bốc khói, nhóc con nhóm trong chăn lộ ra đầu, nhao nhao hô, thái gia gia, cảm ơn qua, bọn ta cảm ơn mễ thọ. Còn có oa tử lao nhau nói cho Tống Lý Chính, Thái Gia Gia, Thái Gia Gia, mễ thọ nói dưới mắt bụng no bụng không ăn chút tâm chờ hắn bụng không no liền sẽ cho bọn ta phân điểm tâm trúng hay không a à, trúng hay không a à. nhóc con nhóm sợ các đại nhân không đáp ứng tống lý chính liên tục gật đầu bên trong trung chẳng qua đừng nhàn rỗi cùng mễ thọ học một ít chút tết đập đợi đến kế tiếp thành nghe nói còn có thế như thế ăn bánh bao hút cháo a à. đến lúc đó các ngươi cùng mễ thọ một đống lại đi cho các quý nhân nhiều đập dập đầu liền có thể được đến càng nhiều điểm tâm. Mấy cái bé con lập tức kêu lên, mễ thọ, mễ thọ, nhanh dậy một chút bọn ta, tiền mễ thọ không hiểu có chút nhỏ ngượng ngùng. So với tống phúc sinh bọn hắn nhóm người này, một đường đồng hành khác mấy nhà liền rất trầm mặt, chỉ yên lặng mà cúi đầu đi đường, nghe phía sau nhóm người kia nói cái kia náo nhiệt a, à, giống như phát sinh cái gì việc vui như vậy. Mượn đại cô tỷ nhà ánh sáng tiểu tức phụ hỏi trượng phu, chẳng lẽ bọn hắn là người bảo đảm? có thế cho nhiều như vậy người nhà bảo đảm người kia phải rất lợi hại a à? nhưng làm sao nhìn không giống có thế kết bạn bên trên cái loại người này dáng vẻ đâu không biết được viên ngoại gia bạn già trong nhà thừa dịp mấy cái trang tử lão thái cũng đang hỏi viên ngoại gia lão gia nhà chúng ta lúc này mới mấy người a à? vì cầm tới đỏ chót bài hoa 300 lượng đã thông quan hệ vậy bọn hắn nhóm người kia phải hoa bao nhiêu bạc a à? nhưng nghe làm sao không giống có thế móc ra ngân phiếu đâu bị gọi viên ngoại gia lão hán quát lớn bạn già nói ngươi đừng kiến thức hạn hẹp nhìn người nhìn bề ngoài ta cùng những cái kia đồng hương nói chuyện qua nghe qua người ta a à, trốn trước mấy người hiện tại liền có mấy người một cái cũng không thiếu ngươi suy nghĩ một chút dọc theo con đường này bọn hắn có thế đơn giản sao không quan tâm là ra ngoài nguyên nhân gì khắc mấy nhà thật đúng là không có xem thường loại hình mặc dù tống phúc sinh nhóm người này thoạt nhìn là một bộ quỷ nghèo dáng vẻ một bộ cầm rất nhiều cái đỏ chót bài rất để những nhà khác cảm giác rất khó mà tin nổi bộ dáng một bộ mới ở chỗ này các quý nhân trước mặt ăn uống no đủ liền bắt đầu nhớ thương đi tới một thành trì đi quý nhân trước mặt đòi hỏi rất là mất mặt dáng vẻ nhưng là cũng phải nói đồng hành cái này mấy nhà người còn có thể bọn hắn đã cảm thấy đi ngươi nói ta những cái này nơi khác một đường chạy nạn đến nơi này sống sót vốn cũng không dễ đến cái này trước kia là sĩ đoán chừng muốn trở thành nơi này người địa phương, liền phải giáng cấp là nông. Trước kia là tiểu địa chủ, tại người ta địa bàn này liền sẽ giáng cấp thành phổ thông nông dân, theo thứ tự hướng xuống, nói cách khác, đến tân vương địa bàn, cả đám đều tự động giáng cấp thành nhị đẳng công dân, ai còn xem thường ai vậy, phong thủy luân chuyển, đợi đến tiệm thuốc tử trước, đến phiên khác mấy nhà liếu riếu, tống phúc sinh nhóm người này tự động cách âm. viên ngoại gia bạn già Trương La lấy ngồi công đường xử án đại phu, nhanh cho lão gia chúng ta nhìn xem. Cho con ta nhìn xem, cho ta mấy cái cháu trai cũng hào xem mạch, ngươi cái này đều có thuốc gì a? À? không cần nấu không cần sắc, trên đường có thế trực tiếp phục, vị kia tiểu tức phụ cũng thế, để tranh thủ thời gian cho hắn nhà nam nhân nhìn xem vết đao, nói che một đường, còn có nàng nam nhân trước mặt hai vị gã sai vặt, đều cho thật tốt băng bó, đây đều là vì bảo vệ nàng một trai một gái lập xuống quá công lao hãng mã, bao nhiêu bạc đều trị chỉ cần về sau về sau đừng tọa hạ bệnh. Khi ba nhà đồng dạng thái độ, chính là một bộ chúng ta không kém bạc, sợ rằng chúng ta dùng bạc mua an tâm đâu, cũng cho chúng ta đều nhìn một chút, mặt khác, khi năm nhà người, mọi nhà đều mua mấy loại dược hoàng, tiêu chảy, đau đầu cảm mạo nóng sốt, thuốc trị thương vân vân. Tống Phúc sinh bọn hắn nhóm người này, xe đẩy dừng lại, đều đứng tại cửa tiệm thuốc chờ những cái kia nhà. Vương lão thái thái đeo ở mã lão thái cánh tay, đi, ta cũng đi vào chứ sao đi vào làm chi tại cái này ngốc tương đương a à, quái lạnh bọn hắn nam nhân nhà tại bên ngoài trong xe ta mấy cái vào xem cân nhắc một chút bọn hắn cái này tiền thuốc so chúng ta đầu kia quý không đắt quách lão thái thái chống gậy chống cũng tới trước nói bên trong không mua còn không cho đi vào ngó ngó a à. tóm lại ba lão thái thái tiến tiệm thuốc cảm thụ giá hàng đi mã lão thái hỏi bốc thuốc tiểu nhị có rót đau đầu nhức ốc không tiểu nhị thái độ cực kỳ nhiệt tình nói có không chỉ có, hơn nữa còn chế thành hoàng thuốc, nhà hắn tiệm thuốc có thế mở tại quan đạo bên cạnh, chính là vì đi đường gần dễ đi, các loại dược hoàng đều có, trực tiếp phục là được, không chậm trễ đi đường. Bao nhiêu tiền? Sáu lượng. Một bình sứ nhỏ đưa tới, ai u ta thiên lão gia A, cái gì nha liền sáu lượng, đánh bộ quan tài mới bao nhiêu tiền, quách lão thái thái cũng đi theo ai u nương nha nói, cái này không phải uống thuốc A, đây là ăn bạc A. Vương bà tử vác lấy mã lão thái cánh tay, vội vã quay đầu, đi đi đi, không nhìn, mua không nổi mua không nổi, ta cho ngươi biết a, à, bọn ta không có đụng ngươi kia bình. Ba lão thái thái tâm lời nói, cũng không hỏi xem những người này, một năm có thể hay không kiếm đến sáu lượng, đừng nói một năm, kéo dài, hai năm, hai năm ư, cũng mua không nổi a, à, hắc điếm, tống phúc sinh hỏi lão nương, đau đầu nhức óc, kỳ thật phải dự bị một chút, không được chúng ta cũng mua chút ngươi hỏi không, bao nhiêu ngân, ai u trời, tam nhi A, à, sáu lượng A, à. tống lý chính thở hốc vì kinh ngạc, hút xong liền hỏi xe đẩy bên trên nhóc con nhóm, các ngươi sẽ đau đầu nhất ốc sao, vấn đề này, hỏi cũng quá cao thâm, nhóc con nhóm hai mặt nhìn nhau, cùng tống phúc sinh một đường nói chuyện rất tốt quan binh, nhỏ giọng khuyên nhủ, tốt nhất mua chút, có thể không mua ăn, dù sao trên đường đi có thế túc liền có ăn. Nhưng quá cái này tiệm thuốc tử liền không có tống phúc sinh đem bàn tay tiếng áo bông bên trong sợ lấy túi tiền cắn răng một cái đi vào tiệm thuốc tử ngươi nhìn đoàn người mới vừa rồi cùng mình móc một bộ hoa sáu lượng sẽ muốn mạng bọn họ dáng vẻ nhưng khi biết được tống phúc sinh hoa sáu lượng bạc mua đau đầu nhất ốc hoàng đại gia hỏa lập tức lao nhau xong tống lý chính nói nhớ kỹ a gia cho ký sổ chúng ta chia đều cái này mượn ba huynh để bao nhiêu quan cũng không thể để huynh đệ cho ta đoàn người lại dựng tiền cũng không nha bọn ta móc, Tống Phúc Sinh nói mau đỡ đổ đi, hắn là vì oa tử nhóm, nghèo nhà giàu đường không thể tính toán tiền thuốc, Phương Bắc lạnh, một đường bị tội phải dự phòng chút, hắn là cho oa tử nhóm làm tam thuốc, sáu lượng bạc còn móc không dậy nổi nhưng thật có ý tứ, quá coi thường hắn, đoàn người tranh nhau chen lấn thẳng ồn ào, cái kia cũng không trúng, ngươi nói toạt trời cũng chia đều, sáu lượng ngươi một người móc quá nhiều, chia đều đến bọn ta trên đầu liền thiếu đi. Ngươi nghe chúng ta đoàn người A. À lĩnh đội đằng đầu cười, nhóm người này có chút ý tứ, chương 129, một càng, đằng đầu hỏi, đều đặt mua đủ không? Đặt mua đủ xuất phát. Gia súc bày kia, còn có mười mấy người nhà chờ lấy chúng ta a à. hô xong, đằng đầu dẫn đầu cưỡi lên con lừa, đoàn người đều hiểu, khác mười mấy nhà chính là từ trên biển bay tới nhóm người kia, cũng là lên mặt hồng bài người ta, cùng bọn hắn khác biệt duy nhất chính là, nhóm người kia là ngồi thuyền chạy nạn, mặt khác, trước kia quê quán vị trí địa lý, cũng hẳn là là so với bọn hắn quê quán còn đi về phía nam, ven biển nha, những người này lại lần nữa xuất phát, đi đại khái khoảng một canh giờ, đến gia súc bày. Lúc này gia súc cửa hàng nơi này đã phi thường náo nhiệt, khi mặt lĩnh đội cùng đằng đầu cùng tiến tới nhỏ giọng nói chuyện, nói ngồi thuyền tới hết thảy có 19 nhà, đem an trí danh sách đưa tới, đằng đầu cầm danh sách một nhìn, nhíu mày, nhiều như vậy, khi mặt lĩnh đội gật đầu, nói liền cái này, còn lật mấy thuyền đâu mặt phía nam đặc biệt lớn mưa to phát hồng thủy a bằng không sẽ càng nhiều dùng mắt thường liền có thể trông thấy không tới bờ thuyền nhỏ còn tung bay thật nhiều chiếc đâu lại góp thêm gần cùng đằng đầu nói thầm nói những người này tất cả đều là mặt phía nam thân hào nông thôn a đại địa chủ a trong nhà ruộng đồng cực kỳ nhiều cho bến cảng kia mặt chủ sự bên trên bạc cũng nhiều cái này chẳng phải toàn an trí tại phụng thiên thành phía dưới huyện trấn nha chủ sự đánh giá cũng là cảm thấy có bạc những người này đến dưới chân thiên tử chẳng những sẽ không cản trở còn có thế xúc tiến tiêu phí cũng liền hào phóng phát đỏ chót bài hai vị lĩnh đội tập hợp lại cùng nhau nói thầm tống phúc sinh là không cần nghe nhìn liền có thể thấy rõ những người này có tiền là kẻ có tiền ngươi nghe một chút trừ bọn hắn nhóm người này mọi nhà đều đang hỏi tiểu nhị gia súc giá cả cao đồ hộ hỏi tống phúc sinh bọn hắn cái này một thất trâu muốn bao nhiêu tiền bạc vừa nghe một lỗ tai nói không tính toa xe 40 lượng, trao đồ hộ hít vào khí đồng thời, che tim, nhà hắn trâu ban đầu là 18-19 hai mua, tích lũy cả một đời tiền bạc mua, từ cha hắn kia bối bắt đầu tích lũy lên, từng có ba đầu trâu, nhà hắn là trong thôn đỉnh cấp phú hộ, đã từng, dưới mắt, đều giết nha, cho ăn, muốn dựa theo chỗ này giá cả, liền ăn mang ném uổng công 120 lượng, tim đau nhức, thở không nổi, tống lý chính nhỏ giọng nói, nơi này, cái này, cái này. Phúc sinh, sao bán A à đều đắt, nông dân không thể sống A, à. Tống Phúc Sinh khẽ lắc đầu, có lẽ liền cái này đắt, sao đâu, có thế sao, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, cái này hai lĩnh đội, cộng thêm kia 10 cái tiểu binh, mang theo bọn hắn nhóm người này, chịu đói bị lạnh, vừa đi vừa về vừa đi ít nhất chính là nửa tháng, ai có thể bạch phục vụ cho ngươi A, à. đi những cái kia các quý nhân giúp đỡ người nghèo địa phương, dùng hiện đại lời nói giảng. Đó chính là cố định điểm du lịch, là chính trị nhiệm vụ, là công tác của bọn hắn mà tiệm thuốc tử cùng gia súc lều là mua sắm tiêu phí điểm liền cùng hướng dẫn du lịch kia đều mang về trừ quấn đường xa cũng không phải cho đoàn người lĩnh tới mà những người có tiền kia ngốc sao ngốc có tiền không được đều biết đắt nhưng ngươi có mua hay không a à, không mua ngươi liền bị tội chờ ngươi muốn mua quá thôn này liền không có cái này cửa hàng bán điểm ngay tại ở lòng người ngươi là nghĩ tiền bị tội vẫn là người bị tội giống bọn hắn ân, một nghèo hai trắng, liền không có cái này phiền não, ai nói không có phiền não, Lý Tú Nhi tử bỗng nhiên khóc trống lên, nhỏ thân thể tại Lý Tú trong ngực thẳng hướng bên ngoài nhảy lên, một bên khóc một bên đưa tay với tới cái gì, trên xe oa tử nhóm, cũng trực câu câu trong mông nhìn thấy đứng tại xe đẩy trước mặt một đứa bé trai, chính xác giảng, là nhìn tay người ta bên trong gà đùi, chỉ nhìn, ăn gà đùi kia cậu bé chính vĩnh lên lan hoa chỉ, không nóng nảy không hoảng hốt đang ăn lắm nhiều miệng nhỏ lên tiếng cộc cộc vang gà đùi ở đâu ra cái này không nha cùng một chỗ đồng hành nhà kia con rể tốt trở về cho người ta nhạc mẫu cùng cửu huynh một nhà mang bánh bao thịt bánh nướng dùng bao vải dầu bao thật nhiều con gà quay dây gai xuyên lấy cưỡi ngựa bao lớn bao nhỏ chạy về nhà này các đại nhân ngược lại là không có khoe khoang nhà này con rể người cũng rất tốt cho đằng đầu tặng lễ tặng không con gà quay về sau còn bốn phía hỏi người khác có hay không muốn mua cố ý nhiều mua mấy cái ta một đường đều là duyên phận có thể vâng cho các ngươi một con tiêu bao nhiêu tiền bạc mua các ngươi cho bao nhiêu tiền bạc là được làm cho các ngươi chân chạy đoàn người cũng không dễ dàng cũng thật hỏi tống phúc sinh tống phúc sinh tống phục linh tranh thủ thời gian chạy tới xem xét không phải lý tú hai tuổi nhi tử thèm khóc xe đẩy bên trên toán miêu tử trong con mắt của bọn họ cũng treo nước mắt tống kim bảo còn thở sâu ngay tại khuyến khích mấy cái cậu bé muốn đi đoạt Tống Phục Linh chỉnh ngay ngắn sắc mặt, nhỏ giọng A nói, Kim bảo, đây cũng không phải là trước đó, dựa vào đoạt dựa vào nắm đấm, chúng ta hiện tại đã có người quản, phải giảng đạo lý, không thể chọn trúng cái gì đoạt cái gì, ngươi nhìn những quan binh kia không? Ngươi đoạt, người ta liền bắt ngươi, Tống Kim bảo mang theo khóc âm đạo, thế nhưng là ta muốn ăn, chúng ta ăn ngon đồ vật không thể sao bọn hắn nhiều nha, đứa bé kia trước đó nhất định không có các ngươi ăn ngon, các ngươi đều quên sao ngươi nhìn, thịt bò, con la thịt, quách gia tiểu tôn tử gật đầu, ăn đều không thích ăn, đúng đấy, điểm tâm, có nhóc con lập tức nói, bà nha tỷ, điểm tâm nhưng ngọt nhưng ngọt nữa nha, trứng gà, trứng gà là mễ thọ cho lấy được, trứng gà. Trả lời nhóc con, dùng ngón tay nhỏ hương mễ thọ, đúng, là chúng ta mễ thọ cho lấy được, tống phục linh mắt nhìn mễ thọ. Kết quả vừa hay nhìn thấy mễ thọ cũng đang len lén nhìn kia cậu bé, đại khái là nghĩ đáp lại nàng giảng hai câu, nhưng là há miệng, chảy nước miếng chảy ra ngoài, tiền bội anh xoay người tiến lên, đến, mễ thọ, cô mẫu ôm ngươi đi tiểu đi, ta không có thèm nhìn, mễ thọ chảy xuống chảy nước miếng từ trong chăn bông duỗi ra hai con nhỏ mảnh cánh tay, ngoan ngoãn đáp, được, tống phục linh cũng nói những hài tử khác, đều không cho nhìn, thèm liền nghĩ nghĩ chúng ta nếm qua, đến, đi theo tỷ tỷ chúng ta đem đầu cùng một chỗ hoặc về phía mặt này. Quán Miêu tử lớn tiếng đáp lại, ta không nhìn, ta còn nếm qua tiểu thúy đâu, đúng vậy a, à, ngươi còn bị tiểu thúy cắn nữa nha, ha ha ha. Tống Kim bảo phách lối cười nói, còn tốt, nhà này người mua xong xe bò cùng thang bồn, cũng kịp thời phát hiện hài tử cầm gà đùi đi qua, vị kia nhạt mẫu lúng túng vỗ nhẹ cháu trai cái rắm trứng một bàn tay, mắng, ta nhìn ngươi là ăn no rỗi việc, đoàn người một lần nữa đi đường, hai cái lĩnh đội cưỡi con lừa, vừa nói chuyện, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn, dẫn đầu ngồi thuyền tới lĩnh đội hỏi, đằng đầu, xe đẩy đám người kia là mấy cái ý tứ, đằng đầu cười dưới, không có trả lời vấn đề này, mà là nói, chúng ta chậm một chút đi đường, bọn hắn xe đẩy cướp trình chậm, không sai, đồng hành những cái kia nhà, đều mua xe, có mua xe bò, có mua con la xe, thậm chí còn có hai nhóm người mua xe ngựa, một con ngựa không tính toa xe 150 lượng A chỉ tống phúc sinh bọn hắn cái này một đội còn tại dùng chân đi đường tại đội ngũ sau cùng mặt vị kia lĩnh đội ghét bỏ nói cái này nếu là không có bọn hắn chúng ta vừa đến một lần có thế nhanh không ít đi có lẽ còn có thế lại mang một đội huống chi không có kiếm được cái gì trên lệch giá bọn hắn thuốc cũng không có mua cái gì gia súc cũng không có mua đằng đầu bỗng nhiên không nhịn được nói đừng phàn nàn cũng không dễ dàng không chỉ vị này lĩnh đội phàn nàn từ trên thuyền xuống tới mua gia súc đi đường những cái kia nhà bọn hắn cũng không vui vẻ a à. ai nguyện ý trên đường lãng phí thời gian a à, nhanh tới nơi tranh thủ thời gian dàn xếp chính là không đến mục đích tranh thủ thời gian đến khách sạn nghỉ ngơi cũng được a à. dưới mắt còn phải chiều theo những cái kia xe đẩy vậy bọn hắn giá cao mua gia súc thay đi bộ có ý nghĩa gì ngược lại là vị kia viên ngoại gia ngồi tại xe bò bên trong hai tay đối chậu than lật nướng lúc xong bạn già nói Đợi lát nữa lĩnh đội nếu là dừng lại, ngươi xuống xe hỏi một chút những cái kia đồng hương, có hay không qua à, tử cống đến chịu không nổi, để đến ta trong xe sưởi ấm. Vì a, à, nào có nhiều như vậy vì a, à, đồng hương, kết một thiện duyên bên trong không? Ta a, à, đời này, có thể để các ngươi chạy nạn còn ngồi lên xe, chính là hiểu được đừng trong khe cửa nhìn người. Chương 130, hai càng, ở giữa dừng lại một lần, thu xếp đoàn người lên nhà vệ sinh. Mang theo ngồi thuyền nhóm người kia đầu lĩnh Nếu mày đối tiểu binh phàn nàng nói Cũng không biết được đằng đầu là như thế nào Đều có thể trên xe giải quyết sự tình Cái này còn ngừng một lát Chậm trễ công phu Tiểu binh cười theo Đằng đầu chỉ là nghỉ Hắn ngừng một chút Liền có thể để tống phúc sinh đám kia xe đẩy người nghỉ khẩu khí Viên ngoại gia bạn già cũng thật đang nghỉ ngơi đương thời xe bò Thẳng đến mã lão thái Bởi vì nàng liền cùng mã lão thái nói chuyện qua Nàng nói lão gia chúng ta nói trước kia một đêm lạnh đêm đen đừng cái nào bé con chịu không nổi đông lạnh nhanh ôm ta nhóm trong xe ấm áp ấm áp nơi đó có chậu thang mặc dù không cho bất kỳ một cái nào bé con ôm vào trong xe phiền phức người ta nhưng là tống lý chính chống gậy chống tự mình đến xe bò trước gửi tới lời cảm ơn viên ngoại gia khoác tay nói lão hữu chỉ là ao ước các ngươi a à, nhà có bạc triệu không bằng các ngươi một cái cũng không ít các ngươi a à, kỳ thật so với chúng ta ngồi xe những người này nhà đều phúc duyên thâm hậu tống lý chính quay đầu liền học cho đại gia hỏa vui tươi hớn hở nói thêm chút sức đằng trước vị kia viên ngoại gia cũng khoe chúng ta phúc phận lớn a đoàn người đều thật cao hứng mồm năm miệng mười nói ngươi xem một chút người ta khó trách có thể lên làm viên ngoại gia nói chuyện quái êm tai làm người cũng đại thiện ta gặp phải đều là thiện tâm người tống lý chính còn dặn dò đâu trên đường đi những cái kia nhà vạn nhất có chuyện gì có cái gì bận bịu muốn giúp đều cho phụ một tay không quan tâm nói chưa hề nói chuyện, ta không có khác, ta liền có cầm khí lực, đây cũng là duyên phận, bên trong, trung, a à gia yên tâm đi, tống phúc sinh nhìn qua những cái này lạc quan hiện tại quả là người, ai, còn muốn cho người ta phụ một tay đâu, có mấy cái viên ngoại gia như thế lòng dạ người, trong lòng đã đoán được, trước đối mặt bọn hắn bất mãn người ta chiếm 99%. Tống Phục Linh cũng cùng tiền bội anh nhỏ giọng nói, mẹ, ta cảm thấy sớm tối phân dứt, tiền bội anh nhẹ gật đầu, người kia đúng, theo không kịp người ta tốc độ kia, phân giúp liền phân giúp đi. Thực sự mua không nổi kia con la trâu, quá đắt. Bọn hắn nhiều như vậy người, kia phải mua bao nhiêu đài xe, lúc trước ở trước cửa thành, đoàn người thuận lợi mới góp hơn 40 lượng, mười mấy nhà A, à, lại đi tiến lên tiếng 15 dặm trái phải, lúc này cũng đã bằng nhau tại hiện đại hơn 10 giờ đêm. Tất cả mọi người nhìn thấy quan đạo hai bên có ngụy trang, mang đội tàu cái kia dẫn đầu xong mọi người gọi hàng nói, nghỉ đêm tại cái này, đoàn người tiến các thuận cửa hàng, phòng chữ thiên phòng hai lượng nửa bạc, phòng chữ địa phòng hai lượng bạc, phòng chữ nhân phòng một hai nửa bạc, quầy hàng lớn một lượng bạc, kho củi nửa sâu tiền, đều đặt trước cái gì phòng, trước ta cái này đến giao tiền bạc, là một đêm giá cả sao, đúng, một đêm, đến mai cái hừng đông liền xuất phát, vậy cái này tiền bạc bên trong quản chúng ta bữa ăn khuya tiền không? Quản nước nóng tiền không? Mặc kệ, ăn uống mình đặt trước, rửa sạch nước nóng phải cho tiểu nhị chân chạy củi lửa tiền đều phải đơn giao bạc cái này phí ăn ở rất đắt a à, nhưng hết thảy mọi người lại tại giờ phút này sau khi nghe xong vậy mà cảm thấy không đắt chủ yếu là ở trong lòng khí cười đều hiểu cũng đều không ngốc ngươi xem một chút ở phòng chữ thiên đỉnh cấp tổng thống bộ liền ăn mang uống ba bốn lượng bạc cho ăn bể bụng bọn hắn trước đó mua thuốc đau đầu nhức ốc sáu lượng kim sang dược mươi lượng điều này nói rõ cái gì a à? bọn hắn coi là nơi này khác biệt bọn hắn quê quán nơi đó đâu, đến nơi này ngân phiếu cùng trang giấy tử, nguyên lai like cũng không có giống trang giấy tử, nguyên lai like tòa thành này giá hàng cũng không có cao như vậy. Nói rõ bọn hắn trước đó chịu làm thịt chịu tà dị, đều đã không phải là oan đại đầu có thế hình dung, mà lại, vì A muốn đi trước cái kia lĩnh đội nơi đó báo danh giao ngân A, liền cái này phí ăn ở, so với mua thuốc mua gia súc đều làm lợi nhiều vậy ngươi coi là những cái này quan sai liền không có kiếm phí ăn ở. Kiếm, kiếm trên lệch giá mới nhất căn phòng tốt hai lượng nữa, liền cái này, ta còn không có tính, lượng lớn nạn dân vào thành, giá hàng chú định sẽ so thường ngày cao trướng, tất cả đều là người thông minh, từng cái trong lòng minh bạch phải hung ác, khí hung ác. Lại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có tống phúc sinh nhóm người này giống đồ đần đồng dạng, mới phản ứng được, hai mặt nhìn nhau. Tống Lý Chính thẳng tắp nhìn về phía Tống Phúc Sinh, nghĩ thầm, sinh con nói thật đúng, không phải giá hàng cao, là những cái này quan sai tâm quá tối nha, cao đồ hộ, vậy xem ra nơi này trâu cũng có thể cùng bọn hắn quê quán kia đồng dạng, 18-19 hai liền có thể mua một đầu, xem ra hắn quãng đời còn lại thật tốt phấn đấu, có lẽ còn có thể nhắm mắt trước có hy vọng đặt mua bên trên một đầu, mã lão thái miệng đều mở ra, nghĩ hô, một, cảm mạo đau đầu thuốc sáu lượng A đây không phải lừa gạt bọn ta tiền nha. Hai, cái gì nha liền lại thu ngân tử, bọn ta liền ở nửa đêm, Tống Phục Linh cố ý lớn tiếng nhắc nhở, sửa. Nói xong bấm một cái mã lão thái tay. Tất cả mọi người khám phá, chúng ta không cần thiết ngu đột xuất cho xuyên phá, đắc tội với người. Mã lão thái rắc rắc, rắc miệng, không lên tiếng, nàng tiểu tỷ muội nhóm ví dụ như vương bà tử, xem xét mã lão thái không có ngạc nhiên, cũng nghẹn về ai nha nương a loại hình vị kia mượn đại cô tỷ ánh sáng tiểu tức phụ trẻ tuổi a trẻ tuổi liền sẽ khí thịnh đến cùng không có nhịn xuống mua gia súc mua thuốc dùng nhiều hơn mấy chục lượng khí chỉ vào các thuận cửa hàng bên cạnh cửa hàng hỏi ta nhìn cửa tiệm kia càng sáng sủa hơn chút cũng cái giá này sao vị kia dẫn đầu cười kia là quảng nguyên cửa hàng cho thương nhân ở có thể a các ngươi đi sĩ nông công thương có thật nhiều sĩ nông rõ ràng phía ngoài cửa hàng mở phố lớn ngỏ nhỏ nhỏ mua bán làm sao thương nhân còn náo nhiệt nhưng cũng tuyệt không ở bên ngoài thừa nhận mình là kém một bậc thương làm sao lại đi cái kia cửa hàng tiểu tức phụ mấp máy môi ông chặt nữ nhi thở sâu không nói lời nào nàng nam nhân xông nàng lắc đầu nhịn đi nhịn tới nơi liền tốt người ta liền lấy cho phép các ngươi phải mua gia súc phải mua thuốc điểm này cho nên mới đen thành như thế tống phúc sinh đang muốn cùng lý chính gia bọn hắn khẩn cấp thương lượng ở kho củi nếu là kho củi cũng dung không được những người này, chuồng ngựa, không biết chuồng ngựa muốn hay không tiền, dù sao phải làm tốt một đêm ném vào một lượng bạc chuẩn bị tâm lý, đều chạy tới tống lý chính bên người, đằng đầu cũng đi hướng hắn, đằng đầu hỏi, là người đọc sách sao, tống phúc sinh sững sờ, sau đó bị đằng lĩnh đội lôi kéo, mượn một bước nói chuyện, đằng lĩnh đội nói cho tống phúc sinh, hiến vương rất xem trọng người đọc sách, coi trọng tới trình độ nào đâu, bởi vì vương triều không có thống nhất là chia năm sẽ bảy trạng thái, liền không thể thống nhất khoa cử. Yến Vương chỉ lo lắng a, à, khoa cử đã ngừng rất nhiều năm, sợ những người đọc sách này vì bận biểu sinh kế cũng sẽ không tiếp tục vào học, cho nên liền khắp nơi tử tế người đọc sách, từng cái phương diện đều có thể hiện, đây là bọn hắn nơi này đặc sắc, chủ yếu thể hiện tại, Yến Vương quản hạt tất cả thành trì, bởi vì không thể khoa cử mà không thể khảo thủ công danh nguyên nhân tồn tại cho nên chỉ cần ngươi tại nổi danh thư viện đọc sách xuất ra người đọc sách nắm giữ tư ấn đưa ra so sánh ngươi ăn uống ở đều so với người bình thường tiện nghi ví dụ như dưới mắt đằng đầu nói cho nói tống phúc sinh bản địa nổi danh thư viện cái này ngươi cũng không phải người địa phương chưa kể tới điểm ấy nhưng nếu như ngươi là người đọc sách lại có thế xuất ra ngươi là người đọc sách văn thư loại chứng minh thấy không đối diện có cái cao thăng cửa hàng là nửa công khoản nửa tư cách cá nhân quốc gia cho phụ cấp cái chủng loại kia cửa hàng, người mang theo vợ con đến đó dừng chân, ăn bánh bao đều so mặt này thiếu một nửa tiền, tống phúc sinh sửng sốt một chút, sửng sờ xong liền ôm quyền trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Người ta rõ ràng có thể không cần phải nhắc tới điểm hắn, dù sao là người bên ngoài cũng không biết, đằng đầu cười hạ, đi thôi, đối diện cửa hàng càng thích hợp các ngươi. Một cái khác lĩnh đội nhìn thấy Tống Phúc Sinh trải qua quan đạo, thẳng đến cao thăng cửa hàng đi, hắn im lặng vừa bất đắc dĩ trong lòng bàn tay vỗ tay lưng chất vấn đằng lĩnh đội người đây là vì sao nha bọn hắn hoa ít hơn nữa coi như ở kho củi chúng ta cũng có thế được chia một nửa tiền đằng lĩnh đội cười nói kiếm bọn hắn không có ý nghĩa mấy ca nếu là tức không nhịn nổi từ ta bên trong trừ được rồi đi cái gì a à? ta cũng không phải ý kia ai chúng ta cũng phải ăn tết không phải vị kia mượn cô tỷ ánh sáng tiểu tức phụ chỉ vào tống phúc sinh bóng lưng lại hỏi ai Đám kia xe đẩy người, làm sao có người đi đối diện. Đối diện tổng sẽ không cũng là thương nhân ở cửa hàng đi, vừa vặn vị này lĩnh đội hỏa khí lớn, bị đằng đầu khí, a, à, hắn là đi đối diện cao thăng cửa hàng, người đọc sách ở cửa hàng, người ta là đồng sinh, ngươi đúng vậy a, à. các ngươi nơi này ai là, đứng ra cho ta nhìn một cái, cũng có thể đi nha." Mã lão thái hé mở lấy miệng, lại sững sờ vừa muốn cười. "Hợp lý, cái này lão chút kẻ có tiền." từng cái lại mua ngựa lại mua trâu bên trong sửng sốt không có đọc sách viên ngoại gia viên ngoại gia ngươi lớn như vậy quan quan là dùng bạc quyên nha viên ngoại gia bạn già lau nước mắt nhà ta lão nhị là người đọc sách không có đi theo có hai nhà nữ nhân cũng khóc khóc nói nhà bọn hắn cũng có người đọc sách cũng là chạy nạn trên đường không có lĩnh đội hăng hái trào phúng nói thầm chết các ngươi nói cái gì ta còn tưởng rằng nơi này có tú tài công cùng cử nhân lão gia đâu vậy ta cũng không dám để hắn gọi ta quan gia, ta còn phải đối với người ta ôm một cái quyền a. À. cùng lúc đó, tống phúc sinh sông đạo kia mặt đại gia hỏa phất tay hô tới ai nha, đoàn người lập tức ưỡng thẳng sống lưng. đương nhiên, không phải dựa theo cửu tộc lý luận, đều có thể hoa nửa sâu tiền đã vào ở tiêu chuẩn ở giữa, cũng chính là cổ đại phòng chữ nhân phòng, là chỉ tống phúc sinh cả một nhà người có thể ở lại, mã lão thái bọn hắn những cái này người nhà có thể ở lại, nhưng là chủ quán đồng ý có thể cho người còn lại, miễn phí cung cấp kho củi, chuồng ngựa. Chỉ là nghỉ nấu nước nóng, phải chính các ngươi tới, chương 131, một càng, mã lão thái đứng tại cao thăng cửa tiệm trước, ngửa đầu nhìn qua kia ngụy trang, nàng không biết phía trên chữ, nhưng nhìn xem kia tung bay ngụy trang lúc này mũi chua chua, bùi ngùi mãi thôi khóc, tống phúc tài cùng tống phúc hỉ, bao quát đại tỷ tống ngân phượng, giờ khắc này chân chân chính chính mượn người đọc sách ánh sáng, chỉ cảm thấy trước kia vì cung cấp tam đệ ăn đủ loại khổ giá trị tống phúc sinh đại bá cũng vành mắt đỏ bừng kích động tay rung để đại bá nương phát hiện đại bá nương nhỏ giọng thầm thì ngươi đây là vì a à, cái này nếu là ngươi thân nhi tử ta nhìn ngươi đều phải kích động thấy diêm vương ngươi biết cái gì cái không biết bốn sáu đại bá tại cái này một cái chớp mắt thậm chí có chút là tội lão thê trước kia không đến bên ngoài kiến thức hạn hẹp hiện tại ra đến bên ngoài mới ý thức tới phúc sinh hắn cháu ruột khó trách cha sẽ bất công cái này cháu trai chỉ có phúc sinh mới có thể cho hắn lão tống nhà làm rạng rỡ tổ tông tống lý chính chăm chú lôi kéo tống phúc sinh tay phúc sinh hắn tình cảnh này rất muốn cùng tống phúc sinh trò chuyện một chút tư tưởng của hắn tình cảm nhưng tống phúc sinh lại cùng hắn đàm vấn đề thực tế à a da người ta không muốn tiền bạc cho ta cung cấp kho củi cùng chuồng ngựa nước nóng củi lửa cũng làm cho tùy tiện dùng ta không thể không tốn một đồng ta liền hoa nửa sâu tiền đặt trước một gian phòng, ngài chọn chọn người, mang theo lớn tuổi cùng nhóc con nhóm đi vào ở đi, không trúng, không trúng a. À. Tống lý chính kích động không được, liền phúc sinh ngươi một nhà đi vào ở, ngươi là người đọc sách, ngươi sao có thể ngủ kho củi, về sau, để người hiểu được trò cười. Đoàn người cũng lao nhau không để Tống Phúc sinh ngủ kho củi cùng chuồng ngựa, đồng thời từng cái trên mặt biểu lộ kia là tương đương tự hào cùng tinh thần, tựa như đêm nay chuyện này cho bọn hắn mang đến bao lớn vinh quang giống như, Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ cười, nói các ngươi coi là những người kia trong nhà liền không có người đọc sách sao? Có, điều kiện gia đình càng tốt càng nặng xem đọc sách, những cái kia nhà các tiểu tử, có lẽ so ta học vấn còn tốt, chỉ là ta so với bọn hắn lớn tuổi, cũng so với bọn hắn may mắn. Ta gặp phải khoa cử cuối cùng kia hai giới, làm một đồng sinh làm, mà bọn hắn coi như đọc sách lại nhiều liền xem như có trạng nguyên chi tài cũng không có thử có thế kiểm tra mà thôi, lại một cái, cũng không phải người địa phương, không có tại nơi này thư viện đọc sách tư ấn, mới không thể hưởng thụ người đọc sách đãi ngộ, bằng không a, à, người ta một nhà bên trong đều có thể ra tới 10 cái 8 cái đọc sách, đoàn người không nghe cái kia, không nghe không nghe, đoàn người liền nhìn thực tế, tình huống thực tế là người đọc sách rất ít, một chuyến này trong đội ngũ, những cái kia nhà có tiền như vậy cũng không bằng tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh có thế gặp phải cuối cùng hai giới cầm xuống văn bằng, quả là cái gì văn bằng đâu, chính là lợi hại cực. Dù sao vận khí cũng là mềm thực lực nha. Dù sao chết sống để Tống Phúc Sinh ở tiêu ở giữa, Tống Phúc Sinh không có chiêu, cùng thê tử liếc nhau, đều không dám nhìn lão nương. Dù sao hắn nhà của mình mình làm, cổng đoàn người lại giao nửa sâu tiền, lại thuê một gian phòng, tiền bạc đều giao, lại không cho lui. Tống Lý chính đau lòng gan đau, dùng nhiều nửa sâu tiền để hắn toàn thân đau. Đất không vui thu xếp, phúc sinh đại bá của hắn, còn có mấy cái kia thụ vết đao, đều cùng ta vào phòng ngủ, các ngươi ngã ra đất nghỉ, ta mang những cái này oa tử nhóm, nữ nhân các ngươi nhà đều tâm đặt trong bụng đi, ta có thế mang tốt qua tử, phúc sinh đại bá của hắn không phải là nhóc con, cũng không bị vết đao, điểm danh năng điểm đến hắn, may mắn tiếng tiêu ở giữa lăn lộn đến ngã ra đất nghỉ, đơn thuần là sông tống phúc sinh mặt mũi. Tống Phúc Sinh cũng tại thu xếp phòng của hắn để tống phục linh tiền bội anh mang theo mễ thọ chen một cái giường lão nương điền lão thái thái tống kim bảo chen một cái giường gian phòng bên trong có cái đạp cùng chủ quán dừng lại nói tốt lại cho chuyển đến một cái đạp hai đạp hòa vào nhau đại nha nhị nha thân thể chăm chú sát bên nằm phía trên kia nhìn qua đào hoa tống phúc sinh vào đầu bức tai suy nghĩ tam cửu không phải bất công a à, tam cửu thế nào an bài cho ngươi đâu tống ngân phượng nói tam đệ cái này có thể ngủ phòng bên trong đều lão tốt không lọc gió ta dẫn đào hoa ngã ra đất nghỉ tống phúc sinh bất đắc dị ứng sau đó trên mặt đất trừ tống ngân phượng cùng đào hoa bên ngoài còn có chất tử đại lang nhị lan cháu trai hổ tử đại ca tống phúc tài cùng tống phúc sinh chính mình nhị ca tống phúc hỉ cùng anh rể điền hỉ phát hai vị chị dâu cùng ngưu lão đầu tứ tráng bọn hắn phải đi ngủ kho củi không có cách không có địa phương liền cái này đại ca tống phúc tài còn muốn ra ngoài Tống Phúc Sinh không có để, bởi vì đại ca múc nước xuống núi lần kia, cánh tay thụ thương, đến nay toàn bộ nhờ cắn răng nâng cao tại xe đẩy, bao quát chính hắn, bả vai cũng thủ cướp bóc kia kẻ trộm huynh đệ một đao, bôi thuốc bột là A Gia không biết trị cái gì thuốc bột, liền A Gia chính mình cũng nói không rõ, nói cho quên, dù sao đoàn người phàm là cần kim sang dược, thanh tẩy một chút toàn đổ chính là kia phá chơi ứng, Tống Phúc Sinh cho mình ăn thuốc tiêu viêm, còn cần băng gạt bao bao mà đại ca bọn hắn những cái kia thủ vết đau là tứ tráng dùng lửa in dấu cho bọn hắn mạch máu đốt cháy khét phòng ngừa chảy máu đừng nói từng cái đại nam nhân đau con mắt đỏ liền hắn ở bên cạnh nhìn đều đau răng thêm não nhân đau cho nên bị hù bản thân tranh thủ thời gian trộn đạo ăn thuốc tiêu viêm vô dụng lửa in dấu bỏng liền hắn một người vô dụng lửa in dấu bỏng liền loại thương thế này đại ca sao có thể đi kho củi nơi đó bốn phía gió lùa tống phúc sinh dự định thừa dịp có phòng nghỉ chân có nước nóng rửa sạch, cho Tống Phúc Tài một lần nữa băng bó, mở cửa phòng, Tống Phúc sinh giật mình, hỏi tứ tráng, ngươi không đi kho củi, thủ vệ miệng khô cái gì, cái này nhanh gặp phải dẫm địa lôi, trong phòng sợ dẫm lên người khác tay chân, vừa mở cửa lại suýt chút nữa dẫm lên tứ tráng, tứ tráng không biết nói chuyện, chỉ hướng bên cạnh né tránh, Tống Phúc sinh cao mày nói, hồi kho củi thiếp đi, kho củi lại thế nào cũng so nơi này mạnh, nơi đó có thế sưởi ấm ngươi nếu là tại cửa ra vào ngốc một đêm, đông lạnh đến đến lúc đó vết thương lại, tứ tráng loãng xoảng ban đối bản thân trước ngực đập mạnh, tống phúc sinh bị nghẹn lại, tiểu tử này, từ khi ăn hắn dừng lại thuốc tiêu viêm, sinh long hoạt hổ, làm cho hắn đều coi là không gian xuất phẩm thuốc tiêu viêm không giống bình thường đâu, nhưng mình ăn liền không chút dễ dùng quá, vẫn là ngư trưởng quỷ nói cho hắn, nói tứ tráng không lên tiếng không ha, tại giết cuối cùng một con trâu thời điểm. Chân trước cao đồ hộ một đao đâm chết trâu, chân sau tứ tráng liền đoạt cao đồ hộ sống cho trâu nội tạng toàn móc ra sau đó người khác tiến vào trâu trong bụng đợi cũng không biết là cái gì nguyên lý là dùng thân bò trong cơ thể còn không có tán đi sinh khí xua đuổi đi tứ tráng trong cơ thể chứng viêm rồi dù sao đánh kia về sau tứ tráng liền tật xấu gì không có vết thương khép lại cực nhanh ngươi nói thần kỳ không thần kỳ được rồi miễn ý nằm cái này cái này đi cưỡng chẳng qua ngươi tống phúc sinh đánh tới nước nóng lúc tống phục linh chính xoa xoa chân nói thật ngứa ngứa a à, cho đông không chỉ tống phục linh đại nha nhị nha đào hoa mấy nữ hài cùng một chỗ vương tay tay đều đông không giống như là tiểu nữ hài tay tống phục linh là cống đến đỏ lên mấy cái kia là biến đen biến khô làn da đông lạnh đến một khi biến đen biến khô có cả một đời đều nuôi không đến đại lang nhị lan hổ tử ba tiểu tử cởi xuống giày là từng cái phù chân không được tay vậy liền càng không cần nhắc tới Tống Phúc Tài là không ngừng trốn tránh Tống Phúc Sinh, không cần nhìn, ta vết thương không có chuyện, quả thực thẹn chết, đại tỷ trong phòng đầu, tam đệ muội cũng trong phòng, còn có nhiều như vậy cháu gái, tam đệ một điểm không giảng cứu, thình lình đi lên liền đào hắn áo bông, chương 132, hai càng hợp một, mã lão thái hỏi trưởng quỷ, có hay không hoa tiêu, có thể hay không cho một chút, trưởng quỷ ngừng lại trong tay bàn tính, trận trắng mắt nói, từ khi các ngươi vào thành, ngươi biết chúng ta hoa tiêu tăng tới bao nhiêu tiền bạc, mã lão thái hỏi, cái kia có thể cho một chút gừng sao? Cho qua tự nhóm nấu điểm canh gừng nước khu khu lạnh. Hình MQC kiểm tra hình MQC kiểm tra, trưởng quỷ mà nói, từ khi các ngươi vào thành, đừng nói hủ tiếu, cũng chỉ gừng, ngươi biết gừng tăng tới bao nhiêu tiền bạc. Mã lão thái ở trong lòng hung hăng khoét hắn một chút, thực sự nhịn không được nói, trưởng quỷ, ngươi làm bọn ta vui lòng sao? Bọn ta thôn tại 10 dặm tám hương đều là nhân khẩu nhiều nhất thôn, toàn thôn hơn 100 gia đình, liền thừa cái này mười mấy hộ, những người kia không rõ sống chết, liền bọn ta, ngươi cũng nhìn thấy, già lão, thiếu thiếu, ngươi làm bọn ta vui lòng trướng tiền sao? Liền các ngươi cái này, hận không thể đốt cây củi lửa đều thu ngân tiền, bọn ta cũng không có địa phương khóc a, à, mua đau đầu nhức óc một cái bình nhỏ dược hoàng, bên trong tổng cộng cũng không có mấy quả, thu bọn ta sáu lượng sáu lượng A, à, sao không trực tiếp ăn bọn ta thịt uống bọn ta máu được đâu. Lời nói này xong, hai người cách quầy thu ngân đối lặng im, trưởng quỷ thở dài, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt, chỉ chỉ hậu đường không phải tốt khí đạo, liền nói ta à nói, để ngươi bạch dùng, ai, bản thân nấu đi, ai ai, mã lão thái lập tức chấp tay trước ngực bái lại bái, cám ơn, cám ơn trưởng quỷ, một bát tiếp một bát canh gừng, bắt đầu vào hai cái gian phòng, bắt đầu vào kho củi, bắt đầu vào chuồng ngựa trong chén canh, có căn bản là không nhìn thấy gừng mạc, chỉ là mượn mượn mùi vị. Mấy nhà nàng dâu phụ trách thu bát, thúc giục để tranh thủ thời gian uống, bởi vì các nàng mượn dùng người ta bát, còn phải phụ trách cho người ta soát sạch sẽ. Mã lão thái cầm hai cái gừng cây về phòng, các chân nhọn dẫm mặt đất, sợ dẫm lên mấy cái cháu trai tay chân. Một cái gừng cây cho Đại lang bọn hắn, để mấy người bọn hắn nam nhân đều xoa xoa chân, tay cầm một cái khác gừng cây, ông lấy tống phục linh bàn chân cho xoa a nha sữa, không được nhịn một chút không phải nhịn không được ngứa hơn ha 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 ngươi đừng chỉ toàn sự tình tổng cười ngây ngô a à. người ta bên cạnh kia phòng có người ở tống phục linh trắng lưng đầu chịu đựng mã lão thái cho tiểu tôn nữ xoa xong chân lại kéo qua tống kim bảo chân tiếp lấy xoa tiền bội anh mắt nhìn trong ngực mễ thọ mễ thọ tay chân ngứa không ngứa mễ thọ hơi có vẻ yểu xìu đầu đạp não xem xét chính là khốn mễ thọ không có bị đông cứng đến cô mẫu ngứa không ngứa cô mẫu xoa tiền bội anh dùng khăn nóng cho tiền mễ thọ lau mặt lau xong đung đưa mễ thọ nhỏ thân thể nói ngủ đi ngủ đi chờ tống kim bảo lòng bàn chân bị xoa xong gừng căn cơ bản bên trên cũng không có gì gừng nước kia mã lão thái cũng làm bảo đưa cho tống ngân phượng tống ngân phượng nhìn mắt đào hoa không có trước cho nữ nhi của mình nghĩ thầm nhị đệ cùng nhị đệ muội đều tại kho củi đâu càng là nhị đệ bọn hắn không tại càng không thể bạc đãi người ta hài tử, nàng quỳ ngồi dưới đất, kéo qua đạp lên đại nha chân cho xoa, muốn nói mặc dù tại phương Bắc, nhưng là hiện tại tháng còn không đến mức lạnh đến đông lạnh thành dạng này, cũng liền trước kia một đêm trên lệch nhiệt độ lớn mà thôi, là trước kia thời tiết cực kỳ ấm áp trận kia, sau đó đi tới đi tới bỗng nhiên chợt lạnh, đón gió đi, gió đều cạo mặt, một lạnh một nóng chịu không được tạo thành, tống phục linh lật bao, tìm ra cổ đại mặt dầu. Trước đó liền nước cũng không có, lại nói chạy nạn hài tử nói gì rửa mặt không có tư cách rửa mặt mặc dầu cũng không thế nào dùng hiện tại đem ra nàng một tay ken két gãi da đầu một tay bôi ra chút mặt dầu hướng trên chân xác sau đó dùng đã từng đâm lỗ thủng mắt gội đầu tóc đen túi nhựa bao trùng chân lại đưa cho tiền bội anh tiền bội anh cũng bôi chút còn cho mễ thọ khuôn mặt nhỏ xác một chút bé con a xương gò má đều đỏ bị thổi nhăn nhíu bé con còn hỏi cô mẫu cho bôi sao sao lau xong mặt đau có thế không thương sao làm đi tiền bội anh bôi xong lại đưa cho tống ngân phượng tống ngân phượng tăng cường khoác tay nói không muốn đại tỷ ta không có gì tinh thần đầu đừng đưa một cái ngươi cái gì ngươi liền tổng nhún nhường ngươi cũng mệt mỏi ta cũng mệt mỏi nhanh lên một chút giống hai mẹ con chúng ta cho đào hoa cho đại nha nhị nha còn có mấy tiểu tử kia đều lau một chút sáng mai nhớ kỹ cũng xác chút thứ này liền đặt lên bàn chúng ta a à, hiện tại cũng không cần tạo không phải nhân dạng, có quan gia quản, trên đường không ai đoạt, có thế làm dịu một điểm là một điểm đi. Tống Ngân Phượng nghe xong lời nói này, biết trộm tam đệ muội mấy mắt sắc mặt, lúc này mới nhận lấy. Cái kia cũng không có để đào hoa bọn hắn sát chân, chỉ làm cho bôi chút dầu sát ở trên mặt cùng trên tay. Đại lang mấy người bọn hắn tiểu tử, nằm trên mặt đất rất kháng cự, càng là cái gì đều không sát, một hô trực phiên thân tránh, nào có nam sát thứ này tống phục linh ngồi ở trên giường vào đầu phát cào không kiên nhẫn dứt khoát hai tay cùng tiến lên tạch 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 cho mình cào thành tên điên nhị nha tại đạp lên xoay người bàn nha ngươi đừng cào ngươi một cào ta cũng muốn cào toàn thân ngứa tiền bội anh cũng vỗ xuống khuê nữ đầu gối để điểm nhẹ cào lại cào chảy máu không cần đoán liền biết nhất định dài con rận phải nói nơi này ai không có dài đều dài con rận tống phục linh đỉnh lấy một đầu tổ ông đầu liền hình tượng này cầm mặt dầu rón rén đi vào mã lão thái bên giường, chỉ như thế mất một lúc, phòng bên trong còn có người nói chuyện đâu, mã lão thái vậy mà ngủ, có thể thấy được được nhiều mệt mỏi, tống phục linh ôm lấy nàng sữa chân, tay nhỏ bôi mặt dầu, sợ đánh thức nàng sữa, cẩn thận từng ly từng tí đi lên xác, lau xong cầm mảnh vải cho trùng lên, điền lão thái thái nằm nghiêng, ngoái nhìn nhìn thoáng qua, cảm thấy cảm khái, tống ngân phượng nhìn mắt đào hoa, nhìn mắt đại nha nhị nha, nàng cuối cùng đã rõ lão nương vì sao một đường cưng bàn nha, muốn nói trước kia cũng đau bàn nha đi, nhưng nàng đích thân khuê nữ nói một lời chân thật, luôn cảm giác lão nương là sông tam đệ cùng bàn nha có cái tốt ông ngoại loại hình, liền lúc này, đoạn đường này thật đúng là không giống, hai ông cháu kia từ lúc miệng cầm, đến vác lấy cánh tay cùng đi, trên đường đi chích chích cục cục, ta cũng không biết được một già một trẻ đang nói a à, thiếu nước kia một trận, đều không có ngăn trở lão nương cùng bàn nha thường xuyên nói vốn riêng lời nói. Lúc này, Tống Phúc sinh từ Tống Lý chính gian phòng kia ra tới, không chỉ cho đại ca tại cái này phòng một lần nữa băng bó xong, cũng xem xét một phen những người khác vết thương. Một câu tổng kết đoàn người thương thế, mệnh tiện người A, thật dễ nuôi, tứ tráng từng ngày thần lẩm bẩm, khoan hãy nói, lửa in dấu qua cầm máu hiệu quả so hắn ăn thuốc tiêu viêm còn tốt, người ta đều đã bắt đầu dài thịt mới mầm. Tống Phúc Sinh để đại ca trở về phòng, hắn dự định đi kho củi cùng chuồng ngựa đi một vòng, nhìn xem đoàn người đều thế nào, bằng không không yên lòng, không thể trông cậy vào lý chính, A gia số tuổi lớn, đã chợp mắt đi qua, đến kho củi, Tống Phúc Sinh hỏi, đều tẩy không có tẩy A. À? Thừa dịp có nóng hổi bong bóng ngâm tay chân. Chăn mền có đủ hay không bày A, à? không đủ không được hắn đi cùng trưởng quỹ thương lượng một chút, mượn mấy đầu bị, lớn không được sáng mai trước khi đi, ta chịu khó chút cho người ta thay giặt. Vương bà tử nằm trên mặt đất, nàng cách lò hố thật gần, làm đại biểu khoát tay đáp lời, phúc sinh cháu trai mau trở về nghỉ ngơi, không cần nhớ thương, cái này đều rất tốt, bọn ta đều rất tốt, không sai, cháu trai, vương bà tử đã quyết lập minh ước hợp tung mã lão thái kia luận thân thuộc quan hệ, nàng cùng mã lão thái về sau chính là tỷ muội, triệt để làm mẫu tộc, tống phúc sinh tuần sát một vòng đã cảm thấy người ít, đợi đến chuồng ngựa, lập tức liền phát giác được cái này người cũng quá ít, người đâu, đi đâu rồi, ngư trưởng quỷ trả lời, cô gia, cao đồ hộ hoa tiền bạc, đang chạy đường trong tay mua chút đánh gậy, dẫn người đi cho ba đài xe để làm toa xe đi, người ta trưởng quỷ mà nói, đinh cạch, không để tại trong nội viện này đục, bọn hắn liền lôi kéo xe mang theo đánh gậy, đều đi trên quan đạo đi làm việc, lại còn nói cho Tống Phúc Sinh, thiết đầu mấy tiểu tử kia, còn nghiên cứu muốn bản thân làm than củi đâu, sợ chúng ta trên đường không đủ dùng. Tống Phúc Sinh nhíu mày, ẩu tả. Đốt than củi một đốt liền bảy, tám tiếng, cái này một đêm không cần ngủ, ngày mai còn phải đi đường, chờ hắn đuổi tới trên quan đạo nhìn thấy thiết đầu bọn hắn lúc, nhẹ nhàng thở ra, thật sợ những người này đi đào hố bao, thiết đầu còn không vui lòng, tam thúc, đây chính là không bằng ở trên núi thuận tiện. Củi lửa cũng không để tùy tiện dùng, đầu gỗ liền càng là, làm sao đốt than A, tống phúc sinh không có phản ứng hắn. Cao đồ hộ cười đến tự hào, chỉ vào mới làm được hai chiếc xe sương, có phải là đục rất kỹ càng. Không lọc gió, không tin ngươi đem tay vương vào đi cảm thụ cảm giác, dạng này oa tử nhóm ở bên trong cũng có thế ấm áp chút, chậu thang tử lửa cũng không cần quét qua bay loạn sạc người ho khan. Chính là ta phải ở phía trước kéo xe, ta sáu thằng tử, ngươi ngó ngó, đến lúc đó chọn mấy cái thân đại lực không lỗ kéo xe, quách lão đại cười nói, ta liền có thể rồi, lúc này ta có toa xe cũng miễn cho giống viên ngoại gia hảo tâm như vậy người nhớ thương. Người ta tổng nhớ thương chúng ta sẽ đem qua tự nhóm đông lạnh đến, nhìn ta đoàn người ánh mắt kia a à, thật giống như chúng ta nhiều thảm giống như. Minh cái lại để cho bọn hắn ngó ngó, ta đoàn người làm cũng không thể so bọn hắn mua kém nha, mấy cái khác hắn tử mệt một đầu mồ hôi, cũng đi theo phụ họa, đúng đấy, Minh cái cho bọn hắn ngó ngó, đúng lúc này, Tống Phúc Sinh hiếp mắt nhìn thấy cách đó không xa, đằng đầu quá quan đạo hướng bọn hắn chỗ khách sạn phương hướng đi, xem xét chính là cố ý đến tìm bọn hắn, có lời muốn nói, hắn lại trở lại mắt nhìn những cái này không ngủ được, cho qua tự nhóm chế toa xe các hán tử, làm xong về sớm một chút, lưu lại câu nói này, Tống Phúc Sinh liền sải bước về khách sạn, mới đi tiến khách sạn, ánh mắt dựng đến đằng đầu cái bóng, liền vừa hướng đằng đầu cười ôm quyền vừa hướng trưởng quỷ mà nói, cầm bầu rượu đến, lại đến giường hai tầng thức nhắm, tiền đình bên trong hai mươi mấy tấm bàn trống, tống phúc sinh cùng đằng đầu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, rượu dịch đảo hướng chung rượu, phát ra tiếng vang, tống phúc sinh nâng chén, đằng đầu, kỳ thật ta vừa rồi liền nghĩ qua đi tìm ngươi, vẫn bận bận rộn sống, lại sợ cái này canh giờ đi, ngươi đã nghỉ ngơi, vốn định sáng mai cùng ngươi tâm sự, đằng đầu cuốn họng giật giật, dưới bàn tay cũng nắm nắm quyền. Người trước mắt này, nhìn người quá lộ sáng, sống càng minh bạch, hắn càng có chút xấu hổ mở miệng nhưng những cái kia nhà, đến khách sạn, trừ vị kia viên ngoại gia, mọi nhà đều tìm bọn hắn, đồng liêu cùng thủ hạ cũng nhao nhao đồng ý đem nhóm người này ném, bọn hắn đi đầu, Tống Phúc Sinh nhìn xem đằng đầu biểu lộ, lần nữa rót trụ, chủ động thiêu phá chủ đề, hắn nói đằng đầu, có thể hay không nói cho ta làm sao đến mục đích, một đường đi như thế nào, ở giữa trải qua những cái kia thành trấn, cần gì thủ tục, nếu là cần thông thành văn thư, ngươi có thể hay không lưu lại cho ta, ta có thể hay không tách ra đi, cùng người phương tiện, tại phe mình liền, xe đẩy đi theo đội ngũ, chúng ta rất phí sức, chương 133, bốn càng lớn chương, vì ngâm mạc vạn tệ, đằng đầu thở sâu, xử lý rượu trong chén, sau đó từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy, có hai tấm giấy là thông thành văn thư, từ nơi này đến Phụng Thiên Thành, chung trải qua hai thành trì bảy huyện trấn, hai thành trì theo thứ tự là đồng đều châu thành cùng huân dương thành. Mỗi đến trước cửa thành liền phải móc ra cái này hai tấm giấy, để thủ thành quan đâm bên trên ấn, thiếu một cái ấn đến phụng thiên thành đều là phiền phức, nơi đó là dưới chân thiên tử, quản cực nghiêm, đằng đầu cùng tống phúc sinh đầu đối đầu, khoa tay lấy hắn cho họa giảng dị bản đồ, tinh tế dặn dò lấy, thấy không? Đây là đồng đều châu thành phát cháo địa điểm, từ cửa thành nơi này đi vào, một đường đi thẳng, sau đó đến cái này thập tự đầu đường rẽ trái, đây là huân dương thành phát cháo địa, cũng là từ cửa thành đi vào, đi thẳng, có tiểu nhân giao nhau đầu đường không cần ngoặt thẳng nhìn thấy có mặt tiền lớn lò rèn gọi ngô nhớ từ nơi này ngoặt đi thẳng liền có thể nhìn thấy chỉ có hai cái thành trì có thiết loại này thi ân điểm bảy huyện trấn là không có đằng đầu lại chỉ vào hai thành bảy huyện trấn ra khỏi thành bản đồ hỏi cái này chút ngươi nhìn thạo a à, tống phúc sinh gật đầu đằng đầu nhìn thấy tống phúc sinh không yên tâm dặn dò các ngươi nhiều người xe đẩy cũng nhiều hơn nữa còn đều mặc thành dạng này ghi nhớ tận lực tiến vào thành trấn về sau, chỉ đi ta cho ngươi họa phát cháo điểm, địa phương khác tốt nhất đừng đi, không có chúng ta dạng này người đi theo các ngươi, các ngươi rất dễ dàng bị nơi đó quan sai chặn đứng đề ra nghi vấn, thậm chí mang đi, sẽ rất phiền phức, cho nên, thiếu thứ gì, tiếp tế, đều tận lực tại khách sạn, dù là dùng nhiều tiền bạc, cũng đừng đi người ta kia phiên chợ khu, ngươi hiểu ý của ta không, minh bạch, tống phúc sinh nghĩ thầm, không phải liền là nói, chúng ta từng cái tạo giống mù lưu tử nhân số còn nhiều cho dù không đem chúng ta làm thổ phỉ du côn chặn đứng cũng phải che chúng ta ảnh hưởng bộ mặt thành phố nha đằng đầu dùng ngón tay gõ bàn một cái nói suy nghĩ một chút còn có cái gì muốn bổ sung đúng giống ngươi tối nay tìm nơi ngủ trọ khách sạn không biết ngươi có cẩn thận nhìn quá không ngụy trang trên có cái triều đình tiêu chí ngươi tìm mang loại này đánh dấu khách sạn tìm nơi ngủ trọ vừa làm sao cùng cái này trưởng quỷ mà nói đến địa phương khác liền làm sao đàm, bình thường mấy chục dặm, xa nhất 50 dặm, liền sẽ có loại này ngụy trang trên có đánh dấu, thương cùng nông chờ ba nhà khách sạn, tống phúc sinh gật đầu, thương nông chưa kể tới, ngụy trang có đánh dấu là thuộc về chính phủ nhà khách chứ sao, thương nhân tìm nơi ngủ trọ khách sạn, còn có một cái tác dụng, bọn hắn có thế hàng tồn, giúp ngươi vận hàng. Đương nhiên, các ngươi đại khái cũng không dùng được, tống phúc sinh đồng ý. Bọn hắn xác thực không dùng được, bọn hắn liền người đáng tiền đáng giá vận một vận đằng đầu mắt nhìn phía ngoài trời cũng không có gì dặn dò đứng người lên ta đến kia sẽ cùng phụng thiên thành phụ trách an trí các ngươi thẩm chủ sự nói các ngươi sẽ đến chậm mấy ngày ngươi nhìn thấy hắn liền xách ta đằng đầu điểm ấy không cần lo lắng các ngươi cũng không cần quá gấp đi đường về phần các ngươi nhóm người này cuối cùng đi kia ta phía trên này viết là đề nghị gia huyện chẳng qua giảng câu thực sự các ngươi có thể hay không phân đến cái này huyện phía dưới thôn thật đúng là khó mà nói mà lại các ngươi nhân số lại nhiều có thể hay không phân đến cùng một chỗ cũng là khó mà nói dù từ chủ sự dặn dò quá ta nhưng là hắn cùng ta cũng minh bạch cái này sự tình liền không về chúng ta quản chúng ta đến phụng thiên thành không thể vào thành trực tiếp liền đem các ngươi giao cho nơi đó quan sai coi xong sự tình là từ nơi đó thẩm chủ sự thu xếp còn tốt thẩm chủ sự cùng từ chủ sự từng là đồng môn, không quan tâm các ngươi muộn mấy ngày, hắn cũng có thế chờ, chút mặt mũi này là có thể cho, chính là các ngươi nhóm người này có thể hay không cùng một chỗ. Đằng đầu cao mày nói thầm, hơi có vẻ dày vò khốn khổ, lật qua lật lại có ý tứ là, dù sao hắn là nhất định sẽ cùng thẩm chủ sự sách từ chủ sự xin nhờ chiếu cố chuyện của các ngươi, có thể hay không bán mặt mũi đi, liền phải nhìn người khác. Tống Phúc Sinh đứng người lên, đằng đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được lần tiếp theo cũng không biết năm nào tháng nào có thế gặp lại nhưng lần tiếp theo gặp mặt tuyệt không phải cái này thanh rượu cùng keo kiệt hai đĩa thức nhắm chiêu đãi đằng đầu vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi thăm liền cái này còn đại ân đâu tống phúc sinh rộng rãi cười một tiếng hắn nói đại ân may là ngài đến nói cho chúng ta biết tách ra đi lại không rõ chi tiết dặn dò đổi lại người khác ha ha chắc hẳn ngài là đoạt báo tin cái này sống a à bằng không chỉ bằng chúng ta những người này tới tên lính quèn thông báo một tiếng liền đủ còn có cái này mấy chục dặm địa trên đường đi ngài cũng nhiều có chiếu cố ngài cùng từ chủ sự là chúng ta nhóm người này ân nhân tống phúc sinh không dạng này giảng, đằng đầu còn không phải rất ấy nấy như thế lý giải hắn đột nhiên ôm quyền nói tử tấm huynh đệ ta tống phúc sinh khoát tay không để nhiều lời kỳ thật hắn là thật lý giải đổi ta ta cũng không làm a à đều không cần cổ đại giao thông không phát đạt liền hiện đại xe lửa tối nay máy bay bay không lên trời kia cũng là thời tiết chờ không thể đối kháng nguyên nhân đâu còn có rất nhiều hành khách không hiểu không nguyện ý chờ huống chi là nơi này trên đường đi trời giá rét mọi nhà lại hoa nhiều như vậy ngân lượng mua chở thuê gia súc liền vì tốc độ mau mau đại đa số người ta còn có người bị thương ai không muốn sớm một chút đến sớm một chút an định lại không nguyện ý dẫn bọn hắn nhóm này cản trở về phần sáu lượng bạc, hai, không đề cập tới cũng được. Khó trách bọn hắn đội ngũ này đầu lĩnh tiểu binh đều thái độ tốt không được, sau kia đỏ thẩm đội mạnh trăm bộ, tiền tiêu đúng chỗ, coi như dùng nhiều bạc mua phục vụ nha. Cũng trách bọn hắn người bình thường này, xông lầm viết khách quý đội, mà lại cái này sự tình, cũng không phải quái đằng đầu chuyện riêng, mỗi người lập trường khác biệt, cái mông quyết định đầu, đồng sự đều muốn màu xám thu nhập, nếu là hắn không hợp nhau, đừng nhìn là dẫn đầu, sớm tối cũng là bị người làm khó dễ lại nói người ta làm tiểu quan cũng phải sinh hoạt a à, vừa đi vừa về vừa chạy liền nửa tháng hiện đại đều ngăn lại không được loại sự tình này đâu tử tấm huynh đệ lão ca ca khinh thường một lần liền gọi ngươi đệ lần sau gặp mặt ca ca chờ ngươi thức ăn ngon rượu ngon tốt đằng ca một lời đã định đưa tiễn đằng đầu tống phúc sinh nắm lấy đừng lãng phí đang muốn đi gọi tại trên quan đảo ngốc làm việc cao đồ hộ bọn hắn để bọn họ chạy tới uống một chung ủ ấm thân, khách sạn vừa cứng đến một vị khách, viên ngoại gia lộ diện, hắn uống vào rượu còn dư lại, vỗ tống phúc sinh bả vai nói, người ly hương tiện a, à, người ly hương tiện, nói trắng ra, lão gia tử chính là tại cảm khái, đến người ta địa bàn, trứng chọi đá, lại phải xây dựng lại gia viên, uống rượu phải không sai biệt lắm, viên ngoại gia từ trong túi móc ra một bình sứ nhỏ, kim sang dược, mươi lượng, nói xong cùng tống phúc sinh a à a à đối mặt cười giống như là đang cười bọn hắn đám này oan đại đầu cũng là đủ chiêu cười đến hậu sinh cầm chết sống nhất định phải đưa cho tống phúc sinh nói ngày mai sẽ phải tách ra đi không có gì có thể cho các đồng hương liền cái này đi mặt khác lại nói cho nói lão hủ đại khái đủ là có thế bị phân đến phụng thiên thành hạ trong mây huyện cụ thể cái nào thôn không biết chẳng qua lão hủ hy vọng tương lai a à, chúng ta có thế gặp lại nhất định phải gặp lại tống phúc sinh nói lão gia tử trong mây huyện ta ghi lại chờ chúng ta kết thúc có cơ hội ta định đi tìm ngài được câu nói này vị này đã từng viên ngoại gia cũng đi tối hôm đó làm tống phúc sinh về đến phòng lúc phòng bên trong tất cả đều là tiếng lẩm bẩm hắn nằm trên mặt đất bày đệm giường bên trên hai tay gối lên sau đầu nặng nề thở dài hắn đều có thể tưởng tượng ra được sáng sớm ngày mai cao đồ hộ bọn hắn những cái kia bận đến nửa đêm làm toa xe người nghe tới người ta ghét bỏ bọn hắn đã đi trước toa xe không có địa phương khoe khoang, trên mặt biểu lộ, cũng giống như có thể nghe được tống lý chính thất vọng thở dài. A gia còn dặn dò quá đoàn người, những người kia đều là người hảo tâm, chúng ta có cầm khí lực, nếu là người ta có cần, chúng ta phải đưa tay hỗ trợ, cùng các nữ nhân lại cảm thấy tiền đồ mênh mông, hoảng biểu lộ, quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, làm đoàn người nghe nói bị ném, từng cái rũ cục lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất kia nhỏ biểu lộ, để người nhìn lòng chua xót bầu không khí quá mất rơi, tống phúc sinh cười, đến, xuất phát trước, chúng ta triển khai cuộc họp. Bây giờ, ta cho đoàn người giảng hai cái trên sách nói cho chuyện thật, cùng chúng ta rất giống a. À. chờ đoàn người đều ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mới lớn tiếng giảng thuật nói, lại nói, có cái gọi hàng đại tráng tiểu tử, hắn từ tiểu gia cảnh cực kỳ bần hàng, hướng người đòi đồ ăn, từng vì cà lăm, không chết đói, chui qua đồ tể dưới hông, cao đồ hộ ghét bỏ nói cái nào đồ tể như thế không phải thứ gì a à. liền hắn vì cà lâm chui qua dưới hông cái này sự tình về sau dù cho rất lợi hại cũng tổng bị người lấy ra nói bị người chế dẻo mắng hắn nghèo làm người khác ngủ nướng qua tết nghỉ ngơi thời điểm hắn đi sớm về tối cố gắng luyện tập kiếm pháp sau bị hết lòng thủ vương có ít bái đại tướng quân ngậm lĩnh quân mấy ngàn ngắn ngủi trong một năm dựa vào hắn tự thân học qua những cái kia nhiều lần lập kỳ công tạo nên thiên thu ca tụng hậu nhân nhao nhao tán hắn nhân tài kiệt xuất, tống phục linh cùng tiền bội anh đối mặt, cha nàng cho hàng tính cố sự, nằm gai nếm mật cố sự, giảng cái tan nát, có thế giảng tan nát lại nhào bột mì giống như dính cùng một chỗ trò chuyện, bản lãnh này cũng thật sự là, không phải ai đều có, ngươi nghe một chút, còn lắc lư đâu, cho nàng lắc lư đều nghĩ ưỡng ngực ngang đầu đi về phía trước, cho nên nói, cố sự này nói rõ cái gì. Nói rõ, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, liền ta mình, liền các ngươi những tiểu tử này, tống phúc sinh loãng xoảng nện hai lần bộ ngực của mình, lại từng cái chỉ hướng cao thiết đầu đại lang nhị lan bọn hắn, ai nói không thể nghịch thiên cải mệnh. Ai nói chúng ta liền vĩnh viễn là nghèo mệnh, liền vĩnh viễn sẽ bị người khác ghét bỏ, cho dù dưới mắt, chúng ta đoàn người cái gì cũng không có, nhưng ta muốn các ngươi nhớ kỹ, người tại, liền cái gì đều có thể kiếm đến. Mình đi thế nào à nha? Mình đi thế nào á? À? Cao thiết đầu đem bao phục hất lên, Hai mắt kêu đỏ bừng, Tam Thúc nói đúng, sông có khúc người có lúc, đại lang, chúng ta còn không nguyện ý dẫn bọn hắn a, à, chính chúng ta cũng giống vậy, lúc đầu ta liền tự mình đi, đi. Ai rời đi ai còn có thế không sống làm sao? Mã lão thái rất đột ngột hô, chương 134, một càng, tiên sinh, ngài là bị đánh thức a. À. Một thư sinh ăn mặc thanh niên đẩy cửa đi đến, đem ấm trà bát trà cung kính bày ra tốt phòng chữ thiên phòng một vị lão nhân đứng tại phía trước cửa sổ, bên miệng mỉm cười phất phất tay, đi hỏi một chút tiểu nhị, những cái này là ai, cửa khách sạn, mã lão thái bọn hắn tiếp nhận bọn tiểu nhị đưa tới lương khô, tống lý chính giao tiền bạc thời điểm, mã lão thái đối trưởng quỷ mà nói, các ngươi nơi này người tốt không nhiều, ngươi là kia không nhiều bên trong một cái, trưởng quỷ vừa bực mình vừa buồn cười về đổi nói, ngươi gặp qua mấy cái chúng ta người nơi này. Nhìn qua tống phúc sinh nhóm người này bóng lưng, có mấy cái tiểu nhị tại rì đường phất tay hô sớm ngày dàn xếp, trưởng quỷ cũng tại quay người về khách sạn lúc, cười lắc đầu nói thầm câu, vẫn được, không tính lãng phí ta gừng, hắn đã cảm thấy đi, nghe được tống phúc sinh kia lời nói, đề khí, người A, liền sợ khẩu khí kia tiết, mới đánh trong xe, tiền mễ thọ tay nhỏ mở ra điểm tâm hộp, dựng thẳng lên một cái tay nhỏ chỉ đối những hài tử khác nhóm nói, một người chỉ có thể ăn nửa khối út, không thể đoạt, tốt, nửa khối, không đoạt. Nam Hoa con cái oa tự nhóm cùng một chỗ nải thanh nải khí đáp ứng nói, đẩy ra nửa khối bánh ngọt, điểm tâm bột phấn rơi tại trên chăn, nhóc con nhóm trên đùi, trên quần áo, nhóc con nhóm liền dùng đầu ngón tay dính về điểm tâm bột phấn hướng bỏ vào trong miệng, tay nhỏ nắm chặt nửa khối đã làm đi bánh ngọt, lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, 10 cái tiểu hài tử ăn mặt mày hớn hở, không đầy một lát, trong xe liền truyền ra bọn hắn lạc cười thanh khách âm thanh, quách lão đại lôi kéo chứa chăn bông cùng hài đồng toa xe hắn bên cạnh kéo xe cũng bên cạnh đi theo cười, những người khác nghe được tiếng cười, cũng trên mặt chậm rãi mang ra nụ cười. Tống Lý Chính xong mọi người nói, cũng không phải từng cái đều ghét bỏ chúng ta cản trở nha, nhìn xem, viên ngoại gia cho kim sang dược, mấy người các ngươi thụ thương, đều nuốt vào, lão gia tử kia a, nhận đồng hương tình. Bên ngoài dựa vào đồng hương, đây đều là có đạo lý, đại gia hỏa rất tốt thỏa mãn, lập tức liền bắt đầu từng cái đếm kỹ những cái này người tốt cái này nhắc nhở nói cửa thành từ quan gia người là thật tốt không có hắn nào có chúng ta hôm nay cái kia nói kỳ thật kia đằng đầu cũng không tệ trước khi đi còn cho ta họa bản đồ ta nghe nói bản đồ không để tùy tiện họa còn có trên đường đi cùng ta nói chuyện tiểu binh cũng tổng đề điểm chúng ta trong cửa thành đầu nước sôi cửa hàng hán tử cũng thật nhiệt tâm ruột không chê ta nhiều người uống nước nhiều một thùng một thùng cho xách nước ta muốn giúp đỡ hắn nói các ngươi chạy nạn một đường nhanh nghỉ ngơi khách sạn chạy đường tiểu nhị nhiệt tình hỏi hắn đầu gỗ đánh gậy có hay không lập tức cho trương la còn cùng hậu đường người thương lượng tặng cho sấy khô lương chân lớn chút đúng khi trong khách sạn người đều không sai ta còn trắng uống người canh gần đâu các ngươi có phải hay không quên kỳ thật người tốt nhất hẳn là tiểu tướng quân tiểu tướng quân trưởng phải cao lớn uy mãnh nhìn không dễ nói chuyện dọa đến ta đoàn người càng là không dám thở mạnh nhưng là người khác là đỉnh đỉnh tốt nơi này đầu tốt nhất đúng tiểu tướng quân mới là đại đại người tốt cũng không biết còn có thể hay không thấy ta à đời này nếu có thể lại có hạnh nhìn thấy tướng quân không quan tâm hắn có nhận hay không phải ta trước cho hắn quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu tống phúc sinh nghe nói cũng ngoái nhìn nhìn qua đoàn người đi theo cười nghĩ thầm tiểu tướng quân ta cũng vậy ngươi không biết ta có bao nhiêu cảm tạ ngươi là ngươi để chúng ta những cái này phổ thông nông hộ không có lưu lạc thành quân hộ lại ngay cả tiếng cảm ơn đều nói với ngươi không được. Tính đến bọn nhỏ, ngươi thay đổi chúng ta nhóm này người vận mệnh, giữa trưa, đại gia hỏa chỉ liền túi nước bên trong nước lạnh, ăn sáng sớm từ trong khách sạn mang ra lạnh bánh bao, tại trì đường đơn giản nghỉ chân một chút, cũng liền nghỉ nửa canh giờ, bởi vì Tống Phúc Sinh nói, hôm nay muốn bao nhiêu đi đường, không nên đem thời gian lãng phí ở hạ quan đạo kiếm củi đốt, chung nồi và bếp, phía trước là cái huyện lớn, quá cái này huyện thành, phải lại đi lên phía trước mấy chục dặm mới có thể đến kế tiếp khách sạn, trên cơ bản đi đến kia mấy chục dặm địa, cũng kém không nhiều trời rất đen, cho nên nhất định phải nắm chặt đi đường. Đến phân nhánh miệng, đoàn người liền nhìn Tống Phúc Sinh, Tống Phúc Sinh liền nhìn trong tay địa đồ. Địa đồ họa quá giản dị, hắn phân biệt một chút phương hướng, cùng nữ nhi lại thì thầm vài câu, sau đó liền có thể cho đoàn người chỉ rõ phương hướng, hướng cái này đi. Quá huyện thành, thể đâm ấn, thủ vệ quan binh hướng bọn hắn hét lớn không nên dừng lại. Tống Phúc Sinh gật đầu nói lấy tốt, hơn 10 giờ đêm gần 11 điểm, đại gia hỏa mới rốt cục nghỉ khẩu khí, trông thấy ngụy Trang, có thể vào túc nghỉ ngơi, sau đó đoàn người lại nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh lập tức bước nhanh chân đi nhanh, trước tại đám người đẩy cửa tiến vào chính phủ nhà khách, chỉ nhìn Tống Phúc Sinh cùng trưởng quỷ đứng tại chủ quán cổng, chỉ vào nhóm người này tại nói gì đó, trưởng quỷ lắc đầu cự tuyệt, Tống Phúc Sinh lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra kho củi chuồng ngựa không để miễn phí ở kia quầy hàng lớn có thể hay không cho tiện nghi chút trưởng quỷ nghĩ nghĩ lại nhìn mắt những cái này cực khổ người nhẹ gật đầu tống phúc sinh thừa thắng xông lên lại cùng trưởng quỷ đàm ngày mai lên đường mang lương khô tiền bạc giá cả mặt khác tốt nhất đêm nay cũng có thế lại cho miễn phí cung cấp canh gần nước hai người một cái so với nhị văn một cái bánh bao một cái so với bốn cái ngón tay tống phúc sinh lại thêm cái một cái ngón tay ba văn trưởng quỷ vậy các ngươi phải tự mình chưng, chúng ta cung cấp nồi cùng củi, tốt, cảm ơn, cảm ơn. Tống Phúc Sinh lập tức đối mọi người vẫy gọi, vào cửa hàng, đến, đoàn người cực kỳ trân quý hoa tiền bạc mới có thể ở bên trên quầy hàng lớn, các nữ nhân toàn diện xuất ra kim khâu cái sọc, có kim khâu cái sọc trên đường liền mất đi, các nàng liền dày vò khốn khổ tiểu nhị, muốn mượn trong tiệm kim khâu, chỉ nhìn các nàng dùng kim khâu, dây gai, tháo dỡ củ chăn bông, cho từng chiếc xe đẩy bên trên khâu bên trên găng tay. Dạng này đám nam nhân tại xe đẩy lúc, tay cắm vào găng tay bên trong ở giữa, không lạnh, có khéo tay phụ nữ, còn có thể sử dụng các góc cạnh cho không có chiếm được bông vải dày nhóc con nhóm khâu ra chân bộ, thậm chí có thể cho mặt bộ bên trong nối liền bông vải, mà đám nam nhân lại tiếp nhận ngày bình thường nữ nhân khô sống, nấu nước, nấu canh gừng, đốt nhiều hơn nước nóng bong bóng khô nước sưng đỏ chân, chê bọn họ củi lửa dùng nhiều còn phí nước vậy bọn hắn lại giúp chủ quán từ giếng nước bên trong ra bên ngoài múc nước, giúp chủ quán trẻ củi, bổ nhiều hơn củi, nửa đêm 12 giờ, đại gia hỏa đuổi một ngày đường, lại còn tại làm việc, trời tờ mờ sáng, mã lão thái những cái này số tuổi lớn các lão thái thái cùng lên trận, bản thân sấy khô lương, bằng không chủ quán liền nên thu bốn văn một cái bánh bao, bản thân chưng, ba văn, khi lại một ngày ánh sáng mặt trời dâng lên lúc, tống phúc sinh bọn hắn nhóm người này, đã lại một lần bái biệt khách sạn đã xuất phát hơn một canh giờ, đi đến nhanh giữa trưa, lại quá một huyện thành lúc, Tống Phúc Sinh không còn một người đi cửa thành cùng quan gia liên hệ, hắn chọn mấy cái hắn cho rằng về sau có thế một mình gánh vác một phương hán tử cùng tiểu tử, đi theo phía sau hắn, cũng không cần lên tiếng, liền nghe hắn làm sao cùng quan gia nói chuyện là được, học xong không, học xong, chính là không có can đảm, Tống Phúc Sinh lập tức cổ vũ, đừng sợ, quan gia cũng là người, chúng ta lại không có phạm pháp có cái gì thì nói cái đó liền tốt. Đến ban đêm hơn 6 giờ đồng hồ lúc, chỉ nhìn đại gia hỏa đã đứng tại đồng đều châu thành cửa thành. Lúc này Tống Phúc Sinh đứng ở phía sau, đại ca hắn Tống Phúc Tài cầm thông quan văn thư, liên tiếp quay đầu nhìn tam đệ. Tống Phúc Sinh đối với hắn khoát tay áo, Tống Phúc Tài lúc này mới tại cao thiết đầu mấy cái tiểu tử cùng đi, nơm nớp lo sợ đối thủ thành quan binh nói, quan, quan, quan gia. Ta, chúng ta là dù sao lắp ba lắp bắt cũng coi là nói rõ ý đồ đến, đồng đều châu thành thi ân điểm, 10 cái tiểu hoa nhi, từ lớn nhất 7 tuổi đến nhỏ nhất 2 tuổi, nam hoa bé con nữ hoa oa quỳ một loạt, nải thanh nải khí đồng nói, chúc ân nhân nhóm thân thể khỏe mạnh, phúc thọ rã rích, chương 135, hai càng lớn chương, nhìn qua hàng này bé con, nhìn thấy bọn hắn từng cái chấp lên nắm tay nhỏ lại bái tạ lại dập đầu, tất cả đều là gầy ba ba bộ dáng, quản gia, quản sự bà tử nha hoàng bọn sai vặt, nhìn lòng chua xót cả đám, đến, còn lại lương khô đều cho các ngươi mang theo, mặc kệ đằng sau còn có hay không nạn dân, đúng, đều lắp đặt, lắp đặt, có hay không túi A. Cho cầm hai cái bao phục gia trang, đem cái này cháo nóng canh nóng cũng dùng thùng cho lắp đặt mang đi, tống kim bảo tiến lên trước nhát can nói, không muốn thùng, dùng túi nước ống trút được không? Cha sẽ không đẩy được, tốt, là cái hiểu chuyện oa tử, một vị lớn tuổi quản sự lập tức hô nói nhóm người kia đều tới đều đến chúng ta phủ thượng lều cái này số sắp xếp đánh cháo cầm lên nước của các ngươi túi ống trúc tiền mễ thọ lắc lắc tay nhỏ ngửa đầu nhìn tống phúc sinh cô phụ dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền phải thưởng ngân không tiền mễ thọ xa suốt nói không có a nha xuất sư bất lợi a à xuất sư bất lợi nơi này thừa đều là bà chủ tử loại làm không là cái gì chủ các quý nhân cái này điểm đều đi ăn cơm thất sách tiền bội anh đẩy hạ tống phúc sinh ngươi có hay không chính hành còn thất sách mắng xong tống phúc sinh lúc này mới một cái ôm lấy tiền mễ thọ bên cạnh ôm lấy sờ bé con mặt và tay lạnh không lạnh bên cạnh hướng phía trước bước nhỏ đi tới giáo nói mễ thọ ta thu người ta đồ vật cho người ta niệm chút tết đập là vì cảm tạ người ta bằng cái gì cho không ta a à đúng hay không ta cầm không có gì có thế cho người ta liền phải nói tiếng tạ ơn cũng không phải để ta lòng tham thiếu cái gì liền quản người muốn cái gì như thế không đúng chúng ta đại gia hỏa a hiện tại có tiền bạc cũng không thể mua không để loạn tản bộ tình huống bày ở đây là không có cách nào nhưng ngươi phải nhớ kỹ chờ ta tương lai kết thúc không thể lại trong lòng bàn tay hướng lên quản người muốn như thế không đúng tốt cô mẫu mễ thọ hiểu được tiền bội anh sờ sờ bé con đầu thật ngoan mễ thọ còn cần phải nhớ những người này tốt tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo, đến tương lai lớn lên, ngươi thật cốt đọc sách, dài bản lĩnh, không cầu ngươi trở về báo những người hảo tâm này, nhưng tối thiểu nhất cũng phải giống những người kia đồng dạng, gặp được có khó khăn người, ngươi cũng phải duỗi nắm tay, tốt, cô mẫu, mễ thọ nhớ kỹ, tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo, ai u, ngươi thật là thông minh, so tỷ ngươi còn thông minh, niệm một lần liền ghi nhớ rồi, ân, ha ha, không biết rõ cái có thể hay không quên tại tiền bội anh giáo hài tử thời điểm, cách đó không xa đứng hai vị duy trì trật tự quan binh, hai vị này quan binh trên cơ bản nghe cái không sai biệt lắm, hai nghiêm túc người, khóe miệng sửng sốt mang ra nụ cười, hai người bọn hắn người nhiệm vụ là, để phòng nạn dân va chạm quý nhân tranh đoạt, nhưng một loại có thế tới này cái phát cháo điểm đỏ chót bài nạn dân rất ít như thế, cho nên hai người bọn hắn quan trọng nhất nhiệm vụ chính là, nhìn thấy đoàn người ăn xong uống xong, liền tranh thủ thời gian thét ra lệnh để rời đi, không để dừng lại. Nhưng bây giờ, cái này hai quan binh đang nghe tiền bội anh ôm nhu thì thầm dạy bảo hài tử về sau, chỉ cảm thấy cũng đừng thét ra lệnh đi. Ngươi xem người ta mặc dù xuyên phá, nhưng là nghe lời nghe âm, nghe xong liền biết người ta phi thường giảng đạo lý, bỗng nhiên ý thức được, có lẽ bọn hắn thật dễ nói chuyện cũng có thể đem trật tự duy trì tốt. Trong đó một vị quan binh đi lên phía trước, đối lớn tuổi nhất Tống Lý Chính nói, lão nhân gia, phải rời đi, mau mau ra khỏi thành, không nên dừng lại trong thành có tuần tra, đừng kiểm tra đến các ngươi, để tránh có phiền phức, càng có cấm đi lại ban đêm, cửa thành đến canh giờ sẽ quan, đừng đến lúc đó cho các ngươi nhốt tại bên trong, ngày mai ra khỏi thành, ra khỏi thành quan nhìn các ngươi ngưng lại một đêm cũng là nói không rõ, mong rằng nhanh chóng rời đi, cũng tận sớm đi đường tìm khách sạn đặt chân, tốt, tốt, yên tâm đi quan gia, ăn uống no đủ đã rất cảm ơn, chúng ta lúc này đi, lúc này đi, cảm ơn ngươi. Tống Lý Chính khách sáo xong liền vất tay gọi đoàn người đi rồi đi rồi, tập hợp xong, hắn cố ý dừng bước lại, tuổi đã cao, trở lại đối với mấy cái này phát cháo phủ thượng các quản sự ôm quyền cúi đầu một phen, ra khỏi cửa thành, thẻ đâm ấn, cái này nói rõ triệt để rời đi bọn hắn dọc đường cái thứ nhất đại thành trì đồng đều châu thành, cũng không chút nhìn náo nhiệt, lúc này Tống Phúc Tài tiến lên nữa cùng quan gia câu thông, trừ khống chế không nổi mình quay đầu mắt nhìn tam đệ, phải dựa vào nhìn tam đệ cho mình dũng khí nói chuyện đã không nói lắp. Tống Phúc Sinh đối với hắn nhị ca nói, nhị ca, kế tiếp thành, ngươi bên trên, ta, ta 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 cũng không bên trong, nhường một chút đại ca, nào có không trúng người. Không trúng nhiều rèn luyện ở giữa dùng, Tống Phúc Sinh có thể hiểu được những người cổ đại này thực chất bên trong sợ làm quan ý nghĩ, rất kháng cự cùng quan gia liên hệ, nhưng hắn cho rằng không thể dạng này, tối thiểu nhất từng cái muốn cho hắn làm được có thế bình thường câu thông đi. Đừng nhìn gặp người nói chuyện liền hướng bên cạnh một ngồi xổm, con mắt không trục xoay nhìn chằm chằm địa, tựa như trên mặt đất có tiền, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, một tại người quen trước mặt liền lại có thể nói lại có thể cười, lại có thể đánh nàng dâu mắng hài tử, có bản lĩnh phải hướng mặt ngoài dùng sức. Đại lão gia phải hào phóng, đúng hay không? Tham đen đi đường, trời đi đồng đều châu thành, đại khái lại đi hơn 30 dặm đường, xe đẩy từng đài dừng lại. Lúc này Tống Phúc Sinh cố ý từ tiền mễ thọ bắt đầu, chọn mấy cái năm tuổi đi lên, 14 hướng xuống hài tử, đi theo phía sau hắn cùng một chỗ tiến khách sạn. Hắn muốn để những cái này còn kịp đọc sách đám trẻ con, tự mình cảm thụ một chút người đọc sách cùng không phải người đọc sách khác nhau. Mới vừa đẩy cửa ra, tiểu nhị vừa lúc ở quét rác, vung đồ lau nhà liền hướng bọn hắn A à nói, đi đi đi, ăn xin làm sao chiếm được cái này đến rồi. Ở đâu ra A à các ngươi? dọa đến tiền mễ thọ về một cái liền chui đến tống phúc sinh hạ bộ, sau đó phòng bên trong nóng, tiền mễ thọ hơi ngửa đầu đã nghe đến, bóp mũi, cô phụ quần, hắn đây là vị gì nhi a? À? tống phúc sinh hai tay cùng lên trận, một cái kéo lấy mấy cái quay người muốn chạy hài tử, lại cho tiền mễ thọ cái đầu nhỏ từ đùi cái này túng ra tới, sau đó mới chấp tay nói cho tiểu nhị, nói hắn tìm tới túc là từng tham dự khoa cử đồng sinh, tiểu nhị kinh ngạc trận tròn con mắt, sững sờ mấy giây mới hô. Tống Đồng Sinh, mời vào bên trong. Lại tranh thủ thời gian hô, trưởng quỷ, có Đồng Sinh tìm tới túc. Tống Phúc Sinh ngay trước mấy cái ngây thơ hài đồng trước mặt, đưa ra hắn tư ấn cùng khảo học tiếng cử hiền tài sắc, còn có đã từng huyện bọn họ nha môn trao tặng hắn làm dạy học viên chứng minh cùng đỏ chót bài. Trưởng quỷ lập tức nói, tiểu nhị kiến thức nông cạn, vừa mạo phạm Tống Đồng Sinh, nhìn hải hàm. Tống Phúc Sinh lập tức một bộ lý giải lý giải, trưởng quỷ ngươi muốn nói hải hàm không bằng tới điểm thực tế, có thể hay không miễn phí cung cấp kho củi chuồng ngựa chúng ta ngủ vậy là tốt rồi không sao trưởng quỷ nghĩ thầm ta quan trọng a à, hợp lấy các ngươi không nghĩ dùng tiền cỏ túc đến đúng không vậy không được tống phúc xin lùi lại mà cầu việc khác khi quầy hàng lớn bao nhiêu tiền a à? chúng ta có thể hay không đem ngươi quầy hàng lớn bao ngươi cho tiện nghi chút ngươi xem một chút chạy nạn đến đừng nói đồng sinh chính là cử nhân lão gia bày ra cái này sự tình cũng phải xấu hổ cũng xấu hổ vậy nhìn ngươi lý giải, một bộ nên nói nói xong, tống phúc sinh dùng tay lay hạ quách lão lớn nghi tử, đập tiểu tử kia cái ót một chút, đi, hô đại gia hỏa tiến đến. Quách lão đại nhà nhi tử chạy ra khách sạn, câu nói đầu tiên không phải hô đoàn người tiến đến, mà là hô, cha, tam thúc là đồng sinh. Tam thúc thật là lợi hại a, à, kia giọng sáng, tống phúc sinh lập tức xấu hổ một chút, hướng trưởng quỷ nhỏ giọng nghe ngóng, chúng ta khách sạn này phòng đầy không? Ở người đọc sách thật nhiều a. À? đêm nay tìm nơi ngủ trọ, còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa, bởi vì nhiều người a, à, người chen người, có đi tiểu đêm đều phải cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh đừng dẫm lên người, cho nên vào xem lấy tránh người, cũng không biết là ai thả ống trúc, ống trúc có nước liền cho đụng vẫy, nước vẫy vào tống phúc sinh cởi phá áo bông bên trên, may thông quan văn thư cùng hắn đồng sinh văn thư loại, toàn bộ đặt ở trong túi sách, có cần lấy thêm ra tới, nhưng là đằng đầu cho họa địa đồ, bởi vì phải tổng lấy ra nhìn, liền tùy thân đặt ở phá áo bông bên trong, cái này nhưng xấu đồ ăn, trang giấy ẩm ướt, đốt đèn dầu, tống phúc sinh khẩn cấp lay tỉnh nữ nhi, khuê nữ a à khuê nữ, mau tỉnh lại, tống phục linh tại tận mấy đôi lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, chợt mắt ngồi dậy dụi mắt, khoe nữ, ngươi không phải nhìn qua bản đồ này sao, tống phục linh ngáp một cái, a, à, ngươi có thể hay không cho nguyên dạng vẽ ra tới, cái gì, tống phục linh ngồi phía trước đình, đại sảnh, trước bàn, bút giấy đã dọn xong, nàng lại bắt đầu nắm tóc hai tay cho mình bắt cùng tên điên ken két cào vây được cũng chập mắt mã lão thái vẻ mặt buồn thiêu ngươi ngó ngó ngươi ngó ngó nàng như thế giống như là có thế vẽ ra đến dạng sao không phải tam nhi ngươi nhìn số lần không thể so bàn nha nhiều a à, ngươi liền không thể cho nguyên dạng vẽ ra đến tống phúc sinh nói hắn không có bản sự này kia đồ vốn là họa lung tung ngổn ngang nhưng là hắn khuê nữ làm không tốt có thế phục hồi như cũ cái này không nói bậy đâu nha, Mã lão thái không đợi nhã rảnh, nàng tiểu Tôn nữ liền bắt đầu viết, chỉ nhìn kia họa a, à. từng đầu cùng tiểu côn trùng, một bên họa còn một bên nói nhỏ, cái này ứng tại tiêu tại cái này, cái kia nha, ân, cha, hung Dương viết như thế nào? Được rồi, ta cho ngươi họa cái vòng đi. Tống Lý Chính, cao đồ hộ, Quách gia chờ một chút đã bị đánh thức đại biểu, ta ông trời, không hổ là Tống Phúc sinh sinh, đầu này cũng quá dễ sử dụng. Mã lão thái nghĩ thầm, không thể không thừa nhận, bàn nha theo nàng nhà ông ngoại người, ai, tống phúc sinh thở dài một hơi, náo đâu, hắn khuê nữ, tiểu học bá, chương 136, một càng, liền bởi vì cái này mới họa địa đồ, tại ngày thứ hai đi đường lúc, tống phục linh sinh khí, đối mặt ba cái chỗ đường rẻ, cổ đại quan đạo còn không giống hiện đại hắc ín đường cái, đều là loại kia phổ thông đường đá, ba con đường mặt đồng dạng, không có khác nhau, nhìn cũng giống như quan đạo tống phục linh chỉ vào phía bên phải ngoặt con đường kia nói ta rõ ràng họa chính là đầu này a à. ta hướng đông bắc đi làm sao có thể là hướng rẽ phải nhưng ta nhớ kỹ chính là phía bên phải ngoặt vậy nếu là không tin ta ngươi tại sao phải để ta họa nha không phải tống phúc sinh ngoái nhìn mắt nhìn đại gia hỏa, dắt nữ nhi cánh tay hướng phía trước hướng đi xa đi ngươi nghe cha nói ta cảm thấy đi chuyện ra sao đâu ta cũng nhìn qua ta trong trí nhớ là tống phục linh đánh gãy ngươi đêm qua còn nói không có ký ức đâu ngươi đêm qua không phải nói như vậy đây không phải là lúc ấy chết lặng nha xem xét nước cho địa đồ tưới oa oa ẩm ướt đầu óc ông một tiếng tống phục linh không phục tống phúc sinh sách một tiếng nhìn xem khuê nữ sắc mặt giải thích nói có lẽ là ngươi nhớ sai a à. nhiều như vậy từng cái từng cái đạo đạo ai có thể phải nhớ rõ đúng hay không ngươi cái này cái này lão lệ hại thật cha không phải không tin ngươi nhưng ngươi nghe cha nói khuê nữ, phụng thiên thành tại đông bắc, cái này cổ đại không có xoay quanh nói, ngươi hướng phải rõ ràng là hướng nam, ta lái xe nhiều năm như vậy, kia là bạch mở nha, điểm ấy phương hướng cảm giác vẫn phải có, ngươi nhìn ta một đường cho các ngươi lĩnh gốc rạ sao, ta cũng lão tài xế A, ta cũng lái xe nhiều năm, ta còn bê chứng đâu, ngươi xe chứng, tống phúc sinh thở dài, xem như cưỡng cực kỳ, hắn khuê nữ liền điểm ấy không tốt, đặc biệt đặc biệt không tốt, nghiêm túc rất chăm chỉ, một con đường đi đến đen thế nào khuyên không nghe nói tống phúc sinh nhìn sang trời nhìn sang địa quay đầu lại hơi liếc nhìn những cái kia liền biết xe đẩy là sự tình liền trông cậy vào hắn đoàn người ngươi liền nghe ta đi khuê nữ a à, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt nói không lại liền tổng tới này một bộ tống phục linh hỏi vậy nếu là đi nhầm đây không tệ ngươi không phải không tệ ta ngươi lại ta cũng được nhưng ta không phải ổn công sao tống phục linh nói xong uống éo thân về đội ngũ một bộ ngươi thích thế nào giọt đi thật sự là phục đoàn người cũng nhìn ra đôi kia hai cha con cãi nhau đại nha cùng nhị nha mắt nhìn các nàng chính mình cha đang hâm mộ bàn nha cùng sửa rất muốn tốt về sau lại có kiện thứ hai rất ao ước bàn nha sự tình đó chính là dám cùng cha cãi nhau thật sự là thật sự là ngẫm lại liền đã nghiền mã lão thái phải nghe ngóng a à, bởi vì điểm cái gì nha tống phục linh nói ta không cha không tin ta sửng sốt muốn đổi ta họa bản đồ. Tống Phục Linh cho là nàng sửa phải nói, thế nào còn có thế không tin ta đâu, không tin để chúng ta họa cái rắm, kết quả đánh giá cao nàng sửa cùng nàng quan hệ. Chỉ nhìn mã lão thái lập tức cùng vương bà tử các nàng nói, lúc này thỏa, phúc sinh nhưng hạ nhớ tới nha. Người nói hắn hơn nửa đêm cho bàn nha đánh thức để vẽ, hiện tại lại nghĩ tới đến, đây không phải cởi ít đánh rắm phí chuyện kia, quấy nhiễu bàn nha đều không chút ngủ. Tất cả mọi người nghe xong nguyên nhân, trên cơ bản tin hoàn toàn tống phúc sinh ngược lại là tiền bội anh nhíu mày nhỏ giọng thầm thì nếu là đi nhầm làm sao bây giờ nói thật tiền bội anh là càng tin nữ nhi bởi vì nàng khuê nữ từ nhỏ học tập liền không thế nào phí sức nếu là cố gắng chút học tập đại học cũng không thể niệm cái kia đại học vậy liền không chừng kiểm tra đi đâu hài tử từ tiểu não tử liền dễ dùng trí nhớ rất tốt tốt tới trình độ nào đâu niệm tiểu học lúc lão sư liền tổng cộng nàng tố cáo nói là ở phía trên giảng bài, con gái của ngươi ở phía dưới đào ngủ chơi, càng làm giận chính là, lão sư vì chế phục Tống Phục Linh tổng đặt câu hỏi, Tống Phục Linh còn luôn có thể đáp đúng, cái này không có cách nào phạt đứng trừng phạt. Có thể thấy được, kia thông minh lực, chỉ cấp lão sư một lỗ tai liền đủ. Hài tử làm sao lại nhớ lầm, nhưng lão Tống, cắt, nhỏ thăng sơ đều tốn sức tuyển thủ, được rồi, miệng hắn có thế tiền đồ một cái. Tống Phúc Sinh chỉ vào ba đầu đạo bên trái con đường kia, hướng cái này đi, đi thôi, đoàn người cắm đầu hì hục hì hục dừng lại đi đường, đi mấy chục dặm đi sau hiện, càng đi càng lệch, càng đi càng lệch, phía trước nhìn lộ ra rất là hoang tàn vắng vẻ. Tống Phúc Sinh ngoái nhìn nhìn nữ nhi, muốn để Tống Phục Linh cho điểm tham tường, Tống Phục Linh trợn nhìn cha nàng một chút, ánh mắt nhìn trời, Tống Phúc Sinh thở dài, móc ra kính viễn vọng mở ra đóng xem xét, trong lòng một lột bột, giống như thật đi nhầm vậy bọn hắn đây là đi đến đâu nữa nha, tống phúc sinh tại chỗ xoay quanh dùng kính viễn vọng quan sát, chỉ nhìn hắn chuyển chuyển sửng sốt một chút, lại bỗng nhiên chuyển hướng bên trái định trụ, trong lòng suy nghĩ, cơ mờ nờ, kia là một mảnh nhỏ đỏ rừng tùng sao, đỏ trong rừng tùng có cái gì nha, có cây tùng tháp, vừa vặn bọn hắn than dùng không có, đồ chơi kia mới tốt đốt đâu, nhẹ nhàng linh hoạt, còn gặp lửa liền hô hô, chờ một chút, không riêng cây tùng tháp, cây tùng trong tháp có tùng tử A. Tống Phúc Sinh nháy nháy mắt, lại vuốt vút trừng đau bút nhất con mắt, một bên hồi ức một bên lại tranh thủ thời gian điều chỉnh thử kính viễn vọng tiếp tục quan sát. Hắn trong trí nhớ, không chút nến qua tùng tử, chỉ có một lần ăn mấy cái hạt, tự hồ là đi phủ thành cuộc thi, hẳn là tại khảo thí trước, bọn hắn những thư sinh này cùng tiến tới luận bàn học vấn, lúc ấy có cái công tử thế gia điểm tùng tử, ân, một đĩa nhỏ, rất đắt, rất đắt rất đắt, cũng là a, à, tại hiện đại đều đắt như vậy, mấy chục khối tiền một cân cái này cổ đại từng cái đồn mơ hồ hoa hướng dương còn lấy ra ngắm hoa dùng về sau mới biết được nơi đó có thế ăn sau đó còn phải là nhà giàu sang khả năng dập hạt dưa kia tùng tử không được tống phúc xin nuốt một cái nước miếng hắn quyết định nhất định phải đuổi đi qua nhìn một chút đỏ rừng tùng lớn tùng tử nếu như nhớ không lầm tháng này phần chính là tự nhiên tróc ra chín mùi mùa có thể hay không phát tài liền nhìn có hay không tùng tử có điều tống phúc sinh tại trở lại lúc lại không nói như vậy hắn mất mấy môi nhấp cãi lại bên cạnh mong đợi mừng thầm nghiêm túc nói kia cái gì hẳn là đi nhầm lại ta không nghe ta khuê nữ ai đoàn người nhưng thiện lương không có chuyện đi nhầm ta đoàn người mài thân lại trở về đi thôi không chậm trễ a à. tống lý chính khoa trương hơn hắn dùng dèm pha mình tới dỗ dành người khác nói nếu là một đường hắn dẫn đường đều phải cho đoàn người lĩnh được nạn dân trung tâm đi đều phải lĩnh phủ thành trọng tai khu đi. Cao đồ hộ lớn tiếng nói, vậy cũng không, ta tiểu tam rất là không địa. Một đám tiểu tử cùng nhóc con nhóm cùng kêu lên đi theo hô ứng lẫn nhau, tam thúc lợi hại nhất. Tống Phúc xin tranh thủ thời gian khoát tay ngăn lại đoàn người thổi phòng, ngươi nhìn hắn khuê nữ kia tiểu bạch mắt bay, quái e lệ, nhưng ta không thể cứ như vậy uổng công sai. Ta vừa rồi nhìn, kia mặt có phiến đỏ rừng tùng, đỏ rừng tùng nghe nói qua không, đoàn người lắc đầu bọn hắn cái kia không có, đỏ trong rừng tùng có cây tùng tháp, nóng quá lửa, chúng ta không phải không than sao? Hoa tử nhóm trước kia một đêm không phải lạnh không, dù sao cũng đi nhầm, đâm lao phải theo lao, ta đoàn người vòng qua đằng trước vài dặm địa, xuống dưới, nhặt hai túi tử cây tùng tháp, vật kia chính mỏng nhẹ, không cần đẩy, thân cao thể tráng lưng lấy đều có thể đi, lại một cái, bây giờ chỉ định là không thể chạy về phía trước đường, đuổi không đến phía trước khách sạn cho nên đêm nay chúng ta phải đi trở về, một lần nữa nghỉ đêm đêm qua khách sạn, lần này thưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới đi, cùng ta nhặt cây tùng tháp đi, hả? Nhảy thế nào vọt nhanh như vậy, biến thành nhặt củi lửa rồi, tống lý chính trên mặt là một bộ phúc sinh nói hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây bộ dáng, có chút kinh ngạc người tài mặt lộ vẻ nghi hoặc liền nén trở về, còn lẫn nhau khuyên đâu, phúc sinh nói luôn luôn có đạo lý, mau mau, đuổi theo, chương 137 hai càng, tiền bội anh nhỏ giọng khuyên nữ nhi, đừng nóng giận, hắn chết cưỡng, ngươi giống như hắn làm gì, ta chính là không rõ, ta đều nói như vậy, vì cái gì không tin ta, bình thường giống như nhiều tín nhiệm ta, đến thời thắc mấu chốt, hắn vẫn là thà rằng tin tưởng mình, ta sớm phẩm ra tới, cũng công, mệt chết, hắn cứ như vậy cưỡng, ngươi còn hiểu hơn nha. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất máy tính bưng, nhưng đoàn người liền không có một cái đầu óc tốt làm, thật sự là im lặng, từng cái cùng tính đồ giống như liền biết phục tùng. Tiền bội anh nghiêng mắt nhìn mắt bốn phía mới nói, ngươi phải lý giải đại gia hỏa, cha ngươi đây không phải đồng sinh nha, cái này vô luận đến niên đại nào đều tin cường giả. Ta trời, suy nghĩ kỹ một chút cha ngươi thành tối cao trình độ, thật sự là lão thiên gia cùng ta mở lớn nhất trò đùa. Tống Phục Linh có chút không nín được vui, cúi đầu mấp máy môi, đem cười nhẹn trở về lúc này bị nhã rảnh tống phúc sinh ngay tại phía trước nhất dẫn đường đều nhanh đi đến lâm tử cái này quay đầu một nhìn phát hiện đôi mẹ con kia còn không có cùng lên đến tại phía sau cùng lề mề đâu tống phúc sinh cũng rõ ràng mình cho khuê nữ gây hồ không nhẹ chủ yếu là để tiểu tổ tông uổng công đạo không chừng ở trong lòng làm sao phàn nàn hắn đâu ai hai ngươi thế nào chậm như vậy a à? tống phúc sinh cố ý ngừng lại các loại đợi đến vậy mẹ hai đi gần Hắn đem Tống Phục Linh cánh tay hướng dưới nách kẹp lấy, đi không được đi, cha nâng ngươi. Tống Phục Linh không có cự tuyệt cũng không có lên tiếng. Tống Phúc Sinh liếc mắt một cái nữ nhi sắc mặt, lại liếc mắt một cái nữ nhi sắc mặt, làm cha còn không thể nói chính mình sai, liền nho nhỏ âm thanh tìm đề tài nói, đừng quyệt miệng, vậy ai biết có thể đi nhầm a. Ta cũng không nghĩ dạng này, a. Quái lão mệt, ta cái này còn xe đẩy, đến, ngươi cho cha hát cái ca. Tống Phục Linh hợp lấy ngươi làm sai ngươi quái lão mệt sau đó ta cho ngươi hát cái ca hống ngươi có phải hay không tống phúc sinh một điểm nhìn không ra ý tứ liền hát cái kia liền kia cái gì tới sinh hoạt không chỉ cẩu thả hắn không quá biết hát nghe qua mấy lần thật thích nhưng tổng tìm không ra điều hai phút đồng hồ về sau tống phúc sinh ở trong lòng thở dài cái hẹp hòi đi rồi theo ai đây kia không nghĩ hát liền không hát đi đi nhanh lên ta coi như bây giờ đi nhầm là canh chừng, cha dẫn ngươi được thêm kiến thức, để ngươi xem một chút vì sao kêu chân chính đỏ rừng tùng, Khi tiểu phong thổi, không khí tươi mới, tiếng thông reo trận trận, ta nói cho ngươi, ta, đoàn người bỗng nhiên đều dừng lại, tống phúc sinh cũng ngừng tay xe đẩy, nhíu mày dắt nữ nhi của hắn hướng phía trước đi, làm sao đây là, tống phục linh rốt cục dương mắt nhìn nàng cha, ân, tiểu phong thổi, không khí tươi mới, tiếng thông reo trận trận, cha, ngươi có phải hay không còn quên nói hai từ. Âm trầm đáng sợ, trùng mình, mộ phần vòng tròn, ngươi lĩnh chúng ta đi tiến mộ phần vòng tròn nha. Khục, tống phúc sinh hắn giọng một cái, ai nha, này làm sao còn đem người chết chôn cái này nữa nha, tiểu tam, ta còn nhặt nhóm lửa không? Cao đồ hộ tại trước nhất đầu xoa xoa cánh tay hỏi, không phải sợ hãi, là kiếp người, bởi vì không phải ba năm cái nấm mồ chồng chất tại cái này, là lão nhiều nấm mồ, phải có mấy trăm muốn đi rừng cây tùng, liền phải trải qua những cái này nấm mồ, đây không phải quấy rầy người ta nha, không cần thiết vì nhặt cái củi lửa. Điền hỷ phát cũng ngoái nhìn nhìn tam đệ, vừa rồi mấy người bọn hắn tráng lao lực ở phía trước một đường cắt cỏ, phụ trách lội đường tới, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, cũng cảm thấy, vì nhặt nhóm lửa, không đến mức, thật không đến mức, phát hiện đoàn người đều tại trong mông nhìn hắn, tống phúc sinh nhìn một chút nấm mồ bầy, lại quay đầu mắt nhìn hoang cái đệm, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng. Hắn ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa tươi tốt đỏ rừng tùng bên trên, nghĩ thầm, cứ như vậy đi, một ngày này thời gian mới là thật bạch ném, khổ sở uổng phí mệt mỏi không nói, quay đầu dừng chân ăn uống cũng phải dùng nhiều một ngày tiền, không được, đều chạy tới cái này, chính là trên trời hạ đao hắn cũng phải tiến trong rừng ngó ngó, hắn thật nhiều chờ đợi có thế có lớn tùng tử thuận tay đổ động bán, kiếm chút tiền bạc tốt an gia, một đồng tiền, ngẹn đổ anh hùng hán A trong túi cũng chỉ có mấy mười lượng bạc đủ làm gì đến phụng thiên thành cơ bản liền bắt đầu mùa đông ăn uống đều sầu muộn đừng đề cập mễ thọ kia tiền bạc người ta hài tử tiền không thể động nói ra liền phải một cái nước miếng một cái đinh bằng không đại lão da mặt đâu mặt đâu rất không mặt còn có những cái này các đồng hương kia là một đám quỷ nghèo không có bạc làm sao sống đông tiếng tiếng lâm tử xe đẩy ngừng cái này nơi này không người ở ném không được Nghe ta, đổ ra giỏ, không bao tải, trên lưng dây thường cầm lên da hỏa thập, ta và các ngươi nói thật đi, trước đó không có nói là sợ các ngươi thất vọng, ta là muốn đi vào ngó ngó bên trong có hay không tùng tử, tùng tử các ngươi chưa ăn qua, ta nếm qua, phủ thành thảo học, ta nhờ hưởng qua mấy cái hạt, một đĩa nhỏ liền thật đắt, tống lý chính hỏi, vì sao kêu tùng tử, hạt dưa, nếm qua không, nhìn thấy quá, chưa ăn qua, nhà giàu sang ăn tết có lẽ có thể mua khi đoàn người nếm qua đậu phộng không? Lời này không cần người khác trả lời, mã lão thái liền lên tiếng kinh hô, làm sao có thể chính mình ăn, liền loại như vậy hai khép, kia là quý giá vật, phải ép dầu, nếu không lấy ở đâu dầu, cho nên a, à, cái này tùng tử so với chúng nó đều đắt. Nhưng ta không xác định cái này trong rừng cây tùng sinh không sản lượng bán tùng tử, có sản xuất hạt rất nhỏ, ngươi không có cách nào bán, mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại bưng, mặt méo xẹo mã lão thái gấp không phải tam nhi ngươi trước nói cho nương nếu có thể bán có thể bán bao nhiêu tiền bạc ta đoán một cân ít nhất cũng phải bảy tám chục văn liền nhìn người trong thành có nhận hay không chẳng qua biết hàng đến lúc nào đều có nhất là đại hộ nhân gia có tùng tử đường a nói đến đây tống phúc sinh chợt nhớ tới hỏi mễ thọ ngươi ăn chưa ăn qua tùng tử đường nếm qua nhưng hương tống phúc sinh một mặt ngươi nhìn thành phố lớn hài tử chính là không giống đếm qua, đếm qua đã nói lên tuyệt đối có thị trường, tiếng kinh hô một mảnh, đoàn người từng cái trừng to mắt, tùng tử đường, tùng tử, một cân có thể bán bảy tám chục văn, toán miêu tử hô vương trung ngọc, cha, tiếng nhanh lâm tử nha, bảy tám chục văn có thế mua rất nhiều lương khô, ngươi nhìn một cái, hài tử đều biết tính sổ sách, đều biết muốn lội một phần vòng tròn, cầu phú quý trong nguy hiểm, đi, quản nó có hay không, đi 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 tống lý chính nghe xong có khả năng sẽ kiếm được bạc trên mặt thẳng tỏa ánh sáng giống như trẻ tuổi mấy tuổi trước đó khuyên người khác muốn nghe tống phúc sinh nhận càng hăng hái ta đã nói rồi đến lúc nào nghe phúc sinh chuẩn không sai trong lòng của hắn lão có chương trình vâng ta cũng là nói như vậy đi 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 đừng nói quá mộ phần vòng tròn đào mộ phần vòng tròn ta đều phải đi nghe xong có thế kiếm được tiền đoàn người cũng mặn chay bất giới kỳ thật nói trắng ra đổi trước kia bọn hắn cũng không dám hiện tại nha, một cái có tiền bạc treo, một cái là trên đường đi kiến thức rộng rãi, cái gì người chết bộ dáng chưa thấy qua, cũng liền không như vậy sợ hãi mộ phần vòng tròn cùng quỷ A thần A, dám cắt người tiền tài giống như giết người phụ mẫu, lớn không được cùng quỷ A thần A làm, ngược lại là tống phúc sinh nhát gan, hắn một cái ôm qua tiền mễ thọ, vung tiền mễ thọ dày kém chút bay, tới đi tiểu đồng tử, nhanh cho cô phụ tráng tráng dương khí. Tứ tráng đi theo tống phục linh cùng tiền bội anh bên người, Tống Phục Linh dắt lấy Mã Lão Thái, Mã Lão Thái dắt lấy Điền Lão Thái, Điền Lão Thái dắt lấy Đào Hoa, Đào Hoa dắt anh của nàng hổ tử cánh tay, Đại Lan Nhị Lan cũng đỡ lấy Đại Nha Nhị Nha, một cái chịu một cái, đoàn người lưng đồ tốt, bắt đầu lần lượt quá mộ phần vòng tròn, mộ phần vòng tròn rất lớn, đi mười mấy phút, mới đi một phần tư, tiền mễ thọ ông thật chặt ở Tống Phúc Sinh cổ, tròn căng con mắt cũng nhìn chầm chầm Tống Phúc Sinh con mắt thẳng nghiêm túc quan sát, cô phụ, ngươi là đang sợ sao, ta? Ta, thật có ý tứ, ta có thế sợ hãi nha, ngươi cô phụ ta cái gì chưa thấy qua. Tống Phúc Sinh nói xong cũng quay đầu nhìn, hắn là dẫn đầu dẫn đường, lúc này rất là hối hận dẫn đường, nghĩ thầm, các ngươi đám người này đừng vùi đầu đi đường A, vừa rồi kia giọng đều đi đâu, làm sao từng cái không nói lời nào, lại quá 5 phút đồng hồ, Tống Phục Linh nghe được cha nàng phá la cuốn họng hát nói, muội muội ngươi to gan đi lên phía trước A, đi lên phía trước, chớ trở về nha đầu, lần thứ nhất hát, cho đoàn người đổ giật mình, lại hát mấy lần, tống lý chính cùng cao đồ hộ bọn hắn nghi hoặc, đây là cái kia điệu. Quái dễ nghe, sau đó một câu nói kia, lật qua lật lại hát, làm đoàn người lội qua mảnh này mộ phần vòng tròn lúc, đã toàn thể đều có, muội muội ngươi to gan đi lên phía trước a, à, đi lên phía trước, chớ trở về nha đầu, tiền mễ thọ ghé vào tống phúc sinh đầu vai, cười xong phía sau tiền bội anh cùng tống phục linh cào giống như vất tay nải thanh nải khí cũng đi theo hát muội muội ngươi to gan đi lên phía trước nha tất cả đều học xong hát một câu như vậy nửa giờ sau tống phúc sinh cầm cây tùng tháp đẩy ra cho đoàn người xác định đáp án tống lý chính đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống đất quơ cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài thiên ý a à thiên ý lão thiên gia đau người thật thà lão thiên gia thật không đói chết mù sẻ nhà dọa đến lân cận phải sóc con sẹt một chút liền chạy chương 138 ba càng sóc con là cực kỳ đáng yêu tiểu động vật truyền thuyết rừng cây tùng chính là bọn chúng một tay tài bồi thành sóc con bởi vì thích ăn tùng tử đến thu đông lúc nhất là tại nhập lớn đông lạnh trước tự nhiên sẽ tồn trữ chính mình thích đồ ăn có thể sẽ sinh hoạt nữa nha bọn chúng liền đào hố đào a đào đem bản thân ngày bình thường tiết kiệm đến tùng tử đào hố chôn mấy hạt đào một cái hố chôn mấy hạt đào một cái hố chôn mấy hạt chôn xong còn hiểu được dùng thổ cho đắp lên cho đóng nghiêm nghiêm thật thật một chút cũng nhìn không ra tới sau đó quên quên cái này gốc rạ cho nên năm thứ hai mùa xuân những cái kia bị vùi vào trong đất tùng tử liền trưởng thành đỏ lỏng manh mối ngày qua ngày năm qua năm cứ như vậy đỏ lỏng manh mối liền trưởng thành đại thụ che trời sóc con không chỉ có sẽ tại thu đông lúc chứa đựng tùng tử bọn chúng cũng sẽ giống nhân loại đồng dạng cho mình thu thập có thế ăn cây nấm hết thảy đồ ăn nếu như nhìn thấy cao cao cây tùng trên đỉnh chặt cây ở giữa phơi nắng lấy cây nấm không cần hỏi kia là sóc con làm bọn chúng cho rằng chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất cho nên đem cây nấm phơi tại kia yên tâm lấy đi bọn chúng cây nấm không có vấn đề yên tâm ăn kia cây nấm cũng nhất định không có độc mà lại nhất định là cái này trong rừng số một số hai tốt cây nấm lúc này tứ tráng cùng hầu tử giống như liền đã nhảy lên đến trên đỉnh cây, cầm trong tay chính là sóc con trước đó tỉ mỉ phơi nắng cây nấm, chỉ nghe, tứ tráng mới đem cây nấm hướng sau lưng giỏ bên trong ném, lân cận rừng cây ở giữa liền truyền ra tê 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 tiếng kêu, một con sóc con khí thẳng nghe răng, ngươi chờ đó cho ta, một bên phát ra phẫn nộ tê tê âm thanh, một bên lung lay cái đuôi quay đầu liền chạy, chạy đến nó lão đại trước mặt dừng lại tố cáo, cô 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 ụt ụt. Con sóc đại vương nhíu mày, Trận tròn tiểu hắc mắt phân tích, nơi này là chúng ta nơi cư trú, con đường này đã sớm không thông, từ khi nhiều năm trước trong thôn kia người trong vòng một đêm chết hết, nhân loại cảm thấy đây là cái nơi chẳng lành, ban đêm đi đến cái này, giống như có thể nghe được tiếng quỷ khóc, đã không dọc đường cái này nha, lại nói phía trước còn có nhiều như vậy nghĩa địa cho chúng ta làm màn ngăn, nơi này chính là bản đại vương cố ý chọn lựa âu yếm bảo địa a, nơi này, thê lương hồng hoang, hoang vắng hiếm thấy làm sao sẽ có nhân loại lại bỗng nhiên xuất hiện nữa nha đại vương ngươi phân tích lại đối cũng vô dụng ngăn không được có hai đồ đừng đi kém đạo nha bản vương hỏi ngươi vậy ngươi có hay không đi tiểu vòng lãnh địa nói cho nhân loại kia là địa bàn của ngươi đại vương đừng nói đi tiểu ta ngồi xổm kia đều vô dụng ngươi cũng đừng hỏi lại ngươi đến cùng muốn hay không thay ta ra mặt nha ta bận rộn hơn hai tháng khẩu phần lương thực phải bị nhân loại chiếm các tiểu tử đến ngay đây, theo bản vương xuất chinh, thề sống chết bảo vệ khẩu phần lương thực, xuất chinh khẩu hiệu, cắn chết nhân loại, con sóc nhóm cùng kêu lên rít gào lên âm thanh, trên trăm con con sóc đến, lúc này Điền hỷ phát mới từ trên cây trượt xuống đến, vừa nhấc mắt liền cùng con sóc đại vương đối mặt bên trên, một cái quơ lấy quất, nhanh, thiết đầu, bắt con sóc ăn thịt á, con sóc đại vương vung vẩy lấy lớn đuôi dài tê, tê 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 kêu ai nha má ơi, rút, các tiểu tử yểm hộ, ta rút lui trước, quay đầu đại vương liền rốt cuộc không có phát ra thanh âm tức giận, liền tê tê âm thanh cũng không dám từ trong cổ họng phát ra, sợ bị bắt trở về. Ngay trước tố cáo sóc con trước mặt, đại vương ô ô kêu khuyên nhủ, thổ phỉ, thổ phỉ đồng dạng nhân loại A, được rồi, ta không cùng bọn hắn so đo, lớn không được chờ bọn hắn sau khi đi, chúng ta xây dựng lại gia viên, A nha, cái này đều là tiền bạc nha. Tống lý chính bỉnh lên eo, không ngừng nhặt chính mộng cây tùng tháp. Lúc này hắn eo cũng không thương, chân cũng không chua, một hơi có thế phủ phục tiến lên chí ít 500 mét xa. Vương bà tử cũng vĩnh lên mông, vừa vặn nhặt được dưới cây, mới phải ngồi tại rễ cây bên cạnh nghỉ khẩu khí. Kết quả quách lão đại trên tàn cây lập tức giẫm khoan khoái, nháy mắt trượt xuống, trượt xuống lúc hô, mau tránh ra. Vương bà tử lộn nhào, trong tay nhỏ giỏ đều quăng bay đi, tranh thủ thời gian né tránh, nghĩ mà sợ không được. Quách lão đại xuống cây sau cũng thẹn đến không được không phải kém chút nện vào vương bà tử thẹn phải hoãn là đúng quần mở ta đều như thế lớn số tuổi làm người nào thích nhìn ngươi làm sao ngươi che cái gì a à, ngươi nhìn ta thẹn a à, tranh thủ thời gian làm việc mà lúc này ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh trên cây đại lang trên lưng buộc sợi dây dây thường là tứ tráng cho hắn cái chốt đến ngọn cây đưa đến giống an toàn dây thường đồng dạng tác dụng cũng là không có đạp lên phù 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 liền tuột xuống tống phục linh nhưng không có vương bà tử may mắn nàng là rắn rắn chắc chắc bị đại lang ca đạp lăn trên mặt đất không đạp lăn không được a à, sợ nện vào muội muội tống phục linh nằm rạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thổ phía sau lưng bị đạp thẳng ho khang bên cạnh ho khang vừa đeo lấy tiếng khóc nói ta nấm thông a à, rơi vỡ nấm thông tống phúc sinh cùng tiền bội anh ngay lập tức đứng lên lỗ tai cái gì nấm thông tống phục linh bôi nước mắt ngồi dưới đất nhìn cha mẹ suy nghĩ hai người có phải là ngốc nấm thông còn phân cái gì không cái gì sao chính là cái kia thế vận hội olympic menu bên trong cái kia nấm thông trên đầu lưỡi trung quốc cái kia nấm thông các ngươi trước kia hoa hơn mấy trăm một cân cho ta làm ăn nấm thông thi đại học cho ta bổ não cái kia nấm thông tống phúc xin tranh thủ thời gian đoạt lấy nữ nhi trong tay cây nấm xem xét sau đó cùng tiền bội anh đối mặt hai người ở trong lòng trăm miệng một lời ta trời tùng tử cùng cái này nấm thông so ra liền không đáng tiền đây chính là người sống trên núi có khả năng mấy năm đều không đào được bao nhiêu hoang dại nấm thông, thời gian mấy năm nó mới có thể dài tốt, đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Nếu như có thế mua được chân chính hoang dại, vậy vật này kháng ung thư, ngâm rượu ít thọ, tẩm bổ thân thể, tiệm thuốc tử chỉ định giá cao thu, cái kia tìm tới. Tống Phúc Sinh hỏi nữ nhi nói, rễ cây kia, ta mới đào ra cả một cái, Đại lang ca liền đập cho ta, đều hỏng, chương 139, một càng tống phúc sinh dùng nhánh cây côn cẩn thận từng ly từng tí đào ra còn lại nấm thông động tác thả nhiều nhẹ sợ làm bị thương cây nấm gốc rễ tiền bội anh hướng giỏ đáy bày cỏ bày lá cây lúc này mới tiếp nhận bỏ vào giỏ bên trong mã lão thái ở bên cạnh xem như thấy rõ tam nhi thứ này rất đắt tống phúc sinh gật đầu có bao nhiêu quý ta kia tùng tử bảy tám chục văn một cân mười mấy cân bán không lên một hai ngân người ta cái này phẩm tướng nếu là bảo trì rất nhiều ta đánh giá một cân liền có thể bán một lượng bạc mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là mã lão thái vẫn là trận mắt há mồm còn xác nhận một lần vặn lông mày hỏi không phải phơi khô liền cái này ẩm ướt bán tống phúc sinh gật đầu đại lang cũng ở bên cạnh hút khẩu khí sao cây nấm còn có thế như thế đáng tiền làm sao lại so thịt mắt nhiều như vậy đâu cây nấm có cái gì ăn đầu kia bàn nha muội tử vừa rồi đào ra chính là một cái đại hào để hắn một chân đá nát, nói một cách khác, hắn vậy mà đá nát rất nhiều tiền bạc, các ngươi cũng đừng không tin, cái này gọi dược dụng khuẩn, hướng tiệm thuốc tử bên trong bán, 5-6 năm khả năng sản xuất một lần, 5-6 năm, người cả đời này mới có thể sống mấy cái năm 6 năm, nó có thế không đắt sao, út, khó trách, lúc này chi lỗ tai nghe Tống Phúc Sinh nói chuyện đều nghe rõ. Nói chữa bệnh bọn hắn liền hiểu, bệnh, đó là ai cũng dám trị sao phàm là tiếng tiệm thuốc tử chỉ định đắt mã lão thái nghe xong ở trong lòng không ngừng tái diễn một hai một hai nàng bốn phía nhìn nhìn mèo eo tìm nhánh cây liền chạy nơi xa đi tống phúc sinh đại bá nương tốc độ cũng cực nhanh đi theo mã lão thái sau lưng liền đi nếu không nói hiểu rõ nhất ngươi người vĩnh viễn là địch nhân đâu vương bà tử cùng quách lão thái thái tương đối chậm nửa nhịp còn nhặt a cây tùng tháp gõ cái gì tùng tử a tìm cây nấm tìm nhiều hơn cây nấm nương nha một hai một lạng bán trước cả nó mấy giỏ quay đầu kết thúc đóng một loạt phòng ở tống phúc sinh phục những cái này nghe gió chính là mưa các lão thái thái xông các nàng sau lưng hô không cho phép đi quá xa tiền bội anh đi theo nói bổ sung hẳn không có bao nhiêu không được trở về đi đều dài tại rễ cây dưới đấy trời lạnh đây là trùng hợp lá tùng rơi xuống nắp lên mới lưu lại không ai nghe nàng cái kia có đôi khi dùng cửa thành quan từ chủ sự từng não bổ nguyên thoại chính là vận khí cái này sự tình ai có thể nói rõ được. Mã lão thái các nàng mèo eo dạo qua một vòng một vòng lại một vòng, lại hướng đi xa liền phải thoát ly đoàn người ánh mắt, cũng không dám hướng sâu đi, sợ bị con mồi tha chạy, thật là một cái cũng không có đào lấy. Người ta tống phục linh nhanh nhẹn thông suốt, rất tùy ý ngay tại tứ tráng bò dưới cây lại phát hiện, đáng giận nhất chính là, tiền mễ thọ đến, tỷ nấm thông dáng dấp ra sao a à. Toán miêu tử nói có thể bán rất nhiều tiền bạc, khi mễ thọ giúp ngươi đào tống phục linh tiện tay một chỉ giỏ mễ thọ ngồi xổm ở giỏ trước thăm dò nhìn nhìn khuẩn đắp lên có nhỏ điểm lấm tấm úp ghi nhớ chờ một lúc xó xỉnh dưới một cây đại thụ tiền mễ thọ vẫy gọi tỷ tỷ, ngươi đến ngươi nhìn đây là sao mã lão thái các nàng tới trước thăm dò một nhìn nương nha một đống không đúng các nàng vừa rồi đi ngang qua làm sao không có nhìn thấy tống phúc sinh cũng đuổi tới từ trong lòng ra bên ngoài cảm thán dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền quả nhiên danh bất hư truyền liền dạng này tình huống tương tự liên tục phát sinh ba lần phát sinh lần thứ nhất lúc mã lão thái còn cảm thấy có thể là các nàng không tỉ mỹ tâm lần thứ hai lúc mã lão thái bắt đầu chủ nghĩa duy tâm cho rằng là các nàng cao tuổi rồi không có phúc khí vậy liền đổi số tuổi tiểu nhân bên trên chứ sao không để đại nha nhị nha nhặt cây tùng tháp cũng cho tống kim bảo bắt đến vương bà tử cho nàng nhà toán miêu tử cũng bắt đến Tiểu Thúy đều không cho Toán Miêu tử cắn sao thế, kia chỉ định là tất có hậu phúc, nhưng những hài tử này, nửa cái trong rừng đi dạo, nhặt chút cây nấm, bỏ đi có độc, tất cả đều là phổ thông cây nấm, không có nấm thông, Tống Phúc Sinh rất là bất đắc dĩ nói, đều cùng các ngươi nói, nếu là từng mảnh từng mảnh dài, có thể đáng tiền sao, đó chính là cỏ, kia phổ thông cây nấm cũng không đáng tiền, mau làm việc, đừng đem canh giờ lãng phí ở cái này, nấm thông vốn là không có nhiều. Tiếng nói mới rơi, tiền mễ thọ chỉ vào rễ cây kia, cô phụ, ngươi nhìn, cây này hạ có phải là nha. Một đống, tống phúc sinh, lần thứ ba, hai tỷ đệ một nam một bắc, một người vẫn lên tại một gốc cây hạ trăm miệng một lời hô, cha, cô phụ, lại tìm đến, mã lão thái phục, tâm phục khẩu phục, nàng một bên dùng thô nhánh cây gõ chín mùi nâu đỏ sắc cây tùng tháp, gõ mấy lần. Tùng tử liền sẽ từ lân phiến bên trong rơi ra rất nhiều, một bên trợn mắt quan sát mễ thọ, cho mễ thọ nhìn trách không được lực, hẳn vòng quanh nàng đi. Mã lão thái nghĩ thầm, không hổ họ tiền. Bao quát bàn nha, không hổ là họ tiền sinh. Đúng lúc này, một tràng thốt lên tiếng vang lên, chỉ nhìn tứ tráng lười nhát xuống cây lại bò, trực tiếp từ trên nọn cây này nhảy đến bên cạnh trên cây. Tống Phục Linh chưa tỉnh hồn, móng ngón tay bên trong nhồi vào bùn đất, dùng tay nhỏ che chắn ánh nắng, nhìn đăm đăm đi lên nhìn. Lúc này không chỉ tứ tráng, liền nàng vùi đầu đào cây nấm như thế một hồi thời gian, lân cận ba mươi mấy viên trên cây tùng tất cả đều có người, cao thiết đầu cùng đại lan ca bọn hắn đều tại phía trên kia, có trên thân người buộc dây thừng, có căn bản là không có buộc, bởi vì dây thừng không đủ dùng, còn có mười cái ngay tại trèo lên trên, bò bò thường xuyên sẽ dẫm khoan khoái đến rơi xuống, lại một lần lại một lần không từ bỏ lại hướng lên bò, mệt đầu đầy mồ hôi. Cha nàng ngay tại kia một nửa trên cây treo đâu, nghe nói liền biết mệt mỏi quá sức, nói không có chân yết tử quá chậm trễ công phu, nhóm này tương đối đần người, trên cơ bản đều là tuổi tác ba bốn mươi đi lên, hoặc là bả vai có tổn thương còn chưa tốt, cho dù bò không đến trên đỉnh cây, vậy bọn hắn cũng hữu chiêu, bọn hắn dùng trong tay lớn dài cành cây, tốn sức quật trên cây tùng quả nhiên cây tùng tháp, bùng bùng chín mùi cây tùng tháp liền sẽ đến rơi xuống, mà trước mắt những cái này cây tùng cao bao nhiêu đâu, Tống Phục Linh nhìn ra, thấp nhất cây tương đương với hiện đại nhà lầu 3 4 tầng cao như vậy, phần lớn đều là năm tầng đến 10 tầng lâu cái kia cao độ, có điều, bằng nhau tại 10 tầng lâu cao như vậy cây, toàn bộ thân cây sẽ thô căn bản ôm không được, hai tay vòng không ngừng, muốn leo lên là hư ảo. Tại hiện đại lúc, Tống Phục Linh đã từng nhìn thấy có tại nhà lầu bên ngoài quét vô sư phó, những sư phó kia ngồi tại một cái giống thùng giống như đồ vật bên trên, trên tay cầm bàn chải, mỗi lần làm nàng trải qua lúc Quét vô sư phó nếu như bá một cái nhanh chóng hạ xuống, đều sẽ cho nàng giật mình, thay người nắm quyền thẩn trương. Có thể nghĩ, hết thảy trước mắt cũng không phải xã hội hiện đại, không có nhiều như vậy bảo hiểm biện pháp, bọn hắn nhóm này leo cây người muốn so những cái kia lâu phía ngoài quét vôi tượng càng nguy hiểm. Mã lão thái gõ xong một cái túi tùng tử, đấm đấm đau buốt nhức eo lại kéo qua một cái túi, phát hiện tiểu tôn nữ chỉ ngây ngốc đứng tại kia, nghĩ a à đâu, không làm việc, sửa, Tống Phục Linh ánh mắt lại rơi vào chính không ngừng xoay người nhặt cây tùng tháp những lão nhân kia, nữ nhân, hài tử trên thân. Mẹ của nàng là ở chỗ này đầu, loay hoay đầu đều không nhất, sửa, đoàn người phải đánh bạc mệnh leo cây gõ rơi 10 cân cây tùng tháp, người phía dưới đem cái này 10 cân cây tùng tháp kiếm về, lại dùng bổng tử từng cái gõ, gõ ra tùng tử, 10 cân cây tùng tháp, khả năng đổi lấy một cân tùng tử, một cân tùng tử bán 7 chục văn, đúng a, à, là như thế cái trướng cái này trướng ta sớm tính minh bạch, không cần ngươi sẽ dạy ta. Ngươi giống nhà ta hơn 20 nhân khẩu, dùng bảy tám chục văn mua lương khô, đúng lúc là một người phân một cái bánh trái ăn. Ta nói là, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy kiếm tiền khó như vậy. Ai u ông trời, ngươi có thể hay không tới làm việc, bằng không ngươi lại đi tìm xem cây nấm, đừng đặt kia ngây ngốc, liền cái này còn khó. Cái kia khó rồi, ngươi biết có bao nhiêu người nghĩ khó khăn như vậy một lần, hắn đều không có ta cái này tốt số, cái này người A, liền sợ nghĩ chịu mệt mỏi kiếm tiền đều kiếm không được, hoặc là khổ sở uổng phí mệt mỏi lại kiếm không được, ngươi cùng như thế so tài một chút, sửa, ngươi không hiểu, ý của ta là, đem ngươi ý tứ nghẹn trở về, tới làm việc, đừng nghĩ lười biếng. chương 140, hai càng lớn chương, tống phục linh mấp máy môi, nghẹn cãi lại bên cạnh lời nói, nàng dự định gõ một hồi tùng tử, cánh tay mệt đến không thịnh hành, nàng liền đi nhặt cây tùng thác, sau đó đem cây tùng thác trộn đạo ném vào không gian bên trong một chút, liền vừa rồi, nàng đào cây nấm trận kia, đã len lén vận hành bốn đóa lớn nấm thông, đào xong liền cho ném không gian bên trong, có điều, khi đó nàng nghĩ là giữ lại ăn, dù sao nàng cũng muốn Mỹ Dung bảo vệ sức khỏe nha, hiện tại, được rồi, nàng sữa mới mở miệng nàng liền lòng chua xót. ai, không bằng bán đổi bánh bao đổi thịt ăn bây giờ tới. Tống Lý Chính con trai cả con dâu vừa rồi cũng nghe đến Tống Phục Linh cùng Mã Lão Thái đối thoại, trong lúc nói chuyện với nhau kia nhỏ sổ sách cho tính toán rõ ràng, cho nên nàng xông Tống Phục Linh hô, bàn nha nha, đầu ngươi dưa dễ dùng, ngươi cho vú lớn tính toán, ta cái này gõ bảy cái túi có thể được bao nhiêu tiền bạc a? À, một cái túi, bọn nhỏ có thể nhặt về hơn 100 cân cây tùng tháp, kéo lấy cho cứng rắn kéo đến các nữ nhân trước mặt, để các nữ nhân gõ mười cân cây tùng tháp đại khái có thể đánh ra một cân tùng tử mười sau một tỷ lệ một cân tùng tử coi như bảy mươi văn lại đi rơi trên đường che triều nấm mốc vứt bỏ Khi một cái túi hơn một trăm cân cây tùng tháp cướp chừng liền có thể đánh ra mười cân nhiều tùng tử thôi bảy cái túi sản xuất hơn bảy mươi cân thuần tùng tử thôi vú lớn ngươi không sai biệt lắm nhanh kiếm năm lượng ngân ai u bàn nha nhưng thật biết nói chuyện còn cả câu là ta kiếm ha ha ngươi vú lớn ta a à từ nhỏ cũng không có kiếm quá những bạc này không được gõ tiếp lấy gõ kiếm nó cái ba mươi lượng năm mươi lượng vương bà tử bàn nha nha ngươi cho vương mổ mổ cũng coi như tính vương mổ mổ ngươi kiếm không sai biệt lắm ba lượng nhị tiền bạc nha ta mới ít như vậy không thể a à, ta nhưng so sánh ngươi sửa tài giỏi bàn nha ngươi cho nhị thẩm tử tính toán bàn nha ta những cái này ngươi cho tam đại nương tính toán bàn nha nha tính toán bàn nha tống phục linh, cứ như vậy mất một lúc tính hơn 30 người trướng, người mấy ngân nàng mấy ngân, nàng một điểm không có ngại phiền, còn thích thú, bởi vì nàng phát hiện, gõ ra bao nhiêu tùng tử bày ở kia, dù là chính là gõ ra mấy ngàn cân lượng, nó cũng chính là cái tùng tử, nàng nếu là cho đoàn người tính ra tiền bạc, kia bày ở bên cạnh tùng tử, nháy mắt tại những phụ nữ này trong mắt liền ngân quan lóng lánh là đại bảo bối. Ngươi xem một chút từng cái kia bổng tử vung, đập đập cái kia có tiết tấu, chuyển đổi xong tiền bạc lập tức nhiệt tình mười phần. Quách lão đại nàng dâu hô, bàn nha, ngươi cho đại nương cũng coi như tính, ngươi đừng nhìn ta trước mặt, ta không cái túi lấy đi lại đi trang. Tổng cộng đi, ta ngẫm lại tổng cộng, ai nha, ta đều quên đánh mấy cái túi, cho túng đi, cái này đuổi minh làm sao cùng gia môn khoe khoang a. À. Một đám phụ nữ ha ha nở nụ cười, chính là cười, trên tay làm việc động tác cũng không nở dừng lại. Vương bà tử tiểu nhi con dâu đứng người lên một mặt vội vã không nhịn nổi, ai? Các ngươi ai, ai đi đi tiểu, ta đi, ta cũng đi theo ngươi đi, hồi lâu không có đi, vương bà tử ghét bỏ tiểu nhi con dâu, cùng mã lão thái một bên gõ tùng tử một bên nói thầm lấy, bàn chân lạnh là như thế nào, ta cũng không ngờ, cứ như vậy mất một lúc, nàng nước tiểu ba hồi, một đám sống liền cất đái nhiều, tống phục linh ở bên cạnh nghe, nàng nhìn một cái đi nhà cầu mấy người bóng lưng, những người kia đi nhà xí đều vội vã giảng lời công đạo kỳ thật vương bà tử tiểu nhi con dâu đã rất tài giỏi làm sao còn có thế chọn con dâu mau bệnh không chuẩn xác giảng là người nơi này cũng có thể làm liền không có một cái lười biếng từng cái không đem bản thân nghẹn cái không sai biệt lắm căn bản liền bất động địa phương an vị tại kia một mực gõ thẳng gõ đến nghẹn không thể nghẹn lại nghẹn liền phải tè ra quần mới bỏ được phải đứng người lên đi dành thời gian đi nhà xí Lúc này vương bà tử tiểu nhi con dâu bị mấy người phụ nữ cản trở, ngồi xổm người xuống giải quyết thời điểm còn đánh cái run rẩy, có thể thấy được thật sự là nghẹn đến không được. Về phần đi cái kia bên trên, trốn ở đại thụ sau liền nước tiểu chứ sao, dùng đồ vật che chắn. Có lấy đồ vật che thời gian đều giải quyết xong, phí chuyện kia. Lại nói có người bồi tiếp cùng một chỗ, liền để đồng bạn hướng hai bên một trạm, vậy liền coi là che khuất, nhưng những đại lão kia gia môn đều trên tàn cây. Bọn hắn tại chỗ cao, không sợ người ta nhìn thấy, Vương bà Tử Tiểu Nhi con dâu, những người kia nào có ở không nhìn nàng a, à. có thể thấy được, Vương bà Tử Tiểu Nhi con dâu đã không phải là lúc trước Vương bà Tử Tiểu Nhi con dâu. Lúc trước, nàng trông thấy Tống Phúc Sinh thình lình cởi sạch cánh tay dọa đến ngao ngao kêu to, cho Tống Phúc Sinh còn dọa nhảy một cái, chạy nạn, giả ngoại sinh tồn, rèn luyện người a. À. "Mẹ, ta đói." Nữ nhân mắng, "Chịu đựng." "Mẹ, ta là thật đói." Trung chân bụng ụt cụt gọi bọn trẻ nhao nhao phát ra kháng nghị ngươi cũng không phải không có đói quá không có chuyện đói quá mức liền tốt tống phục linh cũng đói đói tâm hốt hoảng nhưng nàng còn tại kiên trì chủ yếu là cùng số tuổi lớn tống lý chính so dùng tiền bội anh cổ vũ nguyên thoại chính là không mặt mũi không kiên trì tống lý chính lớn cháu trai mệt mồ hôi đầm đìa từ trên cây xuống tới lúc quần áo đều ướt đẫm muốn quăng lên tống lý chính da da ta mau dậy đi ta không chiếm nhặt, đây đều là tiền bạc, ngài đều muốn ngồi sổng không ngừng, ngài cái này eo, ta dùng bò, ngươi đừng nói nhảm, đường viền đi, bò, trên mặt đất có côn trùng, đã đêm hôm khuya khoắt, nhìn không rõ lắm lại trên mặt đất cũng ẩm ướt, tống phúc sinh bây giờ nhi bò bảy cái cây cũng mệt mỏi quá sức, xuống cây lúc chân mềm nhũng, một cái rắm ngồi sổng an vị trên mặt đất, lột đem trên mặt mồ hôi nóng, hồng hộc mang thở nói, đi, đi cái người biết chuyện tính toán. Chúng ta đánh bao nhiêu rồi, không sai biệt lắm được. người biết chuyện. các phụ nữ lập tức tiến cử. bà nha nha, mau tới đây cho tính toán. tống phục linh mang chạy chậm tới. trời tối, chỉ có thể đánh giá tính ra đại khái số. cha, không sai biệt lắm ngàn cân tùng tử. hôm nay chỉ gõ cây tùng tháp liền gõ hơn vạn cân trở lên. mẹ ta mệt mỏi lưng thẳng không dậy nổi. ta sửa đập đập cánh tay đều sưng. đoàn người mệt mỏi quá sức. lại nói, lại nhiều ta cũng vẫn không quay về a. À. Tống Lý Chính không đồng ý nói, sao vẫn không quay về? Một người đẩy 200 cân, ta nhiều như vậy xe đẩy a. À, bò xuống cây cắt háng tử nghe xong, có mới đứng người lên, chân kém chút lại mềm nhũng ngay tại chỗ bên trên, nhưng Tống Phục Linh bị đỉnh một ngẹn, Thái gia gia cũng phải suy xét dưới mắt đều giờ nào, chúng ta chạy về khách sạn còn cần đi mấy chục dặm địa, cầm bó đuốc chiếu sáng cũng nhìn không rõ lắm, ta đừng cái kia xem không có chú ý, lại cho Lâm Tử Điểm Cao đồ hộ đột nhiên hỏi, ai? Các ngươi có nghe được sói tru gọi sao? Nào có ở không chú ý cái kia. Vậy bây giờ giờ nào rồi? Ta còn phải quá mộ phần vòng tròn a à, a, à, đúng, bọn hắn vậy mà bận đến quên sát bên mộ phần vòng tròn, đầy trong đầu chính là kiếm tiền kiếm tiền. Tống Phúc sinh chậm khẩu khí chậm cái không sai biệt lắm, dùng áo bông sát đem mặt, toàn thân mồ hôi đứng lên nói, đi đi đi, không thể ngốc, ban đêm lâm tử không an toàn chờ nửa đêm đến khách sạn lại nghiên cứu. Nhìn xem đem gia hỏa thập nhét đi nhét đi ném đi ném đi, còn có thế đổ ra mấy đài không xe đẩy, thực sự không trúng, chỉ những thứ này đi, ta cũng đừng lòng tham. Chúng ta phải suy xét tự thân tình huống, cũng phải suy xét có thể hay không bán đi, cái này đến cái khác hán tử cổng lên một cái túi lại một cái túi tùng tử, trên tay cầm lấy các loại gia hỏa thập, các phụ nữ không quan tâm số tuổi lớn tiểu toàn đều cổng lên giỏ giỏ bên trong chính là tràn đầy tùng tử. Tống Phục Linh sau lưng cũng vác một cái lớn giỏ, nàng giỏ bên trong tất cả đều là cây nấm. Giỏ đáy phía dưới cùng nhất trang là tiểu hài tử nhóm hái phổ thông cây nấm, không có nhiều, dù sao cái này mùa cây nấm đã không có gì. Giỏ ở giữa trưng bày có 4 năm cân là tứ tráng cho nàng cây nấm, tứ tráng cho nàng cây nấm rất đặc biệt, có đều phơi khô, mà lại khi cây nấm tán phát hương vị rất thơm, rất thơm rất thơm, mẹ của nàng nói, cái này cây nấm dáng dấp giống trâu lá gan khuẩn nhưng tuyệt đối không phải trâu lá gan khuẩn, hỏi tứ tráng, ngươi một mực đang trên cây, ngươi cái kia được đến. Tứ tráng liền chỉ chỉ ngọn cây phương hướng, là chạc cây ở giữa phơi nắng, hắn liền bò những cái kia cây thời điểm, thuận tay thu thập đều cho cầm xuống dưới, mà tống phục linh lưng cây nấm giỏ phía trên nhất, cẩn thận trưng bày mới là nấm thông, còn cần lá cây bao trùng tốt, sợ cho cây nấm làm hư, trên người mọi người trên tay đều mang theo đồ vật, tự nhiên là không thể ôm tiểu hài tử. Tiền mễ thọ quá mộ phần vòng tròn thời điểm, bị hù tay nhỏ lạnh buốt. Quách lão đại tiểu nhi tử cũng dọa đến trợn tròn trong mắt, sốt ruột nghĩ nắm lấy đại nhân tay, nhưng cha hắn tay cầm đồ đâu, hắn khi đi ngang qua trong đó một cái nấm mồ lúc, có chỉ hao tổn rất lớn tử lại từ nấm mồ nhảy lên ra tới, nhưng cho bé con dọa sợ, cho bé con bị hù lúc này một cái quay đầu móc, bản ý là nghĩ xoay tay lại móc ở cha hắn quần nắm lấy, nhưng là, cha hắn trước kia quần mở hán, hắn chăm chú nắm lấy cha hắn cái nào đó bộ vị, a à. Quách lão đại đau nha, tiếng kêu sợ hãi mang theo hồi âm, cả kinh đang trốn tại trong rừng quan sát sóc con, cũng đánh cái rùng mình, những người này rốt cục đi, thổ phỉ nha, không chỉ có đi, còn mang đi nó dốc lòng chọn lựa cây nấm, ô ô ô, sau nửa đêm phải hơn một điểm chuông, khách sạn trưởng quỷ hất lên y phục mắt trợn tròn trừng mắt tống phúc sinh. Ngươi tại sao lại trở về rồi? đừng nói trước cái này, trưởng quỷ, xin nhờ, cho chúng ta đoàn người phần đỉnh chút nước nóng uống một chút, lại cho cả chút lương khô điếm điếm đói, đoàn người đều vừa lạnh vừa đói, tiểu nhị ở bên cạnh đoạt lên tiếng nói, lương khô không phải là các ngươi chính mình chưng sao, lúc này các ngươi chưng. Bốn văn liền bốn văn đi, chúng ta không được, không sức lực.